chín rồi. Con này làm sao ấy? Mình như lên nhầm pet. Sao vẫn cứ em đi làm không check à, không 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 gọi cho chị được. Chị check hộ em với. Ôi giời chị ơi hay thật. Chịu. Em cũng có check nha chị, em cũng có check choác gì hết nha chị. Thế chị cũng chỉ biết mỗi công việc của chị thôi. Thế còn công việc của người khác chị không coi ra gì à? Chị biết mỗi công việc của chị đi, công việc của người khác chị không coi ra gì à chị? Ô hay thật. Ông vừa vào like cái đập vào cái comment. Thế là chị chỉ có biết công việc của chị thôi, công việc của người khác chị không coi ra cái gì à? Không có thông báo bác Thư Thủy Tiên. Chờ lát chắc là hôm nay pet nó bị sao đấy chị ạ, không có thông báo. Thế chỉ có biết mỗi công việc của mình thôi, công việc của người khác thì không quan tâm luôn. Nó mất mấy giây ạ? Mất bao nhiêu giây ạ? Phải vừa vừa phải phải thôi chứ đấy. Nay tự dưng đùng cái lại về hai mã. Hai mã hàng hiếm luôn. Đã ra rừng rồi. Mà một mã thì về sớm hơn dự kiến. Một mã mà em có nói với các chị là tháng 11 mới về đấy, hôm nay hai mấy. À giống y như Tomboy mã tháng trước nhỉ. Giống như Tomboy tháng trước. Tháng trước cũng bảo tháng 10 mới có hàng. Thì đến hai mươi mấy, 26, 27, tháng 9 là có hàng. Đấy, tự dưng tháng này cũng về sớm hơn dự định được mấy ngày. Có mã về sớm hơn dự định được mấy ngày luôn. Ôi các chị vào, các chị em mình nhấn chia sẻ live stream lên cho em nha các bác. Chia sẻ live stream lên nha. Đây tổng kết nốt cho gọn những cái này luôn này. Nhắc nó chị màu kem thì Dũng em cứ đi thẳng vào đây đi. Để cho nó dễ luôn. Đấy, còn chục cái nữa, còn chục cái này nhấc nốt xuống. Cho mỗi người cái luôn này, hết đúng không? Hết sạch. Hết rồi. Đây chắc là khác đúng không? Khác à? Đấy. Để luôn xuống các chị. Lên luôn nha các chị nhá, này em còn lên luôn chứ không không có thời gian để chờ các chị em mình đâu.
nay fanpage nó lại bị cái cụ nợ gì không biết được. Bắt đúng mạng chị trả đấy 5G rồi đấy. Đây nó vào nó không hiển thị được cái này thì chả biết được có lại được không nữa. Đầu này nó còn đang không có thông báo này chị này, đang không có thông báo. Chắc nó bị trục trặc cái gì, chả lẽ có thông báo gì. Em vào hai máy rồi mà em chưa có nhận được thông báo luôn. Hai máy rồi mà chưa có thấy nhận được thông báo. Chỉ mới nhận được thông báo chia sẻ like lên page phụ thôi. Quần ba cúc về rồi à em. Các chị tinh dã man luôn. Ơi các chị em mình vào các chị chia sẻ lên nhá. Ai chưa chia sẻ nhấn chia sẻ, không chia sẻ không lên đơn. Em nói luôn, không chia sẻ không lên đơn nha các chị. Của em có thông báo mà người có người không chị ơi. Ôi em ơi để ban được dĩ này. Người có người không chính là ai bảo tất cả đều không có thông báo đâu. Tất cả không có thông báo thì làm sao mà có bằng này người vào xem. Comment thấy đơ đơ. Rồi các chị em mình vào, các chị em mình chia sẻ lên. Chia sẻ xong rồi cho mỗi chị một cái luôn nhá. Cái này em còn ít tổng kết nốt luôn cho các chị em mình luôn 39.000. Lên luôn 39.000 này. Cái này lên cho em là T39 không so sánh giá nhá. Mỗi người chỉ được một cái. Em nói luôn là mỗi người chỉ được một cái. Đừng có vào mà bảo tưởng cái này em nói thật luôn. Cái này không phải lỗ 5.000, 10.000 đâu. So với giá em nhập vào 63.000. Em để cho các chị em 39.000 là bao nhiêu? 63 trừ đi 39 là bao nhiêu? 20 mấy nghìn? 24.000. Đúng không ạ? Em kỷ niệm cho mỗi chị em mình một cái 39.000 cho chia sẻ livestream rồi nhá. Nó là tâm hàn giữ nhiệt cho các bác. Giờ nó không còn đủ màu nữa đâu. Nếu như đủ màu là em đã cho khách bốc hết rồi. Dạo này toàn không có thông báo như em. Kiểu nó cứ hôm có hôm không ấy bác nắng bên thềm ạ. Có khi nhá, like từ hôm qua, xong sáng nay mới nhận được thông báo của like hôm qua. Đấy, xong rồi đến mãi chiều mới nhận được thông báo của like buổi trưa. Xong đến tối nó lại nhận được cái thông báo của like buổi chiều ấy các chị. Kiểu nó toàn bị trễ thông báo thôi. À, các chị em mình chia sẻ rồi xong mình mới lên comment nhá. Lên cho em T39 đấy, 38, 39 những các chị em mình dưới 60 cân cho em luôn, đẹp lắm. Chia sẻ xong thả tim thả like lên xong các chị mới lên comment. Đấy cứ có lượt chia sẻ lên cho em mới được nha các chị. Đâu để em xem những chị nào đã chia sẻ livestream này. Cú Niêu có chia sẻ livestream đâu mà lên comment à chị. Thúy Nga có chia sẻ đâu mà lên comment. Rồi ai chia sẻ em đều biết hết. Đừng nghĩ rằng ôi rồi chắc nó chả để ý gì đâu. Ai lên comment là nó cũng phải chốt vội chốt vàng. Em nói luôn à. Những cái sản phẩm em bán tặng bắt buộc có logo người chia sẻ em mới đọc tên. Còn không em chả có dạy gì em đọc tên cho nó mệt. Nên em chả có dạy gì em đọc tên cho nó mệt. Lãi đâu mà đọc. Coi như là tặng cho mỗi người cả hàng mấy chục nghìn rồi. Này 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 như chị à, các chị em mình mà chia sẻ livestream cái các chị lên comment là nó có logo người chia sẻ luôn. Logo người chia sẻ là cái logo có hình người, nó có mũi tên này này. Nha các chị nhá. Chết rồi, xong rồi lại còn có ông lại còn cái gì kia. Đàn ông chuẩn. Sao ông lại còn comment này. Đã chia sẻ 39.000 xong kèm cái số điện thoại. Nhà em không có mã nào mã đã chia sẻ. Xong rồi lại kèm cái số điện thoại đâu bác nhá. Nhà em là không có nhận số điện thoại trên livestream. Đấy em bán đến năm nay là 8 năm rồi. Em không gọi điện chốt đơn ạ. Địa chỉ số điện thoại nhắn tin là phần tin nhắn. Có đơn cái sáng mai nhân viên nó sẽ đọc tin nhắn nó chốt lại. Chị ơi chị được cái áo bao nhiêu, cái quần bao nhiêu hay cái bộ bao nhiêu, tổng tiền bao nhiêu xong mới đi đơn. Nhớ. Chứ đừng comment số điện thoại trên livestream làm gì cả hết. Nhà em không có gọi điện chốt đơn đâu. Rồi em kiểm tra lượt chia sẻ nha các chị. Em không mặc bộ váy chị ơi. Làm gì có cái gì là bộ váy. Bộ váy em mặc có bán không? Chết thôi.
bộ quần áo, cái váy hay chân váy với áo hay bộ váy. Em kiểm tra lượt chia sẻ nha các chị. Em cứ check lượt chia sẻ, bác nào có lượt chia sẻ rồi bắt đầu mới đọc tên này. Ôi tự dưng nhìn lại, tự nhiên lại tự nhiên trong đầu lại thoạt nghĩ đến ngô lại thấy thèm thèm. Tự nhiên nghĩ đến ngô lại thấy thèm thèm thôi. Cứ tự nhiên đấy các chị. Quay quay chỉnh cho chị cái máy dịch vào, quay vào trong chỉnh một tí, chỉnh cái chân của nó thì mới được. Nó hay bị, nó bị quay ra ngoài quá, nó hơi bị lệch, chị không ngồi chỉnh màn hình rồi. Chỉnh vào trong nha. Thêm một tí tẹo nữa. Rồi. Đợi em tí để xem nó cân chưa. Rồi ok hơn rồi đấy. Vào một tí, vào cho chị một tí nữa, vào độ 2 phân nữa. Rồi ok, ok rồi. Rồi xong nha các chị, để đọc này. Xem chị bao nhiêu chia sẻ rồi. 220. Xong rồi các chị thả tim thả like lên. Chia sẻ xong thả tim thả like này. Lên cho em là T39 nhá các chị nhá. 39.000 mình không so sánh, mỗi chị chỉ được một cái thôi. Đấy đó là tâm hàn giữ nhiệt. Các chị em mình biết, kể cả em bán 69.000, các chị em mình mua thì các biết, tức là nó dễ mặc lắm. Dễ mặc, dễ mix đồ và đẹp cho các chị luôn. Lên cho em là T39. Mẹ sáng long lanh này rồi anh còn kêu hơi tối. Anh đang trong bóng tối à anh Vĩ? Đang trong bóng tối à? Sáng như thế này rồi mày bảo hơi tối. Chán ông thật luôn ấy. Chắc người anh mày hay phê bia rồi, đang phê bia rồi. Đang phê bia rồi đúng không? Thả tim thả like nha các chị. Chị em nào mình mà mình mới vào mình chia sẻ rồi thả tim thả like. Áo ni hôm trước em mua 69. Đấy em bảo rồi, 69.000 mà nó đẹp. Thật sự luôn, 69.000 các chị mua về vẫn thấy gọi là quá đẹp luôn. Quá rẻ, kể cả 75-78.000 như khách sỉ của em bán vẫn cứ ok luôn. Rồi T39 nhá. T39 này. Em cho chị nào đây ạ? T39 em cho chị cô chủ nhỏ 1, cho chị bất cần 1, cho chị Hoàng Lợi 1, cho chị Nguyệt Quách 1 cái. T39 em cho chị Mai Long 1. Lên cho em là T39, cho Ngọc Thảo 1 cái. Chia sẻ xong thả tim thả like lên cho em các bác ơi. Các chị chia sẻ xong thả tim thả like lên cho em nha. Đấy xong các chị em mình chia sẻ xong thả tim. Như kiểu các chị không nghe thấy hay sao? Không thả tim thả like luôn. Hay nhở. Rồi T39 em cho chị nào nữa ạ? T39 em cho chị Hà Nguyễn 1. Hà Nguyễn có luôn này. T39 cho Hà Mít 1, cho chị Ngọc Anh 1 cái. Ngọc Anh có luôn, em cứ nhìn đây xem đối chiếu đây có chị nào chia sẻ. Lên comment mà cứ có logo người chia sẻ cái là em lên luôn. Lên cho em là T39 nhá các chị nhá. 39.000 các bác mình vào. Áo da cá đẹp xuất sắc luôn chị à, cảm ơn Thanh Trúc nha. Rồi ơi tôi bảo rồi, áo da cá tàu nhà em ra một các chị mua một lần là các chị em mình nghiện liền. Không chia sẻ livestream mình không lên comment mình ơi. Em bảo rồi đây này, đầy chị chia sẻ, không chia sẻ có lên comment ở máy này nhưng nó cũng có hiện ở đây đâu. Cái này nó chỉ lọc phần mềm các chị em mình chia sẻ livestream rồi nó mới lên comment được nhá các chị nhá. Đây này, như Hoa Nguyễn cũng có chia sẻ livestream đâu. Đừng so sánh giá chị ơi. Em nói luôn là không so sánh giá nhá các chị nhá. Ok T39 em cho chị Hoàng Thị Viền một cái. Hoàng Thị Viền có luôn này, cứ có logo người chia sẻ rồi các chị mới lên comment vào đấy. Nếu các chị em mình mà không chia sẻ các chị lên comment em cũng không đọc tên. Cho chị một cái máy kia đi, máy này không lên comment luôn này. Không có lên comment luôn. Đấy đấy, đấy lại bắt đầu. Ok T39 em cho chị Nắng Bên Thềm 1. Nắng Bên Thềm có, em cho bác Đàn Ông Chuẩn 1. Đàn Ông Chuẩn luôn. T39 cho em nhá. Cứ có logo người chia sẻ rồi xong lên comment vào đấy cho em thả tim lên các chị. Thả tim lên cho em ạ. Đàn Ông Chuẩn có rồi ạ. Em cho chị Đỗ Thu Hồng 1. Em cho chị Lý Hoài 1. Bác Hoàng Thị Viền em đọc rồi, cho Xuân Lê Thị 1. Xuân Lê Thị có luôn này. Cho em một lần chia sẻ lên nhá bác nhá. Em cho chị Dương Quỳnh 1. Dương Quỳnh có luôn này. À, còn chị nào mà mình chưa được đâu, hôm nay chốt thêm được không chị ơi? Chị chả biết có còn ra cá tẩu còn không em, chắc hết rồi chứ. Tất tần tật còn chỗ đấy cả. Ôi thế lại nhét vào đấy làm gì, chị đã bảo bỏ hết ra đây chúng mày lại nhét vào trong góc đấy. Ôi giời ơi đấy, đáng ra đấy tí nữa thì lại trả lời khách là hết rồi. Đợi tí còn ra cá tàu đấy, đợi chị chốt thì chị lên nốt cho. T39 em cho chị Trần Ánh Mai 1. Ok chị Trần Ánh Mai có luôn này. Đấy còn chị nào chưa được nữa các chị lên cho em T39 em cho thêm 3 chị nữa thôi nhá. Cho thêm 3 chị nữa thôi, em nhập cho 3 người nữa thôi. Mình nhận được áo rồi đẹp lắm, em cảm ơn chị Nhung Phan ạ, à, cảm ơn chị nhiều nhá. T39 em cho chị Hồng Ân 1. Nãy là T39. Trúng đề luôn.
Thế hôm nay để về 39 hả? Thế không hỏi em từ chiều em cho số. Hả anh Vĩ? Không hỏi em từ chiều em cho số. Còn chị nào mà chưa được nữa không ạ? Lên cho em T39. T39 em cho chị Thanh Nguyễn 1. Ok, chị Thanh Nguyễn đã chia sẻ live stream này. Tiếp cho em luôn này. T39 là em cho chị Ngô Thu Hà 1. Chia sẻ lên cho em nhá các chị nhá. Rồi em cho một người. À thôi hết 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 thôi. Thôi cứ cho chị gái hoa, chị Hoa Hồng gái một cái đi rồi dừng ạ. Dừng ạ. Áo này chị có 10 cái rồi. Trời ơi 10 cái nhưng chắc chưa bao giờ được. Kể cả bác có mua 10 cái nhưng chắc chắn là chưa mua được một cái nào giá 39 đúng không? Đấy mặc thích. À, sao không có thông không có bác kem bông ạ. À, hôm nay nó bị sao ấy. Hôm nay nhiều chị không nhận được thông báo lắm luôn ấy. Ôi sao chị mơ chuẩn thế? Là mọi người đọc bọc phép đấy. Em mà mơ chuẩn bây giờ em ngồi đây em like làm cái quách khí gì. Em đánh cho 1 tỷ vào đấy cho nó được 1 tỷ tiền đề là được bao nhiêu tỷ cơ? 70 tỷ à? 90 tỷ. Ôi giờ 90 tỷ cơ á? Ôi. Ôi các chị ơi em đánh 1 tỷ, em được 90 tỷ thôi thôi em dẹp hết. Ai đến kho em cho hết sư nó quần áo đi. Em ngồi đây em like làm gì? Khó lắm. T39 cho chị Gia Kiệt một cái hết luôn cho chị Đoàn Hảo. Ok chị rồi em dừng nhá. Đấy mua rẻ nhất 59. Đúng hôm nay để về 39. Ô thế à chị? Em mà trả vào sớm em cho số. Em cho số. Em cho số 39 đi đánh. Loánh con lô. Đánh con đề. Chứ em thật luôn này. 80 tỷ thôi. Thế thì bác Trần Nhài lại chưa biết rồi. Giờ nó có cái web gì đánh online được 90 à? 95. Ôi ôi. Đấy không những thế mà lại còn 95 cơ các chị. Thánh soi lô nhỉ em đang ngồi đây. Thằng em trai em nó có cái web gì á. Thấy bảo đánh trên web. Còn đánh ngoài như là chỉ có một ăn 70 thôi đúng không? Ngoài 70, 75. Ngoài là 1 ăn 70, 1 ăn 75. Ôi. Thế thì ngày nào cũng đánh con à. Biết đâu lại về. Đánh tí nó về tận 90 tỷ liền. Ôi. Chị mơ thấy con chín thật. À chị Lâm Oanh á. Hôm nay chị không thấy thông báo cần mua khoác tìm em Giang mới thấy. Ôi bác Hải Nguyễn ơi, nghe mà nó đau cái lòng ngực này này. Chả hiểu làm sao luôn. Nhiều chị không nhận được thông báo lắm. Thế bây giờ làm nào được thì thôi mọi người chia sẻ xong thả tim thả like lên cho em. Nhưng mà chia sẻ ít thôi chả nó lại sập sư nó cả like. Chia sẻ ít thôi. Nào Thảo đăng lên xong chắc stress quá sao tắt mẹ nó máy rồi không biết được Thảo. Ngoài là một ăn 80 đói. Ôi giời ơi các chị. À, có bàn trải lớn hết bàn trải lớn rồi. Bác Hoàng Lợi ơi nào cho con da cá tàu nhấc luôn cho con màu hồng đấy chị ơi. Đây nhá, đây là còn những cái da cá tàu cuối cùng các chị lên nốt. Em rồi nốt màu hồng lên cho em xả 63. Em nói thật riêng da cá tàu nhà em thì các chị em mình không mua thì chỉ có tiếc thôi. Khách mua rồi hết T39 rồi. Lên cho em là xả 63 cho em nhá. Thả tim thả lại rồi đẹp lắm luôn. Đấy kể cả 38, 39 cân thì các chị em mình 60 cân. Cứ hai cái, đây là nó khác chữ nhau này. Nó khác cái hàng chữ này này. Em cho nốt vào một em tổng kết nốt luôn 63.000. Đấy bán 89.000 đấy tiền ở đây chứ còn tiền ở đâu nữa các chị. Người ta vẫn đang bán thật sự bây giờ vẫn đang tất cả các chỗ đều đang bán 89 đến 95, 99.000. Trước em bán 88, 89 em có xả cho các chị 78, 79 đúng không ạ? Em không nói điêu các chị nửa lời các chị có thể xem lại live stream của em. Cái hôm mà em xả 78.000 các chị biết khách toàn vào lấy 5 cái, 10 cái. Thậm chí có những bạn vào lấy 30 cái một màu luôn. 30 cái một màu. Đấy toàn bộ 78, 79 em cho nốt luôn 63 nhưng không còn nhiều đâu để xả 63 lên đó chị em ơi. 38, 39 ngoài một ngoài tớ một ăn 80 đấy. Xả 63 nhá các chị lên nốt cho em ạ. Xả 63 em cho chị Gia Kiệt một cái. Cho chị Thúy Hậu Nguyễn một cái. Cái này kể cả các chị mua cho con các chị cũng được luôn. 63.000 hóng lẻ mua à hổng lẽ mua ra cá tàu nữa trời 4 cái rồi đấy bác. Ôi giời ơi cho chị Thanh Trúc có luôn xả 63 đấy bác Thanh Trúc nay lại mua thêm à, ngày hôm nay nhận 5 đơn nhà chị ui tiền lương chỉ để mua đồ nhà chị tiếp phạm đấy chị Thanh Trúc mua rồi em nói thật chị nào mua ra cá tàu rồi cũng muốn mua thêm vì cái chất của nó sướng lắm. Ok em cho chị Vũ Hạnh một cái. Vũ Hạnh có luôn này. Đấy các chị em mình thật sự luôn mua ra cá tàu về các bác mình mặc hay các chị em mình mua cho con mặc cũng được. Em thanh lý nốt 63.000 cho các chị thôi. Áo bo ra bao nhiêu cái chị? Ôi chị chịu, chị không biết em hỏi cái gì. Mình nhận 3 cái chất đẹp, em cảm ơn chị Hoàng Long ạ. À. Sao hôm nay không có thông báo em ơi, em còn đang phát khóc đây bác ơi. Không hiểu tại sao nó không có thông báo. Cho chị Hoàng Lợi một cái, cho bác Phạm Kiều Diễm 2 cái. Lên comment vào đấy cho em luôn là má xả 63 nhá. 63.000 một chiếc cho các chị em mình luôn cho nó gọn nốt hàng.
Đấy, bác nào mà mình mới vào, xả 63 em cho chị Phương Nguyễn một cái, chị Hiếu Do Le một cái. Nay không nhận được thông báo, ôi dồi ôi. Buồn quá, mua cả chục cái da cá tàu các loại nhà Giang rồi, vẫn thích mua tiếp thôi, chục cái rồi là đủ mặc rồi bác ạ. Chục cái da cá tàu là ngày nào mình cũng mặc được rồi. Kể cả cái thời tiết nó se lạnh hôm nay nó không nhận được thông báo, buồn quá. Ok, cho chị Hải Trần Nguyên có luôn một cái. Hải Trần Nguyên có cho chị Nguyễn Thủy một cái. Hôm nay không nhận được thông báo, eo toàn các chị vào bảo không nhận được thông báo thôi. Buồn nhỉ các bác nhỉ. Chả biết làm thế nào, kiểu nó không nhận được thông báo thì cũng phải chịu thôi á. Nay em định xả nhiều thứ đấy mà nó chả có thông báo lên like cũng nó buồn đấy các chị. Lên like nó cũng thấy buồn buồn đấy các bác. Rồi ok, xả 63 em cho chị Hạnh Huy một cái. Nay không nhận được thông báo Giang like, eo bao nhiêu chị vào luôn. Bao nhiêu chị vào toàn không nhận được thông báo Giang like, buồn quá. Rồi xả 63 chị nào, mình cũng không nhận được thông báo, giờ mới vào xem được áo Giang. Áo em mặc em chưa lên chị ạ. Áo em mặc em chưa lên, để lát nữa không. Cái này thì có nên xả nốt không? Chắc là xả nốt nhỉ. Người ta vẫn đang bán, em thấy toàn bán là 119.000 thôi. Xả 63 em cho chị Thương Phạm một cái. Ok bác Thương Phạm còn ít nào nhấc nốt lên cho chị em ơi. Không thấy thông báo nhà Giang, buồn quá. Dạ vâng, có đơn cái nhắn tin địa chỉ số điện thoại và tin nhắn nha chị. Xả 63 em cho bác Nguyễn Thị Nguyện một cái. Ra cá tàu còn nốt nhá. Đây là chuyến cuối cùng luôn, không phải chuyến cuối cùng mà nó còn sót lại. Chứ không phải hàng này hôm nay vừa mới về để mà em bán kiếm lời đâu ạ. Em xin thưa với các chị, đây là nó còn ít nào là em bán tặng nốt luôn. Chứ nhập vào đã ngót nghét gần 90.000 rồi. Xả 63 em cho chị Nguyễn Nguyệt một cái. Em cũng không nhận được thông báo đấy. Bác Anh Ngọc có luôn một cái. Bác nào chưa được các bác lên nốt nhé. Để nốt lên đây chị hết chưa, tất tần tật rồi đúng không? Đấy, xả 63. Hôm nay những cái nào mà còn ít là cho đi nốt nhé mọi người nhá. Còn ít là cho đi nốt luôn, tất tần tật. Chị nào chưa được các chị vào các chị lên nốt đi. Ra cá tàu mua về mặc là chỉ có nghiện, nó sờ như u mì. Đúng luôn, chuẩn chỉ là sờ nó như u mì luôn. Vì nó không phải là hàng nỉ thường, không phải nỉ da cá, không phải là hàng da cá thường. Nó là da cá tàu. Rồi còn những chị nào chưa được, các chị lên nốt vào đấy cho em luôn nhé. Em còn bằng này. Lên vào đấy cho em là xả 63 cho em gọn nốt luôn này. Xả 63 cho em gọn nốt luôn này. Còn bao nhiêu chiếc màu trắng cho chị nốt luôn em ơi. Ơ kìa, còn một cái màu hồng chỗ góc kia nữa, chả tính nó lại sót rồi. Da cá còn màu nào? Đây em còn ít mấy cái màu trắng em lên nốt cho mình. Đây em còn mấy cái màu trắng các chị lên nốt cho em luôn này. Xả thanh lý luôn 62.000 đi. Lên cho em là xả 62 nhá. Xả 62. Xả 62 thì sẽ còn ít để lên chị luôn, tất lần tật luôn này. À kia kia là khác cả em ấy như nào. Xả 63 cho chị Thảo Hoàng nhá. Xả 63 cho chị Thảo Hoàng. Hello Giang, vừa nhận áo gió nam 160 với tâm giữ nhiệt chất đẹp lắm. Em cảm ơn chị Lê Thảo Nhi nhá. Cảm ơn bác Lê Thảo Nhi ạ. Xả 62 em cho chị Hà Mít một cái. Tất tần tật đây, còn bằng này hết chưa, bên kho không còn nữa đâu đúng không? Xả 63 cho chị Hoài Thương Nguyễn là màu hồng. Xả 62 là màu trắng ạ, Hà Mít có rồi ạ. Đấy, nó nhiều chữ này nó khác nhau, em cho nốt vào cho các chị luôn. Bán với cả buồn cho các chị em mình. Tưởng Giang không like chả có thông báo. Ôi rồi ôi, em buồn quá. Bao nhiêu chị xả 63 cho chị Diễm Huyền màu hồng đi em ơi. Ok chị Diễm Huyền, màu hồng các chị lên là xả 63. Còn màu trắng pha kem này các chị lên cho em là xả 62 ạ. Chất nó đẹp lắm, toàn các bác vào các bác kêu không có thông báo thôi. Chán lắm, nay buồn đời lắm các chị. Buồn đời lắm luôn, không có thông báo, nó bóp tương tác mà. Nó lại bóp tương tác em. Xả 62 em cho chị Nguyễn Thu Hà. Top em uy tín, cảm ơn bác Thảo Hoàng ạ. Xả 62 cho chị con nhà người ta. Xả 62 cho bác Xuân Lê Thị. Xuân Lê Thị có luôn này. Lên bộ lát lên sau mình nhớ, không lên được theo yêu cầu của khách đâu. Xả 62 cho bác Lưu Thị Ngọc Hà. Ô bác Lưu Thị Ngọc Hà làm hai cái về cho con mặc. Cho chị Hoài Thương Nguyễn có xả 62. Tại vì đây là những cái cuối cùng rồi. Đây là những cái cuối cùng rồi, các chị tranh thủ mà các chị em mình mua. Cho chị Nguyễn Dung có xả 62. Nguyễn Dung có luôn một cái. Chị thích xem Giang like, em cảm ơn chị Nhật Lệ nha. Ôi dồi ôi, em Giang nói khó nghe mà các chị vẫn thích xem là hạnh phúc lắm rồi. Xả 62 cho chị Phượng Trần. Em nói mẹ như kiểu đuổi khách ấy các chị nhỉ. Nói kiểu như kiểu đuổi khách, rất thái độ luôn. Nhưng kiểu em nó như thế thôi các chị, chứ em yêu quý các chị lắm. Xả 62 em cho chị Phạm Thị Hương. Kiểu tính em nó xấu tính thế thôi. Nhưng mà hàng em nó đẹp các chị. Em xấu tính nhưng mà hàng em thì lại không xấu. Rồi còn chị nào kiểm tra đơn giúp mình, mai gọi hộ em số 838 chị ơi, 40 cân mặc được bác ơi, chốt đi. Đó, nhiều chị còn mua cho con 37 38 cân cơ, nhiều lắm. Kể cả như chị em mình 58 60 cân vẫn mặc được hết luôn. Còn bằng này nữa hết rồi đúng không? Hết sạch đấy, còn có 4 cái xả 62 nữa là em hết luôn. Xả 62 cho chị Anh Ngọc một cái. Anh Ngọc có luôn, mua ra cá tàu về xong hôm sau vào lại kiện em Giang nhá. Kiện em Giang là sao bán con áo 30 cân thì không mặc được chị ạ, 30 cân cái này mặc bị rộng nhá chị nhá. Xả 62 em cho bác Ngô Thu Hà. Còn bác nào chưa được nữa không ạ? Giang ơi còn kem ngày sên không? Kem ngày thì mai phải đợi em lên Ba Vì em mới biết được bác ạ. Ngày mai, trưa mai sẽ hẹn các chị em mình trên Ba Vì. Trưa mai là em like.
Còn đâu là cuối tuần này, bình thường cuối tuần thứ bảy chủ nhật là em hay lên nhà mới để em like mỹ phẩm cho các chị em mình lấy lộc nhà mới ấy. Nhưng mà cuối tuần này thì em bận, cuối tuần này em lại đi Lai Châu rồi. Đấy nên là thành ra là mai em sẽ tranh thủ em lên nhá các chị nhá. Xả 62 em cho chị Thúy Hồng Nguyễn một cái, cho chị Phương Nguyên một cái. Rồi còn chị nào chưa được nữa. Chị nào chưa được nữa mà các chị lên cho em còn hình như là còn một cái xả 62 đấy, chị Ngô Thu Hà vừa nãy đọc rồi. Còn một chiếc xả 62 nữa là em hết. Màu hồng này như là xả 63 hay sao đúng không? Màu hồng là xả 63 đây, màu hồng còn bằng này chị ơi. Màu hồng chị lên là xả 63 nhá. Đấy còn bằng này để nốt lên cho các chị ngắm nốt em ơi. Đây màu hồng đây, còn có bằng này là hết này. Chị lấy chị lên là xả 63 nhá, cho gọn nốt luôn. Hàng nhà Giang miễn chê chỉ tội hết tiền cho bác Thanh Dung Hà Nam. Thật sự là thôi cũng trộm vì em bán bao nhiêu năm rồi không có chị nào chê cả. Thật sự. Vì tính ra mà những cái này các chị bảo em bán 89.000 các chị còn không chê. Vì là mình tính ra 89.000 được một con áo này chất nó cũng quá đẹp. Mà đây em còn xả nốt luôn có 60 mấy nghìn, hơn 60 nghìn một cái. Cái này em mà bán cho các chị em mình gọi là kể cả em mà cứ ngồi em nhúc nhắc em bán 78, 79 nghìn vẫn hết. Nhưng có cái là bán nốt cho các chị cho gọn nhé. Rồi còn chị nào lấy xả 63 các chị lên nốt, nốt luôn cho các chị em mình luôn. Còn mấy cái còn được cái màu xanh đấy là viền cổ rồi. Đấy cho nốt con đấy vào lên nốt cho con luôn. Em đi Lai Châu làm gì đấy? À, gì đấy chị ở là... Ô, em là ở Lai Châu mà bác em về ngoại. Em về ngoại chị ạ. Xả 62 em cho bác Giang Nguyễn một chiếc là hết xả 62. À, em về ngoại bác ơi, em về sinh nhật cháu gái em. Cái này viền cổ em còn mấy cái, các chị lên nốt cho em là xả 64 nhá. Nó nhiều chữ khác nhau lắm, em cho nốt vào luôn để lên chị em ơi. Mét 50 mặc thì dài không chị ơi, kể cả mét 48 đã mặc được rồi bác nhá. Em chỉ sợ các chị em mình bảo mét 72 chứ còn mét 52 mắc đến mét 50 ok hết. Nơi lên comment nốt cho em là xả 64 cho em, cắt cho chị cái này với em. Xả 64 nhá, viền cổ em còn có mấy cái này thôi là em hết luôn rồi, không còn nữa đâu các chị. Xả 64 còn có bằng này là hết thôi. Lẫn chữ nhau. Được cái nào hoan hỉ cái đấy nhá. Đấy vui vẻ cho em còn có 4 cái. Xanh này chắc nhân viên bóc hoàn thôi chứ còn để mà nói còn hàng thì không bao giờ em còn được đâu. Xả 6 xả 63 chỉ cả đuôi 482 nhắn địa chỉ điện thoại và tin nhắn. Xả 64 cho Vũ Hạnh một cái, cho Vivi một cái. Cảm ơn Mai Trúc nhá. Cho chị Thúy Hậu Nguyễn một cái xả 64. Còn một chiếc xả 64 là hết luôn này. Một cái xả 64 em cho chị Lê Thị Cúc Cúc hết hàng. Hết luôn không còn, còn cái viền cổ kia màu gì đấy, viền cổ đấy. Hết mất xả 64 rồi, em hết xả 64 rồi. Chỉ còn xả 63 thôi. Màu kem này, màu kem các chị lên kem viền cổ luôn hả em? Kem viền cổ các chị lên cho em là xả xả 65 cho em luôn đi, 65.000. Xả 65 luôn cho em nhá, 65.000. Kem viền cổ em còn 4 cái mã này luôn ạ. Còn 4 cái lên nốt là xả 65 là hết à cái đấy đó là 5 cái. Đấy còn 5 cái là hết luôn này. Màu này thì kể cả gái trai các chị mua đều được hết luôn. À, chị ở San Thàn đó. Thế thì em ở Than Uyên chị ơi, mẹ em ở Than Uyên. Mẹ em ở Than Uyên chị ạ. Cái này lên cho em là xả 65 nhá, 65.000. Đấy chốt nhanh xả 65. Em cho chị Nguyễn Thị Nguyện một cái. Xả 65 và xả 63 ok chị Ngọc Anh ạ. Xả 65 cho em ạ, cho chị Ngô Thu Hà. Ngô Thu Hà có luôn xả 65 này. À, cái này cứ từ tầm khoảng 38 39 đến 60 cân vẫn mặc ok luôn bác ơi. Còn hai chiếc nhá. Xả 65 em cho chị Lưu Thị Ngọc Hà. Em còn một chiếc xả 65 em cho chị Thương Phạm hết luôn. Hết luôn xả 65 em không còn đâu, hết luôn rồi. Hết xả 65 luôn không còn. Con màu hồng này còn bao nhiêu em, hồng này hết chưa? Hồng này các chị lên nốt vào đây cho em luôn nhé. Lên luôn cho em là xả 52 đi. Em cho luôn 52.000 cho gọn nốt luôn. Đây là tâm hàn giữ nhiệt nha các chị. 38 cân đến dưới 60 cân cho em luôn này. Đây là tâm hàn giữ nhiệt nha các bác. Đấy các chị chốt nhanh còn bằng này là hết à. Nói lên nốt cho em luôn là xả bao nhiêu chị đọc quên mất rồi. Xả 65 em hết rồi, cái này lên xả 52 ạ. Các chị chốt nhanh cho em là xả 52 nha. Các chị để ý vào đấy để ghi giá vào đấy, không là đọc xong mà không nhớ đâu. Xả 52 nhá, 52.000 một chiếc cho các chị luôn này. Cái này thì các bác mình phải chốt nhanh. Thanh lý hết rồi. Không có còn giữ lại đâu các chị. Xả 65 em hết rồi, ui rồi các chị lên xả 65 nhiều thế. Xả 65 em không còn đâu. Tất tần tật ra cá tàu một còn những cái nào lẻ tẻ. À đấy là màu trắng viền cổ. Trắng chữ nâu đây, xem trắng chữ nâu là một mã. Lẫn à? Thế nhỉ, cứ còn lẫn là chả có buồn lên luôn. Xả 52 ạ, xả 52 này. Một cái em cho chị Diễm Huyền ạ. Hai cái em cho chị Hoài Trần ạ. Hoài Trần hai cái, cho chị Thảo Hoàng một cái. Cho chị Bất Cần một cái. Hai cái cho chị Phạm Thị Hương ạ. Một cái cho chị Ngô Thu Hà. Một cái cho chị Huyền Diệu. Đấy còn một cái xả 52 nữa là em hết luôn. 52.000 đồng nha các bác. Bác Phạm Thị Hương có hai. Còn mỗi chiếc nó thôi là hết. Đấy xả 52 các chị lên luôn vào đấy cho em luôn này. 52.000 nha các bác. Qua cho các chị em mình luôn này, tiếp này.
cho chị nốt cái hồng hồng quên cái màu tím tím. Xả 52 em còn một cái nhá các chị nhá. Xả 52 còn một chiếc là hết luôn các chị. Đây cái này. Giữ nhiệt lông đẹp lắm luôn các chị. Xả 52 cho anh Ngọc một cái hết à. Ok chị anh Ngọc. Màu này nó gọi là cái màu đây các chị nhìn này. Ui giời ơi. Chất nó đẹp lắm các chị nhìn này. 40 cân đến 62 cân cho em vẫn ok luôn ạ. Hàng này các bác mình biết 110 115 nghìn. Em bán kỷ niệm ở đây, dòng chữ này là thêu nhá, chỗ này là đá. Này các chị nhìn cho em luôn này. Đây bên ngoài đẹp lắm luôn, cho các chị nhìn mặt trái của nó để các bác mình mới biết là hàng toàn 110 115 nghìn thôi. Đẹp kinh khủng luôn, giữ nhiệt cao cấp. Cái này các chị lên comment vào đây cho em luôn là mã GT76. Em cho luôn 76 nghìn. Lên giúp em GT76 ạ, 76 nghìn cho các chị luôn nhá. Muốn mua thêm xả 52 đen thì không bao giờ còn nữa rồi, hết rồi, em dừng hàng rồi. Để nói là bây giờ mà không còn nữa, xả 52 em hết rồi. Xả 52 không còn, cái này lên GT76 em ơi, để đây chị em ơi, đẹp quá này. Trời ơi, con này mua tặng, mua làm quà cho em sướng luôn. GT76 em cho Hà Mít một cái, cho chị Mai Nguyễn một cái. Giờ chị mới nhận được thông báo, đấy các chị em mình thấy có khổ sở không? Giờ mới nhận được thông báo. Thế nên là nhiều khi á, like từ trưa đến chiều nó mới có thông báo. GT76 em cho chị Anh Trương một cái, Hoa Hướng Dương một cái, đàn ông chuẩn một cái. Đàn ông chuẩn có luôn này, 76 nghìn nhá. Nhận được giống, áo giống kiểu vậy đẹp lắm. Em cảm ơn chị Thảo Hoàng ạ, à, em bảo rồi. Chất nó đẹp tuyệt vời, em cho chị Thảo Trần một cái, cho chị Huệ Trịnh Thị Huệ một cái. GT76 còn ít là các chị phải lên nhanh nhá. Cho bác Anh Tuấn một cái. Anh Tuấn có luôn này. Còn bác nào mình chưa được nữa không? Ba cái cuối cùng hết đúng không? Ba cái cuối cùng là em hết luôn GT76. Con này thì người ta cứ bán hơn trăm. GT76 cho bác Thu Thương Oric có luôn một cái. O gì đấy? Oric, Oric gì đấy. GT76 cho bác Đinh Hòe một cái. Còn một cái nữa tôi là hết hàng ạ. Còn một chiếc GT76 là em hết. Bác nào lấy lên nốt là GT76. Em cho chị Huyền Dịu một cái hết luôn này. Hết sạch luôn. Thế còn những cái lẫn lẫn đấy đưa nốt ra đấy nhấc luôn là chị tất tần tật đấy ra đây đi. Hết hàng này, có hàng rồi đó. Tất tần tật đấy ạ. Đây là lẫn để lên đây chị luôn này, cho các chị luôn. Trên này em để ra em vì nó còn lẫn thôi nhá. Mỗi màu nó còn được một cái, hai cái. Như màu này nó còn hai cái này. Đấy, màu này nó còn được hai cái này. À đâu rồi, cái màu này tận 4 cái liền này. Ôi giời, thế màu này 4 cái, ui giời, được hay lên theo màu. Thôi em chả lên theo màu đâu. Các chị được cái nào, các chị hoan hỉ cái đấy cho em. Đây là cùng mẫu nhưng khác màu ạ. Cái này em bán tặng luôn các chị em mình luôn 72.000 đi. Tôi lên luôn 69, lên cho em là lộc 69. Lộc 69 kèm số lượng, đừng tị nhau, đừng so sánh giá. Em không nhập vào được giá này ạ. Được chưa, em đảm bảo luôn tất cả các chị em mình trên thị trường Việt Nam không một chị nào nhập được vào cái giá 69.000 luôn. Còn một cái để cho nốt vào đây được thì em ạ. Lên nốt vào đấy cho em luôn là lộc 69, em bán tặng nốt cho 69.000. Hôm sau về em vẫn bán 89 như bình thường, tại vì cái này còn ít. Hai cái các chị được hai màu nhá. Lên nốt giúp em là lộc 69 cho em ạ. Còn có bằng này thôi à. Không còn nữa đấy, bán gọn chỗ đấy thì lại có chỗ để mà xếp hàng hàng khác lên. Chốt nhanh cho em là lộc 69 nhá. Đẹp quá còn gì nữa các chị. Hai cái các chị được hai màu, một dòng này màu nào nó cũng đẹp luôn. Lộc 69 em cho chị Luân Chanh một cái, Hà Mít một cái, Mùi Đỗ một cái. Hôm nọ mình mua 77k đẹp xuất sắc, em cảm ơn chị Thu Hoài. Đây không chọn màu còn ít, em cho nốt luôn 69.000 chị ạ. Cho nốt luôn. Hai cái em cho chị Trịnh Lan ạ. Một cái em cho chị Nguyễn Huệ, một cái cho chị Nắng Bên Thềm ạ. Nguyễn Huệ đuôi 913 nhắn giúp em địa chỉ điện thoại và tin nhắn. Cho bác Huệ, chị Huệ một cái, Ngọc Anh một cái, cho chị Tiến Hòa một cái, chị Phạm Thị Hương một cái, chị Hằng Phạm một cái. Hết hàng luôn không còn. Ngọc Anh, à, Ngọc Anh ảnh ảo ảo cái kia nhá. Nhắn luôn địa chỉ số điện thoại và tin nhắn. Đừng, em không nhắc lại nữa đâu, có đơn mình chủ động tự giác hộ em một chút xíu nha mọi người. Tôi thì mỗi người mình kiểu chủ động tự giác một chút xíu cho em nhá. Này các chị em mình có đơn cái, các chị nhắn hết giúp em địa chỉ này, số điện thoại vào trong phần tin nhắn cho em nha mọi người. Rồi, qua cho các chị em mình luôn hết rồi. Lộc 69 em không còn nữa đâu, các chị lộc 69 em hết. Áo em mặc thì em còn chưa biết xả bao nhiêu được đây các chị. Nửa muốn xả, nửa chưa muốn xả. Thật sự là như thế luôn ấy. Nửa muốn xả, nửa chưa muốn xả. Nên là em đang phân vân. Nào còn ít da cá tàu này. Còn da cá tàu màu trắng nhá, viền cổ nhưng mà nó khác mẫu nhau này. Mỗi mẫu nó còn cái, mỗi chữ nó còn cái, em cho đi nốt luôn. Mỗi màu, đây này, nó khác nhau cái chữ này này. Còn đâu form thiếp của nó y như nhau. Các chị lên nốt cho em luôn là mã lộc 59 cho em luôn, 59.000 nhá. Cùng là màu trắng, nó chỉ khác nhau mỗi chữ thôi. Lên vào đấy cho em là lộc 59, đều là hàng pha viền cổ. Mua được cái giá này chả sướng quá đi còn gì nữa các chị. Đúng không ạ? Nên kể cả con này mà đọc lộc 69 hay lộc 68 thì cũng ngon quá. Đấy, ra cả tàu form vừa pha viền cổ lên nốt là lộc 59 cho em luôn nhá. Lộc 59 cho em hết luôn cho nó gọn, nốt hàng luôn này. Chị chốt em không, chưa lên bờ ra, đừng có đọc bờ ra, em có đọc mã nào mã bờ ra đâu. Đừng comment địa chỉ số điện thoại trên này ạ. Lưu ý giúp em nhá.
Nhà em để em lên mã nào, các chị chốt mã đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai không comment địa chỉ số điện thoại trên livestream. Được chưa? Cái thứ ba là không tự ý lên những cái mã nọ mã kia nhá. Em cứ lên mã nào các chị em mình chốt mã đấy ạ. Rồi lộc 59 em chốt nhanh. Lộc 59 em cho chị Hải Trân Nguyễn một cái này. Em cho Hà Mít một cái, cho chị Hoa Hướng Dương một cái, bác Phạm Kiều Diễm một cái, bác Trần Giới một cái, bác Gia Kiệt một cái. Cho bác Hương Thân hai cái hết à. Hết luôn, không còn nữa luôn các chị, hết sạch rồi. Lộc 59 em ra không còn đâu, hết luôn. Hết sạch nha các chị ơi, không có còn nữa luôn nha. Hết luôn rồi. Tiếp vào xem còn những cái gì lẻ tẻ nó lên nốt cho các chị luôn. Em cứ cái gì mà nó còn ít, nó còn lẻ tẻ là em sẽ cho nốt cho các chị em mình. Hết rồi đúng không? Lẻ tẻ là bắt đầu hết rồi đấy. Đấy còn mỗi mấy mã, còn những cái này lên nốt cho các chị. Lộc 59 đem giang hết hàng nhá. Hết luôn không còn nữa các chị. Đây em này còn bằng này luôn, bằng màu này nó gọi là màu hồng. Hồng ruốc ấy các chị. Cái này các chị lên comment ở đây cho em luôn là mã. Xả. Lên nốt cho em luôn là mã T51 đi, bán tặng luôn 51.000 nhá. Cho nốt luôn, còn bằng này không so sánh giá được không ạ? Tâm hàn giữ nhiệt 38-39 cân đến dưới 60 cân ok hết luôn. Lên nốt là T51, bây giờ mà bảo còn màu đen màu điếc mà em xả giá này thì các chị hãng so sánh giá. Giờ em chỉ còn có ít này, em cho nốt luôn 51.000 nữa. Vừa bán vừa biếu nốt luôn 51.000 cho các chị em mình luôn này. Giá này gọi là giá nốt luôn cả tương tác rồi đấy các chị, chứ không phải là giá thường nữa luôn. Nên các chị em mình bảo có tương tác mà em bán cái giá này thì có mà vỡ nợ. Đây là giá này đúng thật sự luôn là giá nốt luôn cả tương tác, giá ăn luôn cả tương tác rồi đấy các chị. Em bán tặng nốt cho các chị em mình nốt luôn. Lên cho em là T51 nhá các chị nhá. 51.000. T51 ok, em cho chị Hoài Trần có luôn này. Áo giang đang mặc không cần xả đâu, cứ bán bình thường đi, đang hóng giang lên chờ em chút xíu. Cho chị Lê Thị Cúc Cúc một cái, cho chị Bất Cần một cái. Em nhận được áo ni đẹp dã man, cảm ơn Nguyễn Thơm nhá. T51 ok, cho chị Thảo Hoàng hai cái. Thảo Hoàng có luôn hai cái này. Lên vào đấy cho em là T51 mặc sướng lắm. Đã cho các chị em mình cực kỳ luôn ấy. Em thấy nó nói chung là nó dễ mặc. Nó dễ mix đồ mà kiểu ai cũng mặc được ấy. Đấy còn bằng này được các chị lên nốt cho em là T51 luôn cho em nhá. 51.000 cho các bác mình luôn này. T51 em cho chị Nguyễn Nguyệt một cái. Bất Cần có rồi, cho chị Xuân Lê Thị một cái. Xuân Lê Thị có luôn này. Còn chị nào chưa được nữa, 4 cái T51 nữa là hết hàng. Bác nào chưa được lên nốt lên cho chị, xong rồi nhất có chị áo chị mặc lên mấy màu. Cho chị màu đen, màu da, màu hồng nốt luôn. Đấy, đen, da, hồng nốt. Rồi còn chị nào chưa được T51 các chị lên nốt. Cho chị Đỗ Thu Hồng một cái. Ok, chị Đỗ Thu Hồng có còn 3 cái nhá. 3 cái nữa bác nào chưa được các bác lên nốt luôn là T51 cho em luôn này. Ôi giời, có 51.000 một cái luôn cho các chị. Đang cho chị hỏi chút, sen đêm mình trộn đều lớp vàng rồi. Dạ vâng, đúng rồi bác ơi. Đúng rồi bác Lê Thị Nhung ạ. Lấy đâu ra hai cái hai màu, em lạy chị. Em lạy chị không có T51 hai cái hai màu đâu chị nhá. T51 một màu duy nhất đây này chị này. Rồi còn chị nào chưa được các chị lên cho em là T51. Áo em mặc nhá, còn 3 màu em xả nốt luôn này. Nay ai mua được hoan hỉ. Không mua được đừng có tị nhau, đừng so sánh giá nha các chị. Mình vừa nhận áo nỉ đẹp quá đi thôi. Em cảm ơn chị Lê Lâm ạ. Rồi em cho các chị em mình nốt luôn nhá. Cái này em còn 3 màu, cứ để trên này đi. Em còn 3 màu. Cái này thì em nói luôn, em bao, em mà đọc giá này là em bao các chị cả giá nhập luôn. Ô cái bạn kia hay nhờ, cái bạn Hải Thiết kia kìa. Đã nhắc là T51 có một màu đấy rồi, comment T51 hai cái hai màu. Nhắc rồi xong lại T51 hai cái hai màu kèm số điện thoại vào. Chị nghe chị có hiểu không chị Hải Thiết? Chị có hiểu không? Em có bảo T51 kèm màu không? Em có bảo T51 kèm số lượng hai cái hai màu không? Đừng tự ý comment nhá các chị nhá, để phá vỡ cái bầu không khí like của người ta nhá. Rồi cái này các chị em mình lên nốt này, em xin phép bán tặng nốt luôn này. Cái này các chị lên comment cho em luôn là Lộc 79 cho chọn màu luôn. Đấy. Chắc nhân viên cứ nghĩ là giang xả tầm khoảng 88-89. Đây cho một phát luôn 79.000 luôn. Các chị em mình cái này các chị em mình kể cả từ 37-38 cân đến các chị 55 cân cho em mặc quá đẹp luôn. Được chưa? Nhìn cho em luôn này. Lên comment vào đây cho em là Lộc 79 đâu các chị em mình kèm màu. Mà hàng len này các chị em mình biết không có sợ nó xù đâu. Nó sướng lắm luôn đấy các chị. Lộc 79 kèm màu. Màu đen, màu hồng, đen da hồng nhá. Đen da hồng, đẹp lắm luôn màu này. 79.000 Lộc 79 các chị em mình kèm màu. Lộc 79 màu đen em cho chị Diệp. Màu đen em cho chị Luyến Phạm kèm màu đi chị ơi. Lộc 79 màu đen em cho chị Thu Thương Oric, Ocris gì đấy. Em chỉ đọc Thu Thương thôi cho nó nhanh nhá. Lên giúp em là Lộc 79 không các chị kèm màu. Màu đen cho chị Nguyễn Hùng một cái.
79.000 ạ. Màu hồng á chị cốc cốc. Hồng á chị cốc cốc có luôn này, khoái áo rú nhà Giang. Em cảm ơn chị lên comment vào đấy cho em là lộc 79 không kèm màu. Đen hồng cho bác kem bông đẹp quá, bác kem bông ơi em bán nốt luôn. Đen hồng em cho chị Vũ Thu Huệ. Lên cho em là lộc 79 kèm màu. Màu đen cho chị Nguyễn Huệ. Màu hồng á chị Nguyễn Lan. Màu đen em cho chị Phương Phương. Đen cho chị Phương Phương này. Ba cái ba màu á chị Hồng Hiếu Vũ Nguyễn. Màu da em cho chị Thảo Hoàng. Màu da em cho chị Trần Thúy Quỳnh. Đen da em cho chị Tình Hoàng. Màu đen cho chị Lụa Bùi Thị. Hồng cho chị Nghiêm Hà. Màu đen cho chị Vũ Hạnh. Chị Hồng Hiếu Vũ Nguyễn là có 3 cái 3 màu. Cái này là bọn em ôm hết ở ngoài vào rồi đúng không? Màu đen em cho chị Hoàng Thắm, chị chuyển khoản ok bác. Đây là em bán nốt luôn đấy, nhân viên ôm hết này. Các chị thấy là các bạn đi dọn áo phao ở ngoài ấy. Các bạn đi dọn áo phao ở ngoài là còn những cái này ngoài em cho ôm hết vào. Đen hồng em cho chị Phan Thị Kim Dung. Phan Thị Kim Dung không chị ơi, nút mà tháo được thì nó lại hở. Nút mà tháo được thì các chị ngực to làm sao các chị mặc được nhá. Đấy thì các chị mặc như thế này thì các chị mới tự tin được. Phan Thị Kim Dung có rồi chị ơi. Nói lên comment vào đấy cho em luôn. Đen và hồng em cho chị Ia Kiên. Màu đen em cho chị Thủy Hường. Màu hồng cho chị Tường Tiến. Ia Kiên là có đen với cả hồng rồi mình nhá. Chết thôi, 79.000 cái. Sợ luôn các chị, em choáng váng luôn này. Em chắc em bị đơ luôn rồi. Màu đen em cho chị Phan Tuyết. Đen chị Phan Tuyết lên cho em lộc 79 kèm màu. Hello bác Lam Thương. Màu đen, màu hồng với cả màu da. Đấy, đen em đang mặc màu hồng với màu da luôn. Em nói thật cái này 79.000. Nó rẻ rẻ. Chưa từng có cho các chị em mình trên thị trường luôn. Kèm màu cho kèm màu bác ơi. Lộc 79 bác kèm màu vào đấy cho em luôn này, nó dễ mặc lắm. Đẹp tuyệt vời luôn cho các chị em mình luôn chứ không phải gì luôn các bác. Đấy, ba màu cho các chị em mình luôn nhé. Màu hồng em cho chị Định Vi ạ. Hồng chị Định Vi có màu hồng á, chị Trương Thị Mai Thi. Lên rõ là lộc 79 kèm màu ạ. Lộc 79 kèm màu đi bác Quốc Bảo ơi. Ô em tưởng bác Quốc Bảo phải có đủ màu rồi. Em tưởng bác Quốc Bảo phải có đủ màu rồi. Màu đen, màu da với cả màu hồng nhá. Thêm cái màu hồng cho chị Trần Thúy Quỳnh. Ok bác luôn này. Vừa hôm nay xuống hai đơn nhà Giang với hai đơn nhà Thảo. Giờ lại đặt bác kem bông, công nhận là bác kem bông mua, cái bác kem bông mua nhiều thật. Màu đen em cho chị Nguyễn Thị Nguyện. Đen chị Nguyễn Thị Nguyện có luôn. Thêm màu da cho bác Nguyễn Hùng. Thêm màu da cho bác Nguyễn Hùng. Màu hồng em cho chị Quốc Bảo. Hồng chị Quốc Bảo có luôn này. Màu hồng bác Trương Thị Mai Thi có rồi. Đấy, còn những chị nào chưa được nhá, các chị lên nốt. Đen da với cả hồng. Em cứ nghĩ là bác Quốc Bảo phải mua đủ màu con áo này. Từ hôm em xả 99.000 rồi cơ. Đen da em cho chị Nguyễn Lan. Hôm em xả con này 9899 chạy kinh khủng, các bác mình xem các bác biết đúng không? Màu da em cho chị Nguyệt Ánh, đây em cho một phát luôn 79.000. Màu đen em cho chị Chân Chân ạ. Màu đen bác Chân Chân có bác nào mình chưa được nữa không? Các bác lên nốt nhá. Lên vào đấy cho em luôn, thêm cái màu da cho bác kem bông ạ. Thêm cái màu da bác kem bông mặc nhẹ nhàng, dễ mặc mà dễ mix đồ lắm. Màu đen em cho chị Thảo Vi ạ. Màu da em cho chị Mai Tiến Tú ạ. Mai Tiến Tú có luôn này. Màu kem cho Ngọc An ạ, đen cho Nguyễn Thúy Lan ạ. Màu da em cho chị Giáp Trinh ạ. Giáp Trinh có luôn, mình lên là lộc 79 kèm màu đi bác. Em báo nốt luôn, hết chưa? Đấy còn một chỗ này nữa là hết đúng không? Đấy màu đen em nghĩ là các chị cứ lấy hai cái hai màu về mà mặc. Vì thật ra là học là lấy ba cái ba màu về các chị mặc. Nếu như bảo em xả 99.000 thì còn phải phân vân. Chứ em cho một phát có 79.000 thì chả việc gì để nghĩ ngợi luôn. Màu đen ok chị Nguyễn Vân có luôn ạ. Nói thật, bảo bây giờ mà bảo 99.000 thì các chị còn bảo phải phân vân. 99.000 thì nó còn đang rẻ so với giá thị trường rồi. Thị trường người ta vẫn đang bán từ 110 đến 119.000. Màu da em cho chị Hạnh Phúc Ảo. Thêm đen da của chị Tường Tiến vào cộng thêm đen da em ơi. Ok bác Tường Tiến 79.000 nốt luôn nhé. Lên nốt là lộc 79 không, các chị kèm màu ở đấy cho em luôn. Em bán cho nó gọn nốt luôn cho em có để. Đen cộng hồng em cho chị Bích Hiệp đúng rồi. Áo Giang đang mặc mà có 79 rồi đúng rồi bác. Ba cái ba màu em cho chị Nguyễn Bóng. Màu đen em cho chị Mai Long ạ. Màu hồng em cho chị Ánh Tuấn ạ. Đúng rồi đấy, áo Giang mặc mà 79 là quá rẻ đấy. Áo em mặc đây nha các chị nhá, ba màu, màu đen, màu hồng với cả màu da. Em cho đi nốt luôn mà. Hết cho em tất cả đây rồi, dồn ở đây rồi đúng không? Rồi, màu đen em cho chị Thiên Bình ạ. Màu hồng cộng với xả 63, ok chị Hoàng Thị Hát Phương Hát. Ok bác Hoàng Thị Hát Phương Hát luôn này. Còn chị nào chưa được nữa không? Lên nốt nhá, em qua mã được chưa mọi người? Em qua mã nhá các chị nhá. Màu trắng đẹp quá, đi mất thôi. Thì cũng nên có người yêu thích và không có gì là lạ đâu mà bảo ôi tôi chịu luôn. Ok màu da em cho chị Thu Giang ạ. Màu hồng của chị Vân Thu ạ. Hồng của chị Duyên Nguyễn ạ. Đen da cho chị Khánh Chi ạ. Rồi còn chị nào mình chưa được nữa không? Qua mã nhà thôi, qua mã đi. Thêm cái màu hồng của chị Ngọc An ạ. Đừng comment số điện thoại trên livestream của em. Lên chuẩn chỉ cú pháp là lộc 79 xong các chị kèm màu vào. Lộc 79 da hồng chị Nền Đoàn, nhắn địa chỉ số điện thoại và tin nhắn nhé. Nền Đoàn đuôi 308 nhắn địa chỉ số điện thoại và tin nhắn.
Đấy, em còn một chiếc màu hồng nữa là em hết nha các chị. Em còn một chiếc màu hồng nữa là em hết nha các bác. Màu hồng là còn một cái nữa là hết hàng. Còn đâu là còn đen da là hết luôn ạ. Đấy, các chị em mình cứ chậm tay cái là nó không còn đâu, em nói thật. Như các chị bảo cái này nếu như mà ờ thôi Giang đang còn xả tận 99.000 liền thì thôi chị Giang ơi A59 đen trắng nhé. Cho à, ok chị bờ ra đúng ok bác. Lộc 79 màu da em cho chị bông xù ạ. Ok bác, kem bông nhá. Rồi còn chị nào mà mình chưa được nữa không? Lên nốt nhá. Còn mỗi đen với cả da thôi. Đấy. Màu đen cho Mai Hương Đinh một cái. Mai Hương Đinh nhắn địa chỉ số điện thoại và tin nhắn nha mình rồi em qua mã luôn này. Đấy, còn mỗi đen da thôi là hết. Giá với cả rổ cho các chị em mình gọn nốt luôn. Tiếc thì cũng tiếc thật, nhưng có cái là bây giờ nhiều mã ấy, em cũng không để làm cái gì luôn. Giang ơi, còn bộ quần áo thu đông cho các mẹ. Bộ mặc đen kem à chị, sen của chị Vân Thu có màu gì rồi? Sen của chị Vân Thu có màu gì rồi thì còn chưa có gì, nhưng mới có màu đen thêm màu kem vào cho chị luôn. Bộ thu đông cho các mẹ để các chị mua cái bộ u mì nữa. Em thấy bác em mới đưa cho chị cái bộ màu đen này luôn đi. Em thấy bác em ấy, bác đang trông mặc bom ấy, bác mặc đẹp lắm. Mà bác bảo hôm trước bà Tuyên mua, thế mua cái bộ ở bên ngoài cái xong rồi về kiểu không biết ấy, bác toàn ở trên nhà. Với cả bác bận trông bom, trông biết tối đến cũng chả xem được. Không biết trong kho có, thế là đi đặt hàng. Bạn anh ấy có màu hồng. Đấy, đặt hàng đấy các chị. Ờ, bà Tuyên cái này có cả màu xanh được cả đấy chị ạ. Hôm trước lên trên Ba Vì bà mặc bộ màu xanh. Không, ý là nó là của chị Vân Thu, hồi nãy Lộc 79 có màu hồng. Thế cho chị cả kem da luôn. À, Lộc 79 màu da em cho chị Bình An ạ. A59 màu trắng chắc là áo bờ ra đằng sau cho chị Hoàng Thắm. Đây này các chị này, thì các chị em mình mua bộ này. Ui cái nồi chiên mới test thử ngon ơi. Ui sao bác Nguyễn Vân Anh giờ mới test thử? Ngon ơi là ngon em Giang à, rẻ mà chất lượng. Đúng rồi, A59 là áo bờ ra đấy chị. A59 đen kem của chị Vân Thu. Dạ vâng, ok chị, được. Dạ vâng, ok chị, A59 màu nâu ơi chị Lan Tuấn. Thế vứt đây A59 đây cho các chị nữa. Ui sao bác Nguyễn Văn Hạnh giờ mới test. Lộc 79 màu, ơ cứ lấy đi em. Lộc 79 màu da cho chị Ngô Thu Hà. A59 màu nâu bác Anh Tuấn có rồi. Chứ từ nãy mình cứ đọc thành Anh Tuấn hay sao. Đây A59 này, 40-60 cân thoải mái. Màu nâu này, màu trắng này, màu đen này, và màu kem ạ. Em đảm bảo hàng này em bán 59.000, em bao giá tất cả các chị em mình trên mọi mặt trận luôn ạ. Đảm bảo luôn nha các chị nhá. Đây là A59 không các chị em mình kèm màu kem nhá, màu đen nhá, mặc đẹp lắm. Kem này màu trắng này, với cả màu nâu cho em luôn ạ. Hết nồi chiên rồi, em có còn đâu bác. Nồi chiên em hết lâu rồi. Thế thì em mới bảo bác Nguyễn Văn Hạnh là sau hôm nay mới thử nồi chiên. Đấy, màu nâu trắng đen em cho Linh Johnny ạ. Lộc 79 đen da cho chị Lê Hải Yến Yến. Áo em mặc lên là Lộc 79 kèm màu. Còn cái này lên là A59 kèm màu. A59 màu kem chị Ánh Tuấn có rồi chị gái ơi. Chị Ánh Tuấn lấy cả kem cả nâu à hay như nào chị? Bác còn chưa bóc tem nồi chiên đấy, bác đừng kiếm nhau ơi. Các bác tin tưởng em dã man luôn đấy. Thế bây giờ mà vẫn còn chưa thèm bóc tem, đến lúc nó có vấn đề gì gọi em đòi đổi trả, em từ chối thì làm thế nào? Đúng không? Thật đấy các chị, tin tưởng em quá. Nhiều khi là cái sao mà mình khó tính như thế mà khách lại tin tưởng mình. A59 màu đen em cho chị Ngô Thu Hà. Màu đen cho chị Út Thơm. Màu nâu cho chị Nguyễn Huệ. Dạ vâng, chị Lan Tuấn một nâu một kem luôn rồi ạ. Còn chị nào mà mình chưa được nữa không? Đấy, này em ơi treo lên. Đây bộ các chị em mình. Vì sao em bảo bộ này các chị em mình mua cho các mẹ cũng được? Vì nó là quần ống suông nên nó sẽ rất là dễ mặc luôn nha. Các chị đưa cho chị cái mà kéo được cái khóa này đi em. Kéo được cái zip này đi. Đấy, cái túi của nó cũng dài luôn các chị này. Đây các chị lên comment vào đây cho em luôn này. Em nói thật bộ này đẹp cực kỳ luôn. Nhưng mà 42 cân đến 60 cân thôi. 42 cân đến 60 cân nhá. Mà màu này thì cũng nhã nhặn, màu này thì sạch sẽ, màu quốc dân luôn. 42 cân đến 60 cân em để nốt luôn. Nhưng em bán tặng luôn 119.000 một bộ luôn. Đừng chị nào so sánh giá. Lên cho em là B119. Ôi dồi ôi, bờ ra 59 là cái mã gì à? Chị em đọc là A59 kèm màu mà. Chị cũng chưa bóc tem nồi chiên, bác kem bông. Bác kem bông gần thì chả lo. Bác kem bông gần thì chả lo, các lo các chị ở xa thôi. Cái này lên comment ở đây cho em là B119 nhá. 119.000 một bộ, 42 cân đến 60 cân. Đấy em bán nốt cho các chị. Tất cả còn có bao nhiêu chỗ này thôi là hết đúng không? Đấy các chị lên ở đấy cho em luôn này. Nó dễ mặc mà thật sự luôn là nó đẹp lắm. Đấy kể cả từ 42 cân đến 60 cân này. Trẻ trung trung hay là trung trung tí cũng mặc được hết luôn cho em nhá. Em cho nốt 119.000. Các chị lên comment ở đấy cho em là B119. Chứ không phải cái hàng 47-48 cân mặc đã chật hết cả nách đâu.
Cái này từ 42 cân đến 60 cân mặc ok hết luôn nha các bác nhá. Các chị lên cho em là B119. Hết bàn trải, em không còn bàn trải, đừng lên bàn trải nữa nha chị. Em không còn bàn trải nữa đâu. Đấy, comment vào đấy cho em là B119, 119.000 một bộ cho các chị. Cái này là T hình như T51 còn đúng không? T51 hình như còn mỗi 3 cái này à? B119 em cho bác Lam Nguyễn có luôn một bộ. Cái này kể cả này, mặc nhà, mặc ngủ này, đưa đón con cháu đi học này, đúng không ạ? Đều thoải mái hết luôn cho em. Đi chợ, đi chiếc các thứ cơm nước nó dễ chịu. Cái này lên comment ở đây cho em là T51 còn có 3 cái này các chị này. Còn 3 cái B119 em cho chị Phạm Thị Hương có luôn này. Cái này lên cho em là T51 nhá. Bán tặng nó luôn 51.000 tâm hàn giữ nhiệt. Tâm hàn giữ nhiệt nha các chị, em lấy áo rồi đẹp lắm, cảm ơn Nguyễn Hoa. B119 em cho chị Hằng Phạm một bộ, cho chị Thảo Hoàng một bộ. Mình nhận được hai bộ này nhà Giang rồi, chất đẹp lắm. Em cảm ơn chị Trần Thị Hạnh ạ. Cảm ơn bác nhiều nha bác ơi. Đây, tâm hàn giữ nhiệt này. Tâm hàn giữ nhiệt của bao phân tây cọc. Còn ba cái này lên nốt là T51 nhá. Tặng nốt 51.000 mã là T51. Em còn có 3 cái thôi là hết. 3 cái là hết, chị nào chưa chốt được các chị chốt luôn là T51 ở đấy cho em. Có 51.000 cái áo. Bán kể cả con này bán 69.000 các chị em mình mua các chị biết. Mặc nó sướng mà nó dễ chịu lắm luôn các chị. Đấy, bác nào mà mình chưa được nhá, các bác lên comment ở đấy cho em luôn là mã T51. 51.000 cho các chị em mình luôn. B119 em cho chị Nguyễn Vân một bộ này. Ok, chị Nguyễn Vân có. Còn chị nào chưa được nữa không các bác? Bác nào chưa được các bác lên nốt đi để em qua mã nào. Em qua mã là các chị em mình không chốt được nữa đâu. B119 cho em luôn nhá. Còn chị nào B119 em cho chị Thúy Thanh một bộ. Ok, chị Thúy Thanh này. Khách mà đã xả đơn rồi đừng lên comment nhá. T51 chị Nguyễn Hương đuôi 297. Nhắn địa chỉ số điện thoại và tin nhắn cho em bác ơi. Này, T51 còn cái là hết. Khách mà đã xả đơn rồi đừng lên comment nữa chị à. Em chỉ nhắc nhở như thế thôi. Rồi, qua mã cho các chị em mình luôn nhá. Qua cho các bác mình luôn này. Tiếp cho chị luôn nào. Dạ vâng, ok bác Đinh Hòe chuyển khoản này. Cho chị cho các chị em mình một mã. Kia còn bao nhiêu cái đấy. Cái mã mờ xả nốt GT99 còn mấy cái màu than đấy cho chị nốt luôn cho gọn luôn này. Ghi lê len nhá, còn có 4 cái hay 3 cái. Xem kỹ luôn cho chị lên. Em còn có 4 cái, lên nốt luôn cho em là GT99. 40 cân đến 65 cân cho em luôn này. Len lông thỏ nha các chị, đẹp lắm luôn, ghi lê len lông thỏ, hàng ép lông thỏ. 40 đến 65 cân còn đúng 4 cái lên nốt là GT99. 99.000 cho các chị. Hàng này thì các bác mình không cần nghĩ ngợi luôn. Kể có quả cả có qua tận kho nhà em bốc hàng cũng là 112.000. Nhưng mà là đủ màu. Giờ nó còn ít còn lẻ tẻ em cho 99.000. Lên comment ở đây cho em luôn là mã GT99 nha. 99.000 cho các bác mình luôn, chốt nhanh cho em. Nhèo ơi, 99.000 đồng một cái cho các chị em mình. Giá với cả rổ cho các bác mình. Quá trời là sướng luôn cho các chị. Quần sen còn bao nhiêu cái quần bò khói nhấc nốt đây, chị tổng kết nốt luôn. Nhấc hết vào luôn nhá. Cho đi nốt luôn quần bò khói. Ok, GT99 em cho chị Phạm Thùy một cái. Này các chị em mình nhiều khi là các chị nhìn các chị tiếc đấy. Nhưng mà em còn có ít thì em xả nốt nhá các chị nhá, thì mình cũng không so sánh giá. Em cho chị Thiên Bình một cái. Cái này các chị mặc với áo giữ nhiệt bên trong cũng đẹp. Mặc với áo len bên trong cũng đẹp. Hay các chị mặc với những mã sơ mi nó cũng đẹp luôn nhá các chị nhá. Đừng có comment kem ngày với sữa rửa mặt ở đây đi chị. Sao mà hay vậy? Đã nói rõ ràng ra rồi. Cách cũ rồi mà cứ phải để nhắc lại cái vấn đề đấy đấy chị. Em like ở kho quần áo thì đừng hỏi mỹ phẩm nhá. GT99 em cho chị Thảo Trần ạ. Rồi còn một cái GT99 nữa là hết hàng. Đấy, chị nào chưa được các chị lên nốt là GT99. Vào hỏi những cái không đâu. Còn bao nhiêu dồn nốt ở đây chị nốt luôn này, quần bò khói này. Còn ít em này lên nốt cho các chị em mình luôn nhá. Em tổng kết nốt luôn này. Tặng có 108.000 cái quần bò. Còn quần một cái này các chị em mình ok, chị Thảo Trần chuyển khoản. Comment ở đây cho em luôn là mã bò khói kèm size SML cho em luôn nhá. Nó có mấy cái chỗ này, tức là cái là miếng da hình này, cái là miếng da logo khác em cho vào một luôn. S các chị em mình cứ 38, 39 đến 46, M từ trên 46 đến 50, L từ trên 50 đến 55 cân ạ. Còn nhiều đâu, em thanh lý có 108.000, bác nào hoan hỉ mình chốt được thì chốt. Em là luôn cầm cho em con quần bò đi hỏi tất cả thế giới này xem có ai bán đâu các chị quần bò 108.000 không nha các bác nhá. GT99 là chị Nguyễn Hà là hết hàng. Ok chị Nguyễn Hà. Đúng rồi, ghi lê mic với sơ mi đẹp lắm. Lên nốt cho em là bò khói kèm size SML cho em luôn nha các chị em mình, cho gọn nốt hàng luôn. Ôm tất tần tật ngoài kia vào cho em.
tất tần tật còn đây nữa rồi đấy. Đấy, 38, 39 đến 46 cân mặc S, trên 46 đến 50 cân mặc M, trên 50 đến 55 cân mặc L cho em ạ. Ba size cho các chị bò khói kèm size. Bộ 119 cho bác Nguyễn Lan kìa. Ok bác Nguyễn Lan, bò khói size L em cho chị Hương Giang Bắc Ninh, size L à BN, L em cho chị Trịnh Vĩ, M em cho chị Thu Hằng Võ. Em thanh lý nốt luôn 108.000. Em bảo rồi, cái gì có thể không dám nói, chứ riêng em bán hàng 8 năm nay rồi. Đây là năm đầu tiên ạ, là em xả quần bò có 108.000. Vì các chị biết bình thường mọi năm em chỉ đặt có 180-190 mã hàng Quảng Châu mùa đông. Nhưng năm nay em đặt đến hơn 300 mã. Em bắt buộc em phải xả hết những cái hàng còn trong kho luôn để gọi là lên mã. Còn len liếc các thứ để lên cho các chị. Nói các chị em mình, bò khói size M em cho chị Thảo Trần ạ, bò khói size S cho Thu Bùi ạ, L em cho chị Vũ Thu Hệ vào của Vũ Thu Hệ thêm chữ bò khói lên, M em cho chị Diệu Linh ạ, M cho chị Hồng Lý Đào ạ, hai cái M cho chị Kim Liên Nguyễn ạ. Quần này mặc đứng dáng đẹp, rẻ vô cùng. Em cảm ơn bác Nguyễn Lan. Đấy em bán nốt luôn có 108.000. Bò khói size L chị Nguyễn Hương. Nguyễn Hương nuôi 297, đừng comment số điện thoại trên này nhá. Rồi em hết luôn L nha các chị, còn mỗi S M là hết đúng không? Đấy em còn có mỗi S với M thôi. 38, 39 đến 46 cân mặc S, trên 46 đến 50 cân mặc M. S em cho chị Lê Hải Yến Yến, S em cho chị Hoài Trâm ạ. Em chỉ còn mỗi S M nữa thôi là hết hàng. Em thanh lý nốt đúng thật sự luôn. Em tính ra con này em lỗ coi như là lỗ gần 50.000 một cái. Em vào là 157 hay 158.000. Em không nhớ chính xác lắm. Em bán là 169. Thì giờ em cho nốt luôn 108.000 thì lỗ 49 hay 50.000 một cái. Nói nó tầm tầm đấy, em không nhớ rõ được chính xác luôn. Rồi còn chị nào chưa được các chị lên là bò khói kèm theo size SM nhá. Không còn L, không còn L, đừng ai lên L nữa, hết rồi, không còn nữa đâu. Giờ này đừng hỏi em là còn L nữa, còn mỗi S với M nữa là hết rồi. Bò khói em chỉ còn S với cả M thôi nha các chị nhá. S em cho chị Thanh Thanh có luôn một cái. Bò khói kèm theo size S với cả M đấy. Các chị em mình bảo quần bò này các bác mình không chốt thì quá phí luôn còn gì nữa. Đúng không ạ? Các chị chốt nhanh nhá. Bò khói kèm theo size S với cả size M cho em là hết. 50 cân mặc size M vào đấy luôn bác ơi. Lên là bò khói kèm size M cho em có 108.000 cái, đẹp quá luôn. Size M em cho chị Duyên Nguyễn một cái. Ok chị Duyên Nguyễn có luôn này. Còn chị nào chưa được các chị lên comment vào đấy cho em luôn nhá. Bò khói size S cho Nguyễn Thúy Lan một cái. Ok Nguyễn Thúy Lan này. Chị nào chưa được lên nốt hết chưa? Tất tần tật rồi, đằng sau gần nữa là size gì. M em cho chị Triều Nguyễn một cái. Ôi ôi, quá buồn luôn. Hai áo nhà Giang rẻ này, chất lượng thì hôm qua nhận được hai áo nhà Giang, áo rẻ tiền nhưng chất lượng thì không rẻ chút nào. Nay mặc luôn đi làm ai cũng khen. Em cảm ơn chị Cấn Hương nhá, em cảm ơn bác nhiều nhá. Thật ra với các chị, nếu như con quần bò này về các chị nói các chị mua 108 không ai tin. Em nói thật, bò khói em không còn L, em chỉ còn S và M thôi. Nên là bò khói kèm theo size S với cả M nhá. Cái này như kể cả các chị em mình có mua về, các chị em mình có mua về các chị bảo mua size, ví dụ như các chị bảo mua size M nhưng mặc hơi chật, pass lại mua 169 chẳng hạn, hay là 170-175 pass lại 150.000 thì em nói thật là ai cũng thích luôn. Vì con quần bò này bảo 150.000 thì cả thị trường cũng không ai bán. Nói gì thì em bán này cho các chị em mình có 108.000 nốt. Rồi em qua mã luôn cho các chị, hôm nay nhận được quần bò nhà Giang đẹp, quần bò đẹp Giang nhé. Em cảm ơn chị Vũ Thị Thúy ạ. Cảm ơn bác nhiều nhá. Nhận được bác ca nhà Giang đẹp mê ly thật rồi. Em cảm ơn chị Ruby Thơm ạ. Các chị thích bách là làm em đau hết cả tim luôn. Đấy, chị nào lấy quần bò nữa các chị lên luôn. Bác nào mà mua cái quần bò xong mặc với cái áo em đang mặc nhỉ, cũng đẹp lắm. Đi làm cho em là quá đẹp. Bò khói size S cho chị Nguyễn Trọng. Ok chị Nguyễn Trọng có luôn. À quên, bò khói size M cho chị Nguyễn Trọng. Lên vào đấy cho em bò khói kèm size nhá. À, mua 3 năm về giờ vẫn đẹp, chất lượng lắm xốp. Em cảm ơn bác Đạt Nguyễn Tiến ạ. Nguyễn Trọng có bò khói size M rồi chị ơi. Rồi em qua mã nhá. Qua mã 108.000 đấy, chị nào chưa được các chị lên cho em. Qua cho các bác luôn này. Áo em mặc là lộc 79 kèm theo màu. Bò khói size S cho chị Hoàng Thiên. Kể cả các chị mua cho con, các chị mặc đi học cũng được. Đúng không ạ? Quần bò này nó có phải không phải bò rách nên mặc cho em đi học cũng được. Áo em mặc lên là nay em cho luôn có 79.000. Lộc 79 kèm theo đen với da thì phải đúng không? 45 cân mặc S thôi bác Triều Nguyễn ơi. Riêng quần bò này 45 cân chỉ mặc S. Áo em mặc thì lên là lộc 79 kèm theo đen da nhá. Hai màu cho các chị em mình. Đấy, bò khói hai cái size M cho bác Tường Tiến. Ok, bác Tường Tiến này. Bác nào mình chưa được nữa không? Lên nốt, em qua mã nhá. Em qua mã nha các chị. Đấy, còn áo em mặc các chị lên là lộc 79 kèm màu. Màu đen với cả là màu kem. 38, 39 đến 55, 56 cân thôi, mặc cho đẹp. Cho chị nốt luôn này. Kia còn mấy con ghi lê đấy, cho chị nốt luôn.
hai màu đấy, màu đỏ với màu trắng đấy, nốt luôn cho hết hàng. Nguyễn Trọng có bò khói size M rồi, cái này em còn có hai màu đỏ trắng nữa. Lên vào đây cho em là xả 89 kèm màu, 89.000 một con ghi lên này luôn này, em bao cả giá nhập. Lên giúp em là xả 89 kèm màu, cái này kể cả từ 37, 38 đến 60 cân cho em muốn mặc được hết luôn. Bò khói thêm cái size S nữa cho chị Nguyễn Hải Yến, à quên, chị Lê Hải Yến Yến là có luôn hai cái. Ok chị Lê Hải Yến Yến có hai cái bò khói size S rồi nhá chị nhá. Cái này các chị lên nốt là xả 89 kèm màu đi, xả 89 kèm màu, màu trắng nhưng nó là trắng kem, màu trắng với cả màu đỏ, hai màu là hết luôn đấy các chị. Cho đi nốt luôn cho nó gọn, nốt luôn này. Ra là nó tiếc nhưng nó còn có mấy cái thôi à. Comment vào đấy cho em là xả 89 kèm màu nhá. Chốt nhanh cho em luôn 89.000 này. À, giá bò thế nào? Ui bác ơi, quần bò đấy em xả nốt có 108.000 bác Đặng Vinh ơi. Lỗ cả 50.000 một cái rồi. Em bán tặng nốt bò khói đấy, em chỉ còn size SM thôi. À, chốt em xem của chị Triều Nguyễn cho cái bò khói size S vào xem bill này. Bò khói em còn có hai size S với M. S từ 38, 39 đến 46, M từ trên 46 đến 50. Em tặng nốt có 108.000, mã là bò khói kèm size. Cái này các chị lên nốt là xả 89 kèm màu này. Xả 89, ta xả 89 kèm theo màu đỏ với cả màu trắng cho em luôn nhá. Hai màu cho các chị em mình nốt luôn cho nó hết hàng. Đấy, còn chị em nào mình lấy cái gì các chị em mình lấy cái, các chị em mình comment luôn cho em nhá. Để em qua mã bò khói thì cứ lên mã là bò khói kèm size thôi. Không cần phải comment dài dòng gì, chỉ cần lên là bò khói kèm size cho em là được. Các chị em mình vào, các bác thả tim thả like lên cho em nha mọi người. Thả tim thả like lên, tích cực lên cho em. À, bò khói size M em cho bác Thu Lợi Dương này. Bò khói size M em cho chị Nhật Lệ này. Đấy, còn chị nào chưa được các chị em mình lên nốt nhá. Lên cho em là bò khói kèm theo với cả size. Hai size cho các chị em mình chốt nốt. À, đợt này nhanh, nhà Giang gửi hàng nhanh, nhận quá. Hôm qua nay nhận được đơn hàng mà chất đẹp quá cơ. Em cảm ơn bác Lê Hải nhá. Bò khói size S cho Phương Mai. Tại vì em bảo rồi, giờ chốt đơn để đi cấp tốc. Em là diện vào, xếp vào diện là khách hàng lớn, khách hàng VIP luôn. Đấy nên nhanh nhận được đơn lắm các chị. Vì ví dụ như đơn nó không bị delay, đơn ra cái là phải lên hệ thống luôn, đi luôn. Ơ Nguyên, nhà em thôi, trong cái nhóm chăm sóc khách hàng ở Zalo đấy phải đến bao nhiêu các anh chị bưu điện gì? Chắc phải mười mấy người đúng không? Chỉ làm đơn nhà mình. Rồi em qua mã nhá, cái này các chị lên là xả 89 không? Các chị em mình kèm màu. Xả 89 kèm theo màu đỏ với cả là màu trắng. Cái này các chị lên là lộc 79 kèm theo màu đen với cả màu da. Lộc 79 kèm theo đen da. Quần bò các chị chốt nhanh cho em luôn là bò khói kèm theo size S với cả M. Em thanh lý có 108.000 một cái thôi. Lên giúp em là bò khói kèm size S với cả size M cho em luôn nhá. S các chị em mình từ 38, 2 cúc luôn đấy các chị ơi. Các chị nhìn cho em luôn này, 2 cúc luôn. Đấy, các chị em mình kể cả từ 38, 39 đến 46 cân mặc S. Từ trên 46 đến 50 cân mặc M. Em lên nốt cho các chị em mình luôn. Phao xanh chị chốt cái em chưa lên được chị ơi. Đấy, bác nào chưa chốt được các bác lên nốt luôn nhá. Em nói thật luôn, kể cả cái hàng xì ke ạ, hàng người ta có phát cho các chị em mình không có giá 108.000 cái quần bò. Các chị có ra chợ mặt đất, chợ sinh viên không có 108.000 cái quần bò. Người ta có nói bảo các chị em mình là 220, đúng không ạ? Người ta nói thách 220, các chị trả 160, 170, 180. Chứ các chị mà trả 110.000 người ta đập thẳng vào mặt luôn, em nói thật. Làm gì có bò nào 110.000. Huống hồ gì đây, em làm cho phát luôn có 108.000 luôn cho các chị luôn. Đấy, chị nào lấy bò khói size S em cho chị Thanh Bình Nguyễn. Chị nào chưa được các chị chốt vào đấy cho em luôn nhá. Lên cho em là bò khói kèm size S với cả size M. Em qua cho các chị em mình luôn này. Con này em còn ít thì lên nốt đi, con này tối qua em mặc nhá. Chị nào hôm qua mà mình chưa chốt được thì mình lên luôn cho em luôn này. Nhận được áo hoodie nhà Giang mà đẹp, đẹp quá mà rẻ nữa. Em cảm ơn bác Lê Hải nhá. Em cảm ơn bác nhiều ạ. Bò khói size M em cho chị Nguyễn Liễu. Ok, chị Nguyễn Liễu có luôn này. Áo này các chị lên nốt là L73. 73.000 cho các chị em mình nốt luôn nhá. Đấy, 38 39 cân đến dưới 60 cân luôn. Con này hôm qua em mặc đấy các chị. Lên nốt cho em là L73. Màu có màu khác không? Không không chị ơi, không có đâu, có mỗi màu để em lên nốt cho các chị em mình bò khói đây thôi. Lên nốt vào đấy cho các chị em mình. Các chị lấy các chị lên là bò khói kèm size. Còn cái này lên nốt là L73 nhá. Xem lại livestream tối qua em mặc là các chị em mình biết. Lên nốt L73 cho em luôn ạ, chuẩn chỉ hàng Quảng Châu ạ. Em bán cắt mẫu nốt luôn các chị. Em bán cắt mẫu L73 em cho chị Nguyễn Liễu một cái. Các chị chốt nhanh cho em là L73 nhá. 73.000 một chiếc luôn này. Con này mà mặc với cả quần bò cũng đẹp. Nó dễ mặc lắm các chị. L73 em cho chị, cho Linh Johnny một cái, xinh lắm. Xem lại livestream tối qua em mặc từ đầu live đến gần như cuối live đấy các chị, vì em để lại em mặc mấy cái liền luôn.
L73 cho bác Tường Tiến một cái. Mã nào chưa được các bác lên và lấy cho em là L73 luôn nhá. Chuẩn chỉ hàng Quảng Châu luôn đây các chị nhìn này. Nói đây các bác mình nhìn cho em luôn này. Đây em bán nốt thì các chị có 73.000. Mã nào chưa chốt được các bác mình chốt nhanh nha. Để đâu. Rồi em nói thật luôn, 73.000 thì không cần phải nghĩ ngợi gì luôn rồi các chị. Đấy, bác nào chưa chốt được lên luôn là L73 cho em luôn. Qua mã cho các chị em mình luôn này. 73.000 một chiếc cho các chị luôn. Quần bò các chị cứ lên là bò cói kèm size S với cả size M cho em luôn nhá. Qua mã cho các chị này. Lên cho chị ở đâu còn ít khăn mặt đây, đưa nốt chị đấy. Khăn mặt các chị lên là K55. Khăn mặt lên K55 nhá. 55.000 một set khăn mặt. L73 em cho chị Hạnh Huy một cái, cho chị Điệp Điệp một cái. Ok, chị Hạnh Huy có, chị Điệp Điệp có luôn này. Còn chị nào chưa được lên L73. Khăn mặt lên K55 ạ. 55.000 một set, 10 cái khăn mặt. Kẹo ngậm đợi em lát em lên cho. Kẹo ngậm ho chờ em lát nữa nhá chị nhá. Kẹo ngậm ho đợi em tí, lát nữa em lên cho các chị em mình luôn này. Cho chị luôn quần chip đây, đưa nốt chị đây, còn bao nhiêu set chip nữa. Ok, K55 em cho chị Hương Giang BN. Áo mặc đẹp lắm luôn, cảm ơn chị Trương Thị Mai Thi. Đấy, khăn mặt các chị lên là K55, 55.000 10 cái khăn mặt. Bò khói size M em cho chị Hương Trần. Ok, chị Hương Trần không giấu có luôn. Nể nhất là con quần bò bán cho các chị có 108.000. Ác mộng luôn đấy các chị, nói thật. Còn bao nhiêu set đây? Set còn ở ngoài nhấc nốt rồi nhé. Chip này em bán tặng. Lên vào đây cho em là C89 luôn nhá. Lên luôn cho em là C89. Xả sốc cũng K55 em cho chị Nguyễn Nguyệt. Xả sốc cho các chị em mình cũng phải 97, 98, 99. 40 cân đến 60 cân ạ. Lên comment vào đây cho em là C89. 89.000 đồng một set. 10 con silit luôn cho các chị em mình luôn nhá. 40 cân đến 60 cân K55 cho Phạm Thùy. Đấy, đúng rồi. Hai lớp cho các chị, lớp này lớp kháng khuẩn luôn. K55 cho anh Ngọc. Ok, anh Ngọc có K55 này. Cái này các chị lên là C89 lên nốt đi. Đấy, quần chất cốt tông nốt cho các chị em mình 40 cân đến 60 cân nhá. Em cho luôn 89.000 đồng 10 cái. Ai chốt được hoan hỉ nhá, các chị còn ít em cho đi nốt luôn này. Màu miếng của nó cũng đẹp luôn ấy. Tức là cái màu của nó nhã nhặn lắm, đẹp lắm. Đấy, các chị chốt nhanh cho em là C89 luôn đi, 89.000 10 quần. 40 cân đến 60 cân cho em luôn nhá các chị nhá. Rồi C89 em cho chị Nguyễn Huyền một set luôn này. Các bác mình chốt nhanh nhá, 89.000 10 quần thì không cần phải nghĩ ngợi gì rồi. Cho chị Lê Thị Cúc Cúc có luôn một set. Rẻ hơn cả cái quần lót giấy mặc một lần bỏ đi. Chứ các bà còn muốn như thế nào nữa, đúng không ạ? Cái quần lót giấy mặc một lần bỏ đi thì cũng phải 10-12.000 một cái. 35.000 một set nó 3 cái á. Nên đây bán luôn 89.000 10 con quần silit, đúng lại còn kháng khuẩn nữa. Hai lớp cho các chị em mình. C89 cho chị Ly Đinh 2 set, cho chị Bất Cần một set này. Nói em bán nốt luôn, em tổng kết nốt cho các chị em mình. Lên vào đấy cho em là C89 nhá các chị nhá. 89.000 một set, gọi là 10 quần cho các bác mình chốt nhanh. Cho chị Phương Phương có luôn một set. Em cho chị Phan Thị Hạnh một set. Bác Phương Phương có rồi, 2 set cho bác Nguyễn Văn Thuận, 1 set cho bác Thường Tiến, 1 set cho bác Lưu Thị Ngọc Hà. Thế nó không phải thật sự luôn, cái này kể cả 110-119.000. Cho chị Dương Tường có luôn một set. Dương Tường có luôn này. Lên giúp em là C99 nha các chị. 99.000 đồng một set 10 quần cho các bác luôn. Rồi em qua mã luôn cho các chị này. Ngoài kia còn nữa không em? Nhắc nốt là xem còn tầm khoảng bao nhiêu set nữa luôn. Xong rồi ghi chú ở đấy cho chị để chị còn viết luôn đấy rồi nào. Như chả biết được đó, cái này đã đủ về vốn chưa. Ok, em cho chị Liên Hà một set, cho chị Anh Trương một set. Anh Trương có luôn, chị nào chưa được lên C89 nhá. 89.000 đồng các chị ơi. Bác nào chưa chốt được các bác mình chốt nhanh luôn, qua mã cho các chị luôn này. Bác nào chưa được lên C89 cho con túi ngô gì đấy. Làm tí ngô ăn cho đỡ buồn, lên lấy chị cốc nước ấm luôn nhá. Dạ vâng, bác Thúy Hậu Nguyễn chuyển khoản. Áo bờ ra là A59 kèm màu, màu nâu này. Màu trắng này, màu đen với cả màu kem. Đen trắng, nâu kem. Rồi, còn chip cao cò nữa, chip cao cấp chẳng còn. Ngô các chị lên cho em là ngô sấy. 39.000 đồng một gói nửa cân luôn nhá các chị nhá. Eo ơi, ăn nó giòn tan luôn ý. Ôi, mở ra cái thôi là đã thơm phúc rồi. Ngon lắm luôn, các bác cho em ăn tí ngô có cho đỡ buồn. C89 cho chị Mai Thảo. Ngô sấy ok bác Phạm Thị Hương. Ngon lắm các chị. A59 màu kem cho bác Nguyễn Văn Thuận. Ngô sấy cho bác Ngọc Anh. Cái này là không thể thiếu được. Em là cứ phải bỏ trên xe vì thi thoảng em đi xe em toàn bị say xe thôi. Cái thần kinh mình nó kém. Là lại buồn nôn, cứ mỗi lúc nào chuẩn bị buồn nôn lại lấy ngô ra ăn là lại thịt luôn. Ngô sấy em cho bác Hàng Phạm, ngô sấy cho bác Hương, Hương Giang BN. Ngon lắm luôn các bác. Ngô nhà em giòn tan.
vàng ươm chứ không phải đen xì đâu. Ngô sấy cho chị Mùi ST, ngô sấy cho Linh Johnny 39.000 một túi. Lên comment và nói cho em là ngô sấy cho em. Ba đi đâu á? Chị vừa nhìn thấy anh đúng không? A59 màu trắng cộng màu kem cho bác Lộc Phạm. Ok chị Lộc Phạm. Bác nào chưa được ngô sấy các bác lên cho em là ngô sấy nhá. Ngon giòn. Hai túi ngô cho bác Triều Nguyễn. Ok bác Triều Nguyễn đấy. Dạ vâng, ok bác Nguyễn Quách chuyển khoản. Gió Nam chưa lên chị ơi. Gió Nam view thấp em không muốn lên. Lên giới thiệu sai số không bán được vài cái mất công. A59 màu kem mà chị bất cần. Này là lại cứ muốn ngồi ăn mãi thôi. Thôi ăn đấy thôi nha các bác. Chị nhận được len nam đẹp lắm. Len nam nhà em thì chị nào nhận cũng khen luôn. Sướng nhờ bác nhỏ cầm một con áo len nam đã đời luôn. Nhờ xuống này mà. Rồi bác nào lấy ngô các bác lên nốt cho em là ngô sấy. Nào em này còn ít màu vàng này. Nốt cho các chị luôn nhá. Đẹp lắm. Cái này các chị lên cho em là vàng 55.000 một cái luôn. Đấy, tâm hàn giữ nhiệt cho các chị em mình luôn nhá. 55.000 đã lên cho em là vàng 55. Vàng 55 cho em nha các bác. 38, 39 dưới 60 cân cho em đều mặc ok hết luôn này. Đẹp lắm, tâm hàn giữ nhiệt. Màu vàng còn có ít thôi đúng không? Nốt luôn 55.000. Lên cho em là vàng 55 nha các chị. Vàng 55. Vàng 55 mà chị Hoa Hướng Dương một cái. Vàng 55 em cho chị Nguyễn Bóng một cái. Em ngô sấy em cho chị Nguyệt Ánh một túi ngô sấy. 55.000 nhá. Cái này các chị lên nốt là vàng 55. Cái hàng này chỉ cần đơn giản là các chị em mình mua cho em bèo nhất cũng tầm khoảng 69 đến 79.000. Ngô sấy hai túi cho chị Giang Nguyễn. Ok bác Giang Nguyễn hai túi ngô sấy. Nếu bác nào mình lên comment vàng 55 em cho bác Nguyễn Văn Thuận một cái. Vàng 55 cho bác Quốc Bảo một cái. Những cái cuối cùng rồi chị nào mình chốt mình muốn lấy tâm hàm giữ nhiệt thì các chị lên luôn nhá. Lên comment vào đấy cho em là vàng 55. A59 đen trắng là chị Thu Hằng Võ Bra đấy. Ok bác Thu Hằng Võ này. Vàng 55 em cho chị Hoài Trần một cái. Keo 55.000 một cái áo vẻ nhỏ các chị nhỏ. Vàng 55 là chị Mai Thảo một cái. Em cho chị Hương Eva một cái vàng 55. Đúng thật sự luôn là siêu rẻ luôn cho các chị em mình luôn ấy. Bác nào chưa được các bác lên nốt cho em. Hai cái em cho chị Phương Hằng. Vàng 55 cho em luôn nhá. Em có 55.000 một chiếc cho các chị em mình thôi. Bác nào chưa được các bác mình chốt luôn. Rẻ bèo rẻ bọt cho các chị em mình. Vàng 55 em cho chị Ngọc Hân một cái. Không bằng các chị em mình mua một cái silit bên ngoài luôn. Silit bên ngoài 60-65.000 một chiếc silit rồi. Đây em bán cho các chị em mình một con tâm hàn giữ nhiệt đẹp nhức nách cho các chị em mình 55.000 luôn. Đấy lên nốt cho em là vàng 55 nhá. Dạ vâng ok chị Phương Hằng chuyển khoản. Còn bác nào mình chưa được lên nốt cho em là vàng 55 mà để em qua mã nha các chị. Bác nào mà mình mới vào mình nhấn chia sẻ lên cho em nha mọi người. Chia sẻ lên cho em làm thêm mã tặng. Vàng 55 em cho bác Nguyễn Thủy một cái. Hello bác Vang Thủy ạ. Vàng 55 chị Thảo Hoàng một cái. Hello bác Vang Thủy nha. Giờ còn chị nào chưa được vàng 55. Chip là C89 đúng. Chip là chị lên, chip này chị lên là C89. 40 cân lên 60 cân cho em ok. 89.000 10 cái. Được chưa, các chị lên giúp em là C89 nhá. Màu miếc của nó cũng nhã nhặn lắm. Đúng thì hai lớp cho các chị em mình luôn. Co giãn sướng mặc, nói chung là dễ chịu. Còn chị nào chưa được vàng 55 là tâm hàn giữ nhiệt, các chị lên nốt. Lướt lại cái mã này để em để xuống nhé. Bàn chả quên khăn mặt lên là K55. Ngô sấy cho chị Luyến Phạm. Dạ vâng chị Thu Hằng Võ chốt đơn chị chuyển khoản. Khăn mặt lên là K55 ạ. 55.000 10 cái khăn mặt. Các bác mình chốt nhanh luôn cho em K55. C89 em cho chị Nguyễn Lam. Ok chị Nguyễn Lam có C89. Chị Hồng Nhung. Hồng Nhung đuôi 901 nhắn cho em địa chỉ số điện thoại và tin nhắn. Đừng comment số điện thoại trên này nha chị ơi. Khăn mặt lên là K55 ạ, 55.000 10 cái khăn mặt. Mai thử cầm 5.500, bây giờ kiếm ra rưỡi thì chắc khó nhỉ.
Mai thử cầm 5.500 ra ngoài chợ xem có mua được cái khăn mặt đâu các bác. Thôi thì cứ cầm luôn cả 6.000. Em nói thật, 6.000 các chị đến các chị mặc cả, có khi sáng sớm người ta còn đốt vía luôn á. Đây em bán tặng 55.000 10 cái. Cho chị Thúy Thanh có K55. Em cho chị Thanh Dung có K55. Còn bao nhiêu set khăn mặt nữa em? K55. Thúy Thanh có rồi bác ơi. Cho chị Thu Nguyệt có K55. Thu Nguyệt có luôn này. Còn chị nào chưa được các chị lên cho em là K55 cho em ạ. 55.000 là 10 cái khăn mặt cho các bác mình luôn nhé. Nó cũng cồng cành đấy nhưng mà bán nốt. Cho bác Dương Tường có K55. Nhưng các chị bảo nó cồng cành thì cho đi nốt luôn cho đỡ chật kho. Kho trên nhà em chật quá. Cho chị Diệu Linh có K55. Hôm nay hết tiền rồi, vào xem like và chia sẻ cho Giang thôi. Em cảm ơn chị Vang Thùy nha. Cảm ơn bác nhiều. Đấy, trên kho nó chật cứng luôn rồi nên bán nốt khăn mặt cho nó gọn chỗ đi. Đúng không? Khăn mặt này là hiện tại đang giữ cồng cành lắm đúng không? Rồi còn chị nào chưa được nữa các chị lên nốt cho em là K55 ạ. Rồi chip lướt lại là C89 nhá. Chip là C89. Đúng hai lớp cho các chị em mình luôn này. Kháng khuẩn, hãy lên cho em là C89. Quần bò này em còn SM thanh lý 108. Lỗ 50.000. Cái gì em? M là em chỉ còn có một cái thôi. Lên comment vào đấy cho em là bò khói kèm theo size S với cả M nhá. 108.000 một cái. Các chị lên vào đấy cho em là bò khói. Bò khói kèm theo size S với M. S từ 38, 39 đến 46. Size M từ trên 46 đến 50 cân. Đấy, em chỉ còn có đúng 2 size này cho các chị là hết luôn. K55 cho Út Thơm có luôn. Ok, Út Thơm chuyển khoản. Còn chị nào chưa được nữa các chị lên comment nhé. Qua mã cho các bác luôn. Đấy, các chị chốt vào đấy cho em luôn là bò khói kèm size S với cả size M. M em còn một chiếc là em hết. Còn áo này các chị lên nốt cho em luôn là mã L73 đúng không? L73 áo lai tối qua em mặc từ đầu lai đến cuối lai rồi, nay em không mặc lại nữa nhá. Đấy, L73. 73.000 cho các chị em mình một chiếc luôn, 38 39 đến dưới 60 cân là hết cho các chị đấy, bác nào mình lấy. Em có bán áo dây nào đâu chị? Áo đằng này là đang là áo bra mà đâu phải dây đâu. Này đâu phải dây, nó gần nhìn như sắt nách mà. Rồi qua cho các chị em mình luôn này. Lên cho chị quần nam em ơi. Nhớ các chị quần nam vào chị lên cho mọi người tí đó. Quần nam này hai màu cho chị luôn. Quần nam này các chị chốt nhanh, còn ở ngoài đấy còn nhiều không em? Chắc là còn ít đúng không? Xem còn bao nhiêu, nhấp nốt rồi nhá. Quần nam lên nốt được, đẹp lắm luôn, sợ luôn. Khách nhận cái quần này bảo Giang ơi sao mà em lại bán có 85.000. Em này là em bán 99 ạ. Nhưng em bán đây cho các chị em mình xả tá khuy 85 kèm theo màu. Màu đen với cả là màu xanh. Hai màu cho các chị em mình chốt nha, đẹp kinh khủng các chị ơi. Màu đen với cả màu xanh nha các chị. Đấy, lên cho em luôn là khuy 85 kèm màu 55 cân đến 75 cân. Màu này em gọi là màu đen, còn đây là màu xanh này. Xanh của nó gọi là xanh than tiêu ấy các chị. Đẹp kinh khủng. Trời ơi các bác ơi, em nói thật luôn, các bà mà mua cái áo này về thì mua cái quần này về thì chả hiểu tại sao Giang lại bán như thế này. Bên trong lót một lớp gọi là lớp lông nhẹ luôn này. Đấy, hai bên túi quần này đều có kéo khóa này. Logo chỗ này là thêu nhá. Túi sau cũng có kéo khóa luôn ạ. Chứ không phải là hàng không có túi sau nha các bác. Thế các chị bây giờ các chị cứ tính ba cái khóa này. Đấy, hai cái khóa túi hai bên với khóa sau, ba cái khóa đã bao tiền rồi. Tiền chun, tiền chiếc, tiền công may, công cắt đã bao nhiêu rồi. Bây giờ các chị có vải bằng thật, các chị đi bảo các chị đi thuê người ta cắt cho một cái quần xong bảo người ta làm cho hai cái túi hai bên kéo khóa. Túi này cũng kéo khóa thì nguyên cái tiền công nó đã hơn 100.000 rồi. Đúng không ạ? Chưa nói đến tiền vải, em bán lên cho các chị có 85.000 một cái. 55 đến 75 cân Q85 kèm màu. Q85 màu đen ok, em cho bác Hoàng Lợi này. Lên comment vào đấy cho em là Q85 nhá, xong các bác mình kèm màu. Màu đen với cả màu xanh cho em luôn này. 99.000 bán 85 cho các chị luôn cho sướng. Quần nam không, em không đọc, không tư vấn đến 80 cân đâu. Cứ 55 cân đến 75 cân mặc cho nó thoải mái nhá các chị nhá. Hai cái màu đen em cho chị Mùi Đỗ này. Đẹp lắm. Các chị em mình chốt nhanh, màu đen em cho chị Tuyết Nguyễn này. Lên là Q85 kèm theo màu nhá, màu đen với cả màu xanh. Trời ơi chốt lẻ các chị. Không vài bữa nữa màu đen em cho chị Hồng Lý Đào này. Đen chị Hồng Lý Đào, hai cái hai màu em cho chị Hà Nguyễn này. Xanh cộng đen cho chị Mùi ST này. Hai cái hai màu em cho chị cô chủ nhỏ này. Ok, chị màu xanh em cho chị Nguyễn Huệ này. Bác cô chủ nhỏ có hai cái hai màu rồi. Đấy, chị nào chưa được lên vào đấy cho em. Màu xanh em cho bác Tường Tiến này. Màu đen em cho chị Luyến Phạm này. Đẹp lắm. Em nói thật luôn, những cái dòng này các chị không mua nó tiếc. Luyến Phạm có rồi bác ơi. Đẹp thế mà chồng chị 45 cân thì không mặc. Chồng bác 45 cân. Bác chồng bác nhỏ thế. Xanh đen ok em cho chị Phương Thúy Nguyễn này. Rồi còn chị nào chưa được nhá, chốt nhanh vào đấy cho em luôn nhá. Đã lên quá là nhiều cho các chị em mình rồi. Rồi em qua luôn nha các chị. Hai, ok, hai cái hai màu em cho chị Hòa Phạm này. Đen xanh cho chị Bất Cần này. Đen xanh cho chị Nguyễn Bóng này.
Các chị chốt nhanh ạ, màu đen em cho chị Mùi Thị Thùy Nhân này. Mùi Thị Thùy Nhân có hai cái hai màu, em cho bác Trần Hồng này. Lên cho em Q85 xong các chị em mình kèm màu, màu đen với cả màu xanh, em nghĩ là cứ hai cái hai màu. Nói lên comment vào đấy cho em luôn nhá. Q85 xong các chị em mình kèm màu. 85.000 một chiếc cho các bác mình luôn, 55 cân đến 75 cân. Màu xanh em cho chị Duyên Nguyễn này. Đẹp quá luôn, cầm cái quần. Sướng quá trời là sướng. Đen xanh em cho chị Nguyễn Hà này, hai chị Nguyễn Hà đều lấy hai màu luôn ạ. Rồi còn chị nào chưa được các chị lên. Đen xanh em cho chị Phương Nguyên này. Phương Nguyên có luôn, chị nào chưa được các chị lên comment luôn nhá. Qua mã cho các bác luôn ạ. Q85 kèm màu, màu đen với cả màu xanh. Xanh này của nó là xanh tiêu, em đọc luôn là đen xanh cho nhanh luôn nhá. Đấy bác nào chưa được, bỏ khói size S cộng Q85 màu xanh cho bác Bảo Ngọc này. Hai cái hai màu cho Ngọc Anh này. Màu xanh cho chị Hoài Trần này, Ngọc Anh này nhắn tin chưa gì? Ngọc Anh này đen á. Vâng. Giờ còn chị nào mình chưa được đúng không ạ? Lên comment em qua mã luôn nhá. Lên là phải lên nhanh cho các chị thì mới lên được nhiều mã. Chứ không là không lên được nhiều mã đâu các bác. Cho chị mấy con giãn dưới này xanh này. Đấy, gió nhăn này nốt cho chị luôn. Hai cái hai màu ok bác Nguyễn Ngân ạ. Đen xanh em cho chị Nga Trần có luôn ạ. Thô lì à, thế thô lì cũng được đưa chị luôn. Má nào chưa chốt được các bác mình chốt nhanh luôn nha. Đây còn mấy em khoác thô lì nữa, còn có mấy cái thì chả có mà. 35 đến 55 cân chốt nhanh luôn. Trên đấy là giãn đúng không? Đen xanh em cho chị Huệ Nguyễn có luôn này. Bác nào chưa được lên Q85 kèm màu đi, ngoài kia còn nhiều đồ Q85 nữa. Gần hết rồi đấy các chị. Chị nhận được hàng rồi nhé, đẹp ưng lắm. Em cảm ơn chị Thu Nguyễn ạ. 61 cân mặc thoải mái bác ơi, không cần phải nghĩ ngợi luôn. Đã bảo rồi 55 đến 75 cân một size đấy mặc được hết luôn mà. Cái này em còn mấy cái thôi, lên nhanh luôn. Cái này lên là K77 đi. Em còn mấy chiếc nhá, hai lớp. 35 cân đến 55 cân cho em luôn để lên luôn K77 hàng hai lớp luôn. Bò khói size M em lấy thêm nha chị, ok nhật lệ. Ok nhật lệ, thế là hết luôn size M đúng không? Hai lớp nha, một lớp mang đến đập mặt em luôn. Đấy khoác thô lì lên nốt cho em luôn K77 còn mấy cái. 125, 129 bán luôn 77.000. Bác nào chưa chốt được các bác mình chốt nhanh luôn cho em là K77. 77.000 nha các chị nhá. Em còn có mấy cái thôi. Q85 màu đen cho chị Thảo Trần. Ok chị Thảo Trần có luôn này. Cái này các bác mình chốt nhanh luôn lên cho em là K77 luôn này. Nó còn có mấy cái thôi. Em chẳng muốn để lại nữa. K77 em cho chị Mùi Đỗ một cái. Cái này kể cả mua cho con các chị mặc cũng được. Q85 hai cái hai màu đó chị Hà Lê kìa. K77 cho Thảo Trần luôn kìa. Hà Lê là hai cái hai màu của Q85 nhá. Q85 chị nào chưa chốt được thì chốt luôn đi không là hết các bác ơi. Chưa chốt được các chị chốt luôn đi không hết nhá. Rồi còn chị nào lấy K77 các chị lên nốt còn mấy cái nữa là hết luôn. Đã thấy là còn hai lớp cho các chị em mình luôn, rõ đẹp luôn cho các chị. Bán cho nó nhanh hết luôn. Nhân viên gửi cho chị ở Hà Nội nhé, không lại gửi về quê xem của Thị Thúy Đinh kìa em kìa. Nay nhận được hai bộ nam nữ đẹp lắm, em cảm ơn chị Lê Quyên. K77 em cho chị Phương Trần. Phượng Trần. Rồi còn chị nào chưa được K77 các chị lên nốt luôn nhá. K77 em cho chị Thanh Bình Nguyễn. Em còn hai cái à? Vâng. Còn hai cái, Q85 hai cái hai màu á chị Nguyễn Lan. Q85 màu đen em cho chị con nhà người ta. K77 em cho chị Phạm Kiều Diễm hết à? Ô còn một cái. K77 em cho chị Duyên Nguyễn hết luôn K77. Hết sạch K77 nha các chị ơi. Hết K77 luôn, em không còn nữa đâu ạ. Xem còn bộ nam đâu, còn bao nhiêu, còn bộ size M, còn nguyên cục size M đấy còn không? Đúng không? Còn nguyên size M đấy, đưa nốt đây chị luôn. Bộ này em còn nguyên size M nhá, các chị lên cho em là tổng kết 142. Ô đâu không phải đâu, tôi chết rồi. Bộ nguyên size M bộ khác. Còn không? Cái bộ viền cổ này. Hết chưa? Bộ này còn nguyên size M á gì? Ô tôi chết cha chỉnh rồi. Ê chị lệ. Bộ này vào tận 190 mấy nghìn. Bộ này là bộ 199 mà. Đâu có còn. Cũng còn chỉ có nguyên size M thôi á. Ô thế thì lên cho em bộ này các chị em mình này. M nhá, M này. Cái này các chị em lên cho em là tổng kết 143 luôn đi. Em cho đi nốt tổng kết 143 nhá. Cái này từ tầm khoảng 50 cân đến tầm 58 cân cho em ok ạ. 50 đến 58 cân cho em luôn bộ nam. Đấy lên cho em là tổng kết 143 luôn cho em luôn cho gọn 143.000. Đây là giá em tổng kết nốt vì nó chỉ còn mỗi một size này thôi. 50 đến 58, 59 cân ạ. Kể cả 60 cân như chồng em cũng chỉ mặc size này nhưng chồng em mặc nó ôm. Chồng em thích mặc ôm. Nói đây các bác mình lên nốt thì em tổng kết nốt luôn 143.000. K77 em đang hết hàng. Ok chị Duyên Nguyễn, Duyên Nguyễn chuyển khoản. Q85 màu đen cho chị Thu Lợi Dương. Q85 màu đen cho bác Thúy Hậu Nguyễn. Còn chị nào lấy Q85 là quần nỉ nam này các chị em mình lên nốt bộ này, bộ u mì nam nhá. Toàn bộ cái này cho các chị em mình sướng lắm luôn. Ôi trời đất ơi, bút ruột bút gan. Lên cho em là tổng kết 142 ạ. 142.000 một bộ cho các chị em mình mua cho chồng cho con. À 143. Tổng kết 143 nhá. 143.000 các chị mua cho chồng cho con đẹp lắm.
Đấy, tổng kết 143 em cho chị Hà Trần một bộ lại còn nặng nữa chứ. Tổng kết 143 em cho chị Vân Thu một bộ nặng lắm, du dịch em hết rồi à. Tổng kết 143 cho chị Sâm Nguyễn một bộ. Nặng lắm, không phải nhẹ đâu các chị, nhưng em bán nốt cho các bác mình nốt luôn cho gọn. Em một không nghĩ là nó chỉ còn nguyên size M cơ. Chỉ nghĩ là mỗi cái mã hôm qua thì cái mã hôm qua là hết rồi. Đấy, chị nào mình chưa được mình lên cho em là tổng kết 143 nhá. 143.000 một bộ này thì không cần nghĩ đâu, em nói thật. Các chị em mình chốt được là sướng luôn. Lên vào đấy cho em là tổng kết 143. 143.000 một bộ luôn. 50 cân đến kể cả 58, 59 cân cho em ok. À, qua mã cho các chị em mình luôn này, lên cho chị nốt kia còn cái con áo kẻ cao cấp đấy đưa nốt cho chị. Tổng kết 143 cho bác Nguyễn Lan một bộ. Hôm nay nhận được hai đơn nhà chị Giang, một đơn nhà chị Phương, ưng ý lắm. Cảm ơn Thúy Trần nha. Tổng kết 143 cho chị Thanh Bình Nguyễn một bộ. Nay em còn ít con áo kẻ này, lên nốt này. Lên cho em luôn là mã 110. Lên cho em là mã xả 110. Ơ sao lại còn cái màu vàng? Ôi giời ơi, sao chúng mày không dán luôn tên vào đấy? Hôm qua bao nhiêu chị xin chốt màu vàng không còn hôm kia đúng không? Đây các chị nhìn này, nhớ là hàng này các chị đừng so sánh với cả hàng xưởng nhá. Hàng này của em chuẩn chỉ hàng Quảng Châu cao cấp, 230.000, 240.000. Em thanh lý em xả 110.000, lên cho em cái màu, màu này em gọi màu đen, màu này màu vàng. Vàng hôm qua các chị em mình chốt làm gì còn hàng? Đây lại còn sót ra được một cái màu vàng với còn mấy cái màu đen 40 đến 65 cân nhá. Hàng này tin tin đẹp lắm luôn đấy các chị nhìn này. Mê lắm luôn đấy, bên ngoài nó có cái lớp lông thỏ đẹp cực luôn. Lên vào đấy cho em là xả 110 kèm màu. Xả 110 kèm màu nha các chị ơi. Dạ vâng, áo em mặc là lộc 79 kèm màu đen với cả màu da, em còn hai màu. Đây cái này các chị lên nốt là xả 110 kèm theo màu đen này. Màu đen với cả màu vàng. Vàng còn duy nhất một chiếc, túi của nó xịn sò lắm luôn. Q82 hai cái hai màu ok chị Biển Xanh ạ. Ok bác Biển Xanh Q85 hai cái hai màu. Tổng kết 143 cho bác Toan Nguyễn một bộ nam luôn này. Ok bác Toan Nguyễn này. Cái này các chị lên nốt là xả 110 kèm màu nhé. Hàng cao cấp bác nào có nhu cầu các bác mua. Xả 110 màu đen em cho chị Ủy Đông ạ. Ok bác Ủy Đông màu đen em cho chị Vân Thu ạ. Màu vàng cộng màu đen cho chị Thúy Thanh ạ. Rồi em hết luôn màu vàng ạ. Em không còn đâu, em bảo em còn ít thì em xả nốt chứ em có ngại gì đâu. Hàng này các chị em mình em bao cả giá nhập luôn rồi. Xả 110 em chỉ còn mỗi màu đen thôi. 40 đến 65 cân lộc 79 màu da cho Hiếu Do Le kìa. Ok bác Toan Nguyễn chuyển khoản. Xả 110 em hết vàng rồi, em chỉ còn duy nhất màu đen bác ơi. Bác lên giúp em nhá. Đen nhưng thật ra nó kiểu kiểu đen đen tiêu ấy các chị. Xả 110 màu đen cho chị Tiến Hòa. Chị nào chưa được các chị lên cho em xả 110 còn mỗi cục đấy là hết đúng không? Đấy em bán nốt luôn đấy các chị. Nó còn ít nhưng cái tiền vốn nó vào cao đấy các chị, hơn 200.000 chứ đâu phải là rẻ đâu các bác. Nó không phải rẻ rúm gì đâu các chị, em bán nốt 110.000. Ok xả 110 màu đen cho bác Lê Hà. Đúng rồi, 65 cân vẫn mặc ok bác nhá. Kể cả nam nữ trai gái mặc được hết luôn. Lên giúp em là xả 110 kèm màu đen cho em ạ. Ngô là 39.000 một túi bác ơi. Lên cho em là ngô sấy nhá. Ngô sấy. Bác nào chưa được các bác lên comment. 143 em cho chị Hương Trân một bộ kìa. Bộ nam đấy, vào thêm chị tổ hết rồi. Là còn một bộ nữa là hết bộ nam 143 đúng không? Rồi nó còn ít thì cứ xả nốt cho gọn nốt. Rồi còn chị nào chưa được xả 110 màu đen nữa lên nốt. Các bác ủng hộ nốt thì còn mấy cái? 5 cái. Em còn có 5 chiếc cuối cùng thôi. Mỗi bác mình lấy lên một cái vào đấy cho em luôn cho hết hàng nha các chị nhá. 40 cân đến 65 cân cho em luôn này. Lên cho em là xả 110 màu đen. Túi nó xịn xịn từ cái túi luôn cho các chị luôn. Bộ à đây còn hai bộ chứ, một bộ đấy bộ này. À đây còn mỗi bộ này thôi. Xả 110 em còn mỗi màu đen. Ok bác Diệu Linh ạ. Cảm ơn bác Diệu Linh nhá. Xả 110 màu đen mình chuyển khoản. Ok cảm ơn bác Diệu Linh. Bác Thúy Kim lên là xả 110 kèm màu đen vào. Thêm của chị Thúy Kim thêm chị đen vào. Ok chị Thúy Kim. Bộ này lên là tổng kết 148, 50 cân đến 58, 59. Còn duy nhất một bộ. À tổng kết 143. Tổng kết 143.000 còn có một bộ thôi đúng không? Đấy em còn một bộ là hết bộ mì nam nhá các chị nhá. Bộ mì nam luôn. Qua mã được chưa mọi người, xong nhá. Còn chị nào lấy mã xả 110 màu đen nữa không? Ok bác Thúy Kim rồi. Còn lại 3 cái 4. Em còn lại 3 cái các bác lên nốt. Quần tomboy không có đâu chị ơi, làm gì có quần tomboy size L giờ này chị. Đang cháy hàng trên mọi mặt trận làm gì có hàng đâu. Rồi chị nào chưa được. À còn bao nhiêu cái quần tomboy hàng VIP mà còn bao nhiêu cái size S. Nhấc nốt ra đây chị xả nốt luôn cho gọn hàng. Còn nguyên S với 40 cân đến tầm khoảng 48, 49. Như em 50 cân em vẫn còn mặc đồ S chưa. Đấy còn nguyên một size C89 cộng xả 110 màu đen cho bác Kim Hiến. Ok bác Kim Hiến. Rồi còn chị nào còn hai cái xả 110 màu đen, chị nào lấy các chị lên nốt này.
Đây nhá, quần này chỉ còn nguyên size S thôi. 40 cân nên các chị em mình để cao cao giáo để đến 50 cân cho em vẫn mặc được. Ai, quá đẹp cho em luôn này, 40 đến 50 cân nhá, chung sau. Đây là u mì cao cấp. Các chị biết quần này là quần đắt không phải quần rẻ đúng không ạ? Quần này thì các chị nhìn vác là các chị em mình biết luôn rồi. Hàng 160.000. Đấy, đây các chị nhìn cho em luôn, đẹp chưa? Hàng 6 ly nhá các chị nhá. Bao cho các bác mình quá đẹp luôn, mặc cho em đi làm, đi lướt các thứ, đi chơi cho em thì quá đỉnh luôn rồi. Mặc được cả 4 mùa luôn, u mì cao cấp nha các chị. Cô Giang này lên áo phao cổ lông kỳ màu đẹp. Em không chưa, chắc là không đâu chị ơi. Chắc là không, màu đấy chắc là không lên. Đấy các chị chốt nhanh nhá. Cái này các chị lên cho em luôn này, kỷ niệm. Các bác đừng so sánh giá. Nay ngày mùng 2 em bán lấy lộc. Em nói thật, em thề em chưa đổ buôn cho một khách nào giá này luôn, kể cả khách buôn. Lên comment vào đây cho em luôn là S105, 105.000 một quần luôn. Đây các chị nhìn cho em, nhớ quần dài cho các bác mình luôn nhá. Lên cho em là S105, 105.000 đẹp không? Chỉ cần dơ thôi là biết luôn là đẹp hay không. Các chị, con này nó cân tất cả các thể loại áo, kể cả mùa hè từ sơ mi, áo zip, áo phông, áo kiểu, áo làm mát ạ, mùa đông áo len, áo liếc, các thứ cho em luôn. Nói rồi mặc cho em đơn giản đấy, con giữ nhiệt cũng đẹp luôn nhá. 105.000 một cái, còn nguyên size S, lên giúp em là S105. Đẹp kinh khủng luôn, còn bằng ngày nữa hè. Xịn lắm luôn, các chị chốt nhanh cho em luôn nhá. U mì cao cấp hàng mắc nâu nhà em luôn này. Comment cho em luôn là S105 ạ, 105.000 cho các bác luôn này. Nhức cái lách luôn cho các chị em mình luôn. Chốt nhanh nha các bác ơi. Chậm là không có hàng luôn. S105 em cho chị Mùi Thị Thùy Nhân một cái. Em cho bác Hà Lê một cái. Bác Nguyễn Thu Ngân một cái. Đơn chiều dồn vào được không? Dạ không chị ơi. Em cho bác Nguyễn Văn Thuận một cái, Quốc Bảo một cái, bác Thảo Hoàng một cái, bác Hồng Hiếu Vũ Nguyễn một cái. Chết thôi, 105.000. Ok, em cho chị Hà Thanh Trần một cái, cho chị Tiên Võ một cái. Em cho bác Thanh Thanh một cái. Còn chị em nào chưa được đúng không ạ? S105 chị Nguyễn Thu Ngân cộng với cả Ngô Sấy là ok chị luôn này. Em cho chị Ngọc Hân một cái. Mùi Thị Thúy Nhân. Mùi Thị Thúy Nhân, nhắn cho em địa chỉ số điện thoại và tin nhắn luôn đi chị ơi. Nhắn luôn địa chỉ số điện thoại và tin nhắn cho em nha các chị. Rồi còn chị nào chưa được S105 cho chị cô chủ nhỏ một cái. Cô chủ nhỏ có luôn, còn hai cái à? Đấy, hai cái nữa là hết rồi. Hết sạch rồi, tìm kỹ chưa? S105 em cho chị Ngọc Trần một cái, chị Hoàng Thắm một cái, hết hàng. Hết luôn nha các chị nhá, không còn nữa luôn ạ. Hết sạch, đến chị Hoàng Thắm thôi là em hết rồi. Hết luôn. Thanh Thanh có rồi, quần này đẹp lắm, chị mua 4 cái rồi. Dự bị cho chị PT Dương nhá. Ok, chị PT Dương em cứ bấm vào đấy, mai còn các bạn đi chốt rồi em qua mã luôn các chị. Hình như vừa nãy chị đọc kia, nhưng em thả chị Nguyễn Thu Ngân ý, là chị S105 trước. Xong lúc sau chị lại comment là S105 cộng Ngô. Chỉ có thả Ngô vào thôi. Nhưng mà chị thấy em thả một cái quần ra thì phải đấy. Rồi em hết luôn S105 nha các chị đúng không? Đấy. Chị chỉ liếc qua cái là chị đã thấy, chị đã biết luôn chúng mày làm cái gì rồi. Mẹ mắt chị mắc bồ câu. Nào còn bao nhiêu cái len nam đưa nốt đây. Con len nam mà siêu phẩm chứ. Ngô Sấy ok bác kem bông này. Thế là chị PT Dương là được đấy, không cần phải là dự bị đâu. Cái này còn mấy cái cuối cùng lên nốt thì các chị lên nốt là VIP 139, 139. 50 cân đến 70 cân em nói thật nó đẹp một cách kinh khủng. Đúng thật sự luôn. Kể cả về các anh nhà các chị có khó tính đến đâu mà cầm vào con len này của em vẫn cứ mê luôn. Nó là len lông thỏ thẳng luôn nha các chị nhá. Len lót lông thỏ, ép lông thỏ luôn đây các chị nhìn lớp bên trong này. Các chị nhìn thấy chưa? Nhìn thấy lớp lông thỏ bên trong chưa? Nó gọi là len ép lông thỏ nha các chị, mê lắm luôn. VIP 139, 50 cân đến 70 cân đây các chị nhìn con áo này. Bên trong của nó toàn bộ ép lông thỏ. Vừa ấm vừa đẹp vừa sang vừa mịn cho các chị em mình mua cho chồng cho con luôn. Hết chưa? Còn bao nhiêu cục nữa? Mã này còn bao cục em ơi. Tìm kỹ ra đi. Lên luôn cho em là VIP 139 nhá. 50 cân đấy, đẹp nhất là từ tầm khoảng 50 53, 55 đến tầm khoảng 68 cân là đẹp nhất. Còn để mà nói mặc được thì cứ 50 cân đến 70 cân cho em đều mặc được em này nhá. Lên comment ở đấy cho em là VIP 139, 139.000 một cái. Em nói thật là nên mua. Đúng thật sự luôn, kể cả gọi là chồng con các chị em mình có khó tính thì cầm vào con áo này cũng ưng luôn. Nó đẹp lắm luôn đấy các chị, sợ đến lúc lạnh lại mặc đến con này nhiều nhất luôn đấy các bác. Sợ đến lúc lạnh lại mặc đến con này nhiều nhất luôn. Nói lên comment vào đấy cho em luôn nhá. Mã cho em luôn là mã. Mã gì đọc xong quên mất. VIP 139 ạ, 139.000 một cái cho các bác mình luôn. Chốt nhanh vào đấy cho em luôn nhá các chị. Này toàn 270, 280.000 một cái. Đây có 139 cho các chị. Ok, VIP 139 cho bác Kim Liên Nguyễn một cái. Không còn nhiều đâu, hàng này thì em nói luôn là em không đổ buôn. Riêng hàng này em không đổ buôn. Cho chị Thanh Bình Nguyễn một cái.
Em cho chị Trần Trân, à, Trân Trân một cái. Các chị có qua tận kho nhà em cũng là 146, 148. Còn mã nào mà nó còn ít trên like em sẽ xả 137, 139 hoặc 143. Đấy, còn cái này em không đổ buôn nha các chị nhá. 48 cân không mặc được mã này chị ơi. VIP 139 cho chị Phạm Thơm một cái. Ok, bác Kim Liên Nguyễn chuyển khoản. Còn mã nào mình chưa được tối thiểu 50 cân cho em á. 70 cân bụng to để thôi không chốt mã này nhá chị nhá. Em cho chị Ủy Đông một cái. Ok bác Ủy Đông này. Còn mã nào mình chưa được nữa không các bác? Lên comment vào đấy cho em là VIP 139 em qua mã luôn này, 139.000 một cái đẹp nhỉ. Trời ơi, chữ này của nó toàn lông lông hết luôn. Sò nó sướng lắm các chị. Em cho chị Hồng Liên Bùi một cái. Ok bác Hồng Liên Bùi có luôn này. Em cho chị Hoài Thương Nguyễn một cái. Hoài Thương Nguyễn có, lên giúp em là VIP 139. 139.000. Em còn lại 15, 16 cái nữa là hết hàng. 16 cái nữa là hết luôn nha các chị nhá. Chị nào chưa chốt được các chị em mình chốt luôn. Còn có 16 cái thôi. Lạnh giờ gọi là sang tuần gió nó rung cho hai hồi. Cái là không có áo len nam mà bán luôn. Khách nào đến cũng hỏi áo len nam liền. Rồi còn mã nào chưa được các bác lên vào đấy cho em là VIP 139 để em qua mã này. Qua mã luôn. Lên cho chị luôn VIP 139 nhá. Ok em cho chị Trần Hồng một cái. Bác Trần Hồng có luôn, lên cho em là VIP 139. Comment chuẩn độ em ạ. À. Vào của chị Nguyễn Liễu sửa thành 139 nhá chị em ơi. Này bác nào chưa được nữa các bác lên nốt nha. Này những cái này của nó không thật đấy. Còn màu khác không? Không, hàng này nó hiếm. Hầu như nó có còn ít nào là em lên hết cho các chị. Cái chữ cái giống của anh mặc đấy, cái đấy còn bao nhiêu cái? Đấy đúng không? Cái dưới. Ừ đấy còn 2 cái, 3 cái. Mấy cái đấy lên nốt đi cho gọn đi. Hai cái đi gì? Cái này chỉ còn một cái nữa cái gì em đặt lên. Trên đi. Đấy. Thấy không? Ừ. Nó lướt qua một cái là chị đã thấy rồi, em lật từng cái lên em lại không thấy. Mua sấy ok chị Nguyễn Liễu này. Cái này em còn hai cái các bác mình chốt luôn nhá. Cái này các chị lên luôn cho em luôn 147 luôn đi vì còn có hai cái thôi. Nói cái này cũng 50 cân đến 70 cân cho em vẫn mặc ok luôn ạ. À. 50 đến 70 cân nhá, còn có hai cái lên nốt cho em là 137. 137.000 cho các chị em mình luôn, cái này chồng em mặc đẹp dã man luôn trời ạ. 50 đến 70 cân cho em luôn. Lên vào đây cho em là mã 137 cho em luôn nhá, 137.000. Còn có hai chiếc thôi các chị. Không lên chắc live view, cái lượt view như này thì em không lên quần ba cúc đâu. 137 em cho chị Nguyễn Thu Ngân một cái. Em còn một cái, 137 em cho chị Nguyễn Vân một cái hết à. Nguyễn Thu Ngân có, Nguyễn Vân có. Cái này còn hai cái đây, cái này chồng em mặc cái này lên cho em là 135. 137 em hết hàng rồi. Đấy em bảo các chị chậm tay là nó hết, nó làm gì còn được. 137 em hết, em không còn đâu nha. 137 em hết rồi. Đây chị nào vừa nãy hỏi 48 cân ạ, 48 cân đến 65, 66 cân. Lên vào đây cho em luôn là mã 135. 135 còn hai cái đúng không? Vâng. 135 em cũng chỉ còn có hai cái là em hết. Ui dồi ôi, 137 các chị lên rồi. Ôi em choáng luôn các chị ơi, các chị lên 137 kinh khủng vậy. Sợ luôn em không còn đâu. Cái này lên comment cho em là 135 ạ. 135.000, cái này 48 cân đến 65 cân. Bác nào vừa hỏi thì comment luôn là 135 không là hết luôn. Không comment 135 là hết luôn nha các chị. Em hết 137 rồi. 137 còn có 2 chiếc làm sao có. Em nhập vào em không nhập được giá này đâu. 135 em cho chị Dung Tẹt một cái. Comment vào đấy cho em C89 cho chị Nguyễn Liễu. C89 là quần chip. Dung Tẹt có 135 rồi chị ơi. Chị nào chưa được các chị lên cho em 135. Sợ luôn các chị lên 137 mà nhìn nó choáng váng cả đầu óc luôn. 135 em cho chị Nhật Lệ một cái hết hàng. Hết luôn không còn, mã này cũng còn có hai cái đúng không? Mã này em chỉ còn có hai chiếc thôi các chị nhá. Mã này cũng còn hai cái. Ôi đẹp thế. Nặng chứ. Cái này từ 50 cân đến 70 cân ạ. Lên comment vào đây cho em là 142. 142.000 nhá em còn. Tôi còn có hai cái cho nốt luôn, 134.000 luôn. Em còn đúng hai chiếc. Lên luôn cho em là 134 luôn. Còn có hai cái. 01.40 nữa, 01.42 nữa, 134 luôn, em còn có hai cái. Đẹp quá trời là đẹp luôn các chị này. Tiếp 50 đến 70 cân cho em nhá. 50 đến 70 cân 134. 134 em cho chị Hoa Quy Hà một cái. 134 em cho chị Tiên Võ một cái, hết hàng, hết luôn. Mã này còn mấy cái? Con này là giống cái con vừa nãy đây đúng không? Ôi. Đẹp lắm, đợi em chút xíu hết luôn 134. 134 em không còn. Ôi, đẹp lắm luôn các chị. Cái này 50 cân nhá, 50 cân đến tầm khoảng 67 68 cân cho em ok. 50 đến 67 68. Lên comment vào đây cho em luôn là mã 136 đi. 136.000 luôn cho các chị, được thì nhanh tay thì được mà chậm tay là hết. 134 em cũng hết hàng, lên luôn là 136. Đẹp quá luôn, bên trong lớp lông thỏ này.
đẹp kinh khủng luôn đấy các chị. Cái này 50 cân đến kể cả 67, 68 cân vẫn mặc được luôn đấy. Comment vào đây cho em luôn là mã bao nhiêu em ơi. Chữ này 136 chốt nhanh ạ. 136 em cho chị Mai Nguyễn một cái. Đẹp lắm luôn này. Chữ này 136 cho em nhé. 134 làm gì còn nữa đâu. Lên nhanh 136 cho Bất Cần một cái. Mai Nguyễn có rồi ạ. 136 cho em, chị Mai Nguyễn có rồi. Ui dồi đẹp kinh khủng luôn này. 136.000. Em cho chị Lê Thảo Nhi một cái, cho chị Hà Hằng một cái. Em cho chị Hà Trần một cái, hết luôn 136. Đó các bác mình cứ phân vân là hết không có đâu. Hết luôn 136 rồi, em không còn nữa đâu nha các chị, hết sạch rồi. Hết luôn 136 em không còn. Chờ em chút xíu để em xem còn mã nào em lên cho các chị em mình tiếp này. Chứ không là hết rồi đấy, không còn nữa đâu. Đấy, xem đi. Sợ luôn, đây em lên cho các chị một mã này thôi. Còn mỗi mã này nữa thôi là hết nha các chị nhá. Còn mỗi mã này thôi là hết. Bác nào chưa chốt được các bác chốt luôn. Đấy, của cô lấy cho khách của gì, đóng cho khách. Nhưng mà em lấy ra em bán luôn rồi. Quá kinh khủng luôn cái áo len này. Em nó đẹp một cách dã man luôn ấy. 50 cân ạ, đẹp đẹp cho em nhá. 55 cân đến tầm khoảng 67, 68 không phải 50 cân đến 68 cân cho em đẹp kinh khủng luôn. Trời ơi, hàng hàng Quảng Châu. 50 cân đến tầm khoảng 67 cân đi cho thoải mái các chị ơi. Lên vào đây cho em luôn nhá. Nốt mã này này. Em bán kỷ niệm nốt các chị em mình luôn nhá. Là không có lên nam nữa. Được chưa, kỷ niệm luôn nhá các chị. 133. Em cho luôn 133.000 một cái. Xin phép các chị em mình luôn ạ. Các chị em mình lên nhanh cho em là 133. 50 cân đến 67, 68 cân cho em đi. Nó đẹp kinh khủng luôn. Lấy luôn cả hàng đóng cho khách đúng không? Chờ mà trần trừ mà chưa chuyển khoản cái là đóng luôn em ạ. Không à quên, là lên lẻ luôn, không chờ nó, không chờ nó luôn. Khách chỉ mà chỉ tôi thì tôi kệ. Thôi như gì bảo, tại vì chị chờ mãi nhưng mấy hôm đã chuyển khoản đâu. Mai tận thứ 6 rồi, chờ từ đầu tuần rồi. Thôi, 133 em cho chị Tiên Ngọc Mỡ một cái, Hồng Liên Bùi một cái, Tiên Võ một cái, Hoa Quy Hà một cái, Huyền Nguyễn một cái, Hà Hằng một cái. Hồng Liên Bùi có rồi ạ, cho chị Trần Quỳnh một cái, 60 cân mã nào cũng mặc được. Cho chị Lý Hoài một cái, Lê Thảo Nhi một cái. Em cho chị Miên Kiều một cái, Nguyễn Văn Thuận một cái. Như chồng em đấy, cho chị Thơm Lưu một cái, chồng em 60 cân mã nào cũng mặc được. Em cho chị Thúy Kim một cái, Nguyễn Ngân một cái, Phạm Hoàn một cái. Cái này là phần khách nhưng khách chưa chuyển khoản. Em bảo ra bốc vào, nhân viên còn bảo cái này là của cô đóng cho khách rồi. Đến giờ này đã chuyển khoản đâu. Cái nào kể cả cô dặn cho khách nhưng mà chưa chuyển khoản là lên hết. Em cho chị Nguyễn Đào một cái. Hết rồi á? Chị Thảo Hoàng một cái đã hết rồi á em? Chị thấy cả một chồng cao thế mà. Hết luôn rồi các chị ơi, không còn nữa luôn. Đến chị Thảo Hoàng hết. Đó. Thế thì còn cái đơn này nhập cho khách bao nhiêu? 200 à? 200 mình nhấc thêm một màu nữa đi. Nhấc thêm một màu nữa. Còn nếu như chị lấy thì bảo chị là báo chị là lấy 100 thôi. Bán mất 100 rồi. Thế là được. Đấy nhường cái hết 50, còn lấy thêm một màu nữa cho các chị em mình đi. Này cho vào túi từ từ đây nữa đi cậu, để cho nốt vào chứ. Đợi em chút nha các chị. Chờ em chút. Hôm nay chị bên kia tôi nói em. Má này như là cái má anh mặc đây đúng không? Đấy. Bao nhiêu người dành không được thôi. Em đứt lại mã này nhá. Mã này vừa nãy một mã em tưởng còn có hai cái. Em để 135 ấy các chị. Các chị lên cho em là 135. Cái mã này là mã lao ti nhà em mặc đây này các chị này. Các chị toàn chụp lại. Đó chị xem phải mã này đúng cái mã anh mặc 135 đâu. Hình như đúng rồi đấy, xem mà chị ra nào. Đây này các chị đẹp lắm luôn. Cái mã này là 48 cân đến 65 cân đây này. Đúng không? Đúng rồi, thế thì lên luôn cho em là 135 đi các chị. Rồi ôi 135 nhé, 135.000. Một con len nam ạ, à, hàng Quảng Châu ạ, à, lót lông thỏ luôn ạ. À. Ép à, hàng gọi là hàng ép lông thỏ cho các chị luôn ạ. À. Mà bán 135.000 thì thôi rồi luôn.
Đấy, bảo sao bao nhiêu chị cứ chụp lại. Cái này chồng em mặc là các chị toàn chụp lại hỏi này. Cái này 48 cân đến 65 cân cho em mặc được. Cái 135 cho em luôn này, đẹp lắm. Ô, có mã 135. Nó là chính là con 135 đây gì đi. Là nó đây này. Lên vào đây cho em luôn là 135 cho em luôn này. Chị chuyển khoản ok chị. 135 các chị chốt nhanh ạ. 135 em cho chị Tiên Ngọc mỡ một cái, cho chị Thúy Kim một cái. Các chị chốt nhanh cho em 135 mà chị Hoàng Thắm một cái. Chị nào mà kể cả các chị mua cho con, các chị đảm bảo con, các chị mà 50, 55 hay 60 cân là các bạn ấy thích lắm. Cho chị Ninh La một cái, chị Hoàng Thị Hát, Phương Hát một cái. Vừa đẹp vừa ấm, các chị bảo ra ngoài bèo bọt những con này 280-300. Tội gì mua đây rẻ hơn hàng bao nhiêu. Cho chị Dung Đỗ một cái, cho chị Dung Bồ một cái, Trần Quỳnh một cái. Trần Quỳnh có, chị Dung Đỗ có rồi mình ơi. Tùng Linh Hằng 63 cân ok mình nhá. Cho chị Lý Hoài một cái, lên cho em là 135 ạ. 135.000 nha các chị ơi. Đấy các bác mình chốt lẹ luôn cho em các chị. 48 cân đến 65 cân cho chị Dung Tuyết Nhất một cái, Kim Liên Nguyễn một cái. Đúng rồi, áo này là hôm trước chồng em mặc. Chị Tiên Võ có rồi, cho chị Hường Lương một cái, Thảo Trần một cái. Anh đi đâu rồi? Anh vẫn chưa về à? Thực cho chị Hường Lương có rồi chị ơi. Em cho chị Nguyễn Đào một cái, Thảo Hoàng một cái. Comment vào đấy, em cho chị Nguyễn Lam một cái, Oanh Lý một cái. 48 cân đến 65 cân cho em mặc con này nhức cái nách luôn. Em nói thẳng là nhức cái nách luôn. 1351 ok cho chị Lương Tiến một cái. Duy nhất mã này là ví dụ như 48 cân cũng có thể bon chen được rồi thôi. Hết rồi à? Ồ hết rồi à? Thế kia. Ôi rồi. Cho chị Thúy Phan một cái. Ok chị Hường Lương có rồi chị ơi. Duy nhất mã này là 48, 49 cân đã bon chen được. Còn đâu là không có đâu. Miên Kiều hình như có 136 rồi đấy chị ạ. Đấy 135 còn có mấy cái em. Nhìn kỹ lại đi. Này nếu như khách mà chuyển khoản là không đến lượt các chị, em nói thật. Vì chị này chị lấy 200 cái nhưng chị chưa chuyển khoản. Đấy chắc là chuyến trước chị lấy chị đang còn nên chị chưa chuyển khoản, chưa dồn được tiền. Chị bảo lấy 200 cái mà đây em lại bỏ ra mất cả 100 cái rồi. Không cái này 72 cân đừng lên chị ơi. Rồi còn chị nào chưa được nữa các chị lên nốt vào đấy cho em là 135. Rồi ôi 135.000 con này nó đẹp nhức nách luôn các chị, sướng không? Lúc bán con này cho các bác mình 48 cân đến 65 cân cho em ok nhá. Qua mã cho các chị em mình luôn. Còn mấy cái, 135 là còn mấy cái. Kem đêm xài sướng quá à. Đấy bác Lành Lâm em bảo rồi, chưa xài kem đêm bao giờ. Đến lúc mua kem đêm nhà em về là mướt mượt mượt. 135 em cho chị Hà Hải một cái. Ok bác Miên Kiều là chuyển khoản. Giờ còn chị nào chưa được 135 các chị lên nốt chứ còn 4 hay còn 5 em. Em còn 4 cái nữa là em hết ạ. 0586 cân không vừa, không có. Rồi còn chị nào mà mình chưa được nhá, các chị em mình lên nốt 135 còn 4 cái cuối cùng. Em còn 4 chiếc cuối cùng là em hết. 135 em cho chị Nguyễn Là một cái, lên 70 cân vừa nãy em lên rồi đấy chị. Ai như chị gì đấy chị Miên Kiều vừa nãy chị hỏi chị được 136 không, như chị không được, chị được có 133 thôi sao ấy. Ok chị Tiên Ngọc mỡ chuyển khoản. Chị Miên Kiều nhá, Miên Kiều như được mỗi mã 133 thôi, chưa được 136 đâu. Chưa được 136. Rồi em qua mã nha các chị. Còn mấy nhà em nhỉ? 4 hay 3? 4 cái là hết mã 135 nhá, rồi qua cho các chị luôn này. Ôi dồi ôi em ơi, vẫn còn 136 á. Thế chứ lại vừa nãy 136 những chị nào chưa chốt được nhiều lắm. Riêng để mà nói 136 thì quá nhiều chị chưa chốt được luôn. 136 đây này, vừa nãy bao nhiêu chị đây, chị Miên Kiều ơi, chị có lấy chị lên lại 136 đấy. 136 cho em luôn đây nhá. Đây các chị 136 luôn này các bác này em ơi. Đấy 136 này các chị 50 cân đến 67, 68 cân cho em ok luôn. Đấy bác nào lấy lên 136 luôn đi. Thế mà lại còn shop chứ này. Các chị nhìn này. Chứ em không phải là điêu các chị đâu, chuẩn hàng ép lông thỏ luôn các bác. Chuẩn hàng len ép lông thỏ các chị nhìn này. Chứ em không điêu các chị đâu, nó đẹp lắm. Nên vì sao khách nào nhận được len nam nhà em, các anh các chị cũng khen. Nó quá dày dặn và đẹp. Thật sự luôn con này so với cái giá ra các chị mua 280, 290 vẫn đang còn là rẻ. Này chữ này, chữ nổi luôn, đẹp quá luôn. 136 nhá. 136 em cho chị Nguyễn Minh Lý một cái. Các chị lên cho em là 136 vào đấy cho em luôn ạ. Chị Miên Kiều lấy 136 đúng không? Chị Miên Kiều lấy cả 136 hay sao hay như nào đấy chị ơi. Chị Miên Kiều lấy 136, comment cho em 136 và em bấm tạo đơn cho. Cho chị Phạm Thơ một cái 136. 136 cho chị Dung Đỗ một cái. Không, em không đổi từ cái nọ sang cái kia đâu nhá. Chị ý thức tốt rồi đấy cho em chị ơi.
133 bao nhiêu người tranh không được. Bây giờ chị thấy 136 chị lại đổi 133 lấy 136, em không chấp nhận. 136 chị Thanh Trúc này. Rồi còn chị nào chưa được 136 các chị lên luôn. Chị nào chưa được 136 các chị lên cho em là 136 cho em nhé, 136.000. Em đứng núi này trông núi nọ. 136 là chị bất cần là có rồi, có từ lúc nãy rồi đấy chị đấy. Bác nào chưa được các bác lên nhá. Đẹp nhất cái nách luôn các chị ơi, sướng quá là sướng luôn. Đấy 136 cho em luôn này. À, xóa luôn cả Bill Miên Kiều, cho luôn vào danh mục danh sách đen cho chị. Cho luôn Miên Kiều vào mục danh sách đen. Đấy 133 đấy, bao nhiêu người tranh không được gặp một cái con thành phần vô ý thức. Đây này 133 bao nhiêu chị comment này. Đâu có được đâu 133 vừa nãy. À, chị Vân Thu này, hay là chị Hợp Trương này, hay chị Diệu Linh này, chị Thanh Bình Nguyễn này, các chị đấy. Chị nào lấy 133 các chị lên comment và em bấm cho. 135 cho chị Nguyễn Ngọc này. 136 cho chị Thu Vân này. Vừa nãy chị nào lấy 133 đấy mà chưa được đọc tên, nhiều chị lên 133 mà có được đâu vì hết hàng. Khỏi chốt, cho luôn một danh sách đen cho chị, nhắn tin rõ là xả đơn ngày bao nhiêu đấy cho chị luôn. Khỏi phải chốt luôn. Tiếc cái gì chứ không bao giờ tiếc những cái con người đứng núi này trông núi nọ, lập trường không vững vàng. Rồi em qua mã cho các chị em mình luôn nhá. Đấy, thế là còn 133 là có một cái của chị kia thôi. Chị ơi lên phao chưa? Chưa lên được luôn mình ơi. Chị Thu Vân có 136 á. Rồi còn chị nào lâu quá chưa mua được của chị Công Vinh Nguyễn. 136 bác Thu Vân có rồi bác ơi. Còn những chị nào chưa được các chị em mình lên comment vào đấy cho em luôn nha. Chị Thu Vân được 136 rồi. Qua mã cho các chị em mình luôn này. Lên cho chị nhớ Công Vinh Nguyễn. Lên lên luôn con giữ nhiệt tay dài kia, một đỏ một đen cái đây cho chị luôn, chị lên luôn hai màu đẹp nhất đấy luôn. Con này em định là để lạnh thêm tí nữa, em đang gom hàng rồi em mới lên cơ. Lên luôn cho các chị bữa nay luôn nha. Không đẹp thì thật sự luôn là dẹp luôn, khỏi bán luôn các chị. Nhức cái nách luôn. Đây các chị nhìn cho em luôn này. Mê lắm luôn các bác ơi, 40 cân thì các chị em mình một kiểu 57 58 cân nhá. 136 em cho chị Phương Hoàng một cái nhá. Ok bác. Giang ơi áo mang tô đẹp lắm nha. Em cảm ơn bác Chi Mộc ạ. Em cảm ơn bác nhiều nhá. Em bảo rồi mang tô đây có cái chị nào mà thích mặc những cái dòng mang tô đấy là thấy nó rất là đẹp luôn. Rồi em này kỷ niệm luôn cho các chị em mình hai màu nhá. Cái này em định về thêm thì em mới bán 38 39 cân đến 56 57 cân mặc đẹp. Nó là giữ nhiệt, nó gọi là tâm nhung giữ nhiệt nha các chị. Đây cho các chị em mình còn nhớ mã này của em đúng không? Lên chốt nhanh vào đấy cho em luôn các chị ơi. Có hai màu này thôi đúng không? Có hai màu lên cho các chị, hai màu đẹp nhất luôn. Áo em mặc em lên rồi. Đây các chị nhìn eo ơi đẹp lắm các chị. 38, 39 cân đã mặc được rồi. Đến 56, 57 cân thôi mặc cho thoải mái nhé các chị. Lên luôn vào đây cho em luôn là mã. Cho luôn cho chị cả màu kem cái nữa luôn của nó đi. Kem đấy luôn. Đấy, lên luôn 3 màu luôn. Lên luôn 3 màu cho các chị luôn. Đen, đỏ, kem. Màu đen, màu đỏ, màu kem luôn này. Cho các chị em mình luôn bao tiền ạ? 66.000 một cái. Còn bán 79. Lên cho em là A66. Xong các chị em mình kèm màu. A66 kèm màu nhá. Em không bán mang tô dài chứ. Lên là A66 kèm theo màu đen, màu đỏ với cả màu kem ạ. Này thì chắc nhiều chị sẽ lấy cả 3 cái 3 màu luôn này. 66.000 một chiếc. Lên cho em là A66 kèm màu. Chữ đây là thêu nhá. Vô cùng dễ mặc luôn cho các chị. Nói gọi là tâm nhung giữ nhiệt cho các bác mình luôn. Đấy, hàng này là hàng hầu như là các chị em mình sẽ mặc đến nhiều nhất trong mùa thu đông luôn. Nó đẹp, mix đồ nó dễ. Lên form lên dáng cũng xinh như các chị em mình luôn. Comment vào đấy cho em luôn là mã A66 trong các chị em mình kèm màu. Rồi A66 3 cái 3 màu em cho chị Nguyễn Lan ạ. Đen kem em cho chị Ngọc Anh ạ. Các bên này nó không tạo được đơn là sao nhỉ? Không tạo được đơn luôn. Không tạo đơn em ơi, Bảo Anh xuống xem cho chị đi. Màu đỏ em cho chị Mùi Đỗ ạ. Đen cho chị Nắng Bên Thềm ạ. Đen cho chị Nắng Bên Thềm có luôn này. Lên comment vào đấy cho em luôn là mã A66 xong kèm màu nhá. Màu đen, màu đỏ với cả là màu kem. Màu kem em cho chị Nguyễn Huyền ạ. Kem cho Nguyễn Văn Thuận ạ. Đen cho chị Nguyễn Hà. Đen cho chị Nguyễn Hà. 135 còn hàng không? Còn. Hết rồi. À còn 135 cho chị Bảo Ngọc ạ. A66 màu đỏ cho chị Nguyễn Thu Ngân ạ. Rồi còn chị nào mà mình chưa được các chị lên comment vào đấy cho em luôn nhá. Lên cho em luôn. Dạ vâng, ok chị Nắng Bên Thềm chuyển khoản. Mà anh xuống xem T-box không tạo đâu. Để vẫn cứ đọc. Comment vào đấy cho em luôn là A66 xong kèm màu đỏ đây.
kem này. Với cả màu đen luôn cho em nha các bác, đẹp lắm. Ba cái ba màu ok chị Hường Lương ạ. Hường Lương có luôn cái này dễ mặc, ấm. Vừa dễ mặc vừa ấm luôn các chị ơi, vừa dễ mix đồ nữa luôn nhá. Em bán có 66.000 một cái thôi, 79 em bán 66. Hôm sau về đủ màu thêm màu nữa là em vẫn bán 79 nhá các chị nhá. Nay bán đây, màu đen em cho chị Phương Nguyễn một cái ạ. Đây bán cho các chị em mình có 66.000. Bác nào chưa được các bác lên comment vào đấy cho em luôn. A66 nhá, xong các bác mình kèm màu cho em luôn. Màu đỏ, màu đen với cả màu kem cho em luôn này. Đỏ đen kem cho các chị luôn. Đẹp lắm, dễ mặc cái này còn mỗi một bộ này cho vào đây. Bộ này như còn mỗi một bộ đúng không? Một bộ 50 cân đến 58, 59 cân ok hết. A66 màu đỏ cho chị Oanh Lý, màu đen cho chị Nghiêm Hà. Lên cho em là tổng kết 143 nhá bộ nam. Dạ vâng chị Hường Lương ạ. Hai đỏ một kem em cho chị mâm còi trần à. Mâm còi viết liền cách trần. Đây cái này. Lên comment cho em cái này còn đúng một bộ nam này nhá. Size M lên nốt cho em luôn là mã tổng kết 143. Tổng kết 143.000. Mã 133 cho bác Thanh Bình Nguyễn luôn kìa. A66 màu đen cho chị Toan Nguyễn nhá. Anh xuống chưa? Màu đen em cho chị Nguyễn Nguyệt này. Đen cộng kem cho chị Huyền Nguyễn này. Chị nào lấy A66 lên A66 kèm màu đen kem đỏ có 66.000 một cái thôi. Bán cho các chị em mình cho sướng cái cuộc đời. Đấy các bác mình lên comment nhá. Đen đỏ kem đẹp lắm. Ba cái ba màu em cho bác Trần Thị Hồng. Em bảo rồi chắc chắn ba màu này, ba màu quốc dân này, ba màu đỉnh như thế này. Thì các chị em mình phải lấy ba màu. Tổng kết 143 cho chị Ngọc Tiên Mo có luôn này. Không bấm được tạo đơn toàn báo lỗi thôi. Hả? Màu kem em cho chị Nguyễn Thị Nguyện này. Cái gì gì? Đen kem em cho chị Diệu Linh này. Ô bắt đầu được rồi đấy, được rồi đấy. Đen kem chị Diệu Linh có luôn này. Màu kem chị Hoàng Lợi này. À có được đâu. Ồ, không được đâu. Chứ chưa bấm được tạo đơn. Chị Hoàng Lợi có rồi, Diệu Linh có rồi ạ. Bác nào chưa được các bác lên comment vào đấy cho em luôn nhá. 166 xong các bác mình kèm màu. À quên, A66 xong các chị em mình kèm màu. A66 xong các bác kèm màu vào đấy cho em nhá. Màu đen, màu đỏ với màu kem, ba màu quốc dân luôn, trời ơi. Thúy Phan nhắn luôn cho em địa chỉ số điện thoại và tin nhắn nha chị ơi. Cho một cái máy đấy để nhìn comment em ơi, máy này không lướt được comment nữa rồi. Nó vẫn đang chạy comment là được. Đừng thoát ra vào lại. Này nó đúng luôn. Để đọc làm sao đứng đâu vẫn chạy đi gì. Hoàng Lợi có kem rồi, áo phao nam không lên phao nam chị ơi. Ô anh đang làm cái gì đấy em? Em gọi anh đã biết chưa? Bảo xuống mà xem T-Box thì làm sao thì chả có xuống. Chị nào chưa được A66 các chị cứ lên A66 kèm màu áo len 136 còn không? Còn. Còn ạ. Ok 136 em còn, nếu bác Trần Thị Hồng bác lấy bác lên cho em là VIP 136 hoặc 136 cho em là được. Lên cho em 136 là được nha bác nhé. Chán quá nó còn không bấm được tạo đơn đây này các chị. Ôi được rồi, được rồi. Được rồi. Ok 136 cho bác Trần Thị Hồng. Rồi ok bấm tạo đơn được rồi. Tới bến luôn đây. Xong cho các chị em mình luôn rồi.
Nhất cho chị còn mấy cái da cá tàu của bé này. Cho chị nốt hồng nâu trắng này, ba màu lên nốt luôn này. Đây em còn mấy cái này cho các chị em mình nốt luôn nhá. Mua được là sướng. Không còn nhiều, còn có vài cái. Mua cho con mặc đi học 40 cân đến 65 cân à. Lên nốt cho em luôn là mã xả 9. Xả 90 xong các chị em mình kèm màu luôn đi. Xả 90 kèm theo màu nâu, màu hồng, màu trắng. Xả 90 kèm theo nâu, hồng, trắng 40 cân đến 65 cân nhá. 130, 135 nghìn, 40 đến 65 cân nhá. Lên nốt xả 90 kèm màu. Xả 90 nhá, 90 nghìn kèm theo màu nâu, màu trắng với cả màu hồng. 40 đến 65 cân ạ, da cá tàu của bé form rộng. Đẹp nhở. Dễ mặc nữa luôn chứ. Này bác nào chưa được các bác lên comment để cho em này, để cái này xuống cho cô này. Chị nào chưa được các chị lên comment vào đấy cho em luôn nhá. Xả 90 xong các bác mình kèm màu. 90 nghìn một chiếc cho các chị em mình luôn này, còn có mấy cái. Nâu này. Trắng còn có 2 thôi đúng không? Trắng em còn có 2 chiếc này. Nói với cả còn mấy cái màu hồng là hết luôn. Chị nào chưa được lên cho em xả 90 kèm màu nhá, 40 đến 65 cân. Đấy, da cá tàu cho các chị em mình luôn, form rộng thoải mái, 40 65 cân. Qua mã cho các bác luôn này. Tiếp này lên cho chị tất nữ nhá, còn bao nhiêu set tất nữ tồn đây cho chị luôn này. Tất nữ nhá, còn bao nhiêu lên nốt luôn, tặng nốt luôn 68 nghìn một set 10 đôi. Xả 90 3 cái 3 màu cho bác Nguyễn Lan này. Ok, bác Nguyễn Lan có luôn 3 cái 3 màu. Đấy, tất màu đấy, còn bao nhiêu nốt thì chị lên nốt luôn cho gọn hết hàng. Chắc hết. A66 màu đen ok chị Nhật Lệ này. Xả 90 màu trắng là chị Huyền Nguyễn. Là hết luôn màu trắng. Ok bác Huyền Nguyễn này. Xả 90 màu hồng á chị Phương Mai. Tất nhá, tất em còn ít. Các chị lên nốt cho em đẹp dã man luôn. Em cho luôn 68.000 một set 10 đôi. 68.000 một set 10 đôi. Các chị chốt nhanh cho em là T68. Cả hàng 89.000 này em cho vào nốt luôn này. Đấy, hàng thể thao, hàng có viền cổ, hàng hình con gấu trúc này này. Lên nốt cho em là T68. 68.000 một set 10 đôi nhá. Các chị chốt nhanh cho em là T68. 68.000 một set 10 đôi cho các bác luôn ạ. Đấy, các chị em mình có mua bèo bọt cho em. Cái hàng mà các chị mua 12.000 một đôi ấy, không thể đẹp được bằng đôi này của em đâu. Hàng này của em giá nó dao động 13 đến 15, 17.000 một đôi giá lẻ. Em bán đây cho các chị nốt 68.000 10 đôi. Lên cho em là T68, chốt nhanh nha các chị. T68, em cho chị Thu Bùi có luôn T68 này. Các bác mình chốt nhanh nhá. Lên giúp em là T68. 68.000 đồng 10 đôi. Cho chị Trần Thị Hồng có T68. Trần Thị Hồng có luôn này. 68.000 một set 10 đôi cho các bác mình. Này, những cái này thì kể cả em bán 78, 79.000 vẫn ok. Nhưng có cái là dồn nốt bán cho các chị cho gọn luôn. Cho chị Dương Quỳnh một set, cho chị Viên Đá Nhỏ một set. 68.000 10 đôi tất nha các chị. Hết bộ nam làm gì còn bộ nam nữa mà cho em xem lại. Bộ nam chị đã lên cái là hết rồi em ơi, không còn bộ nam nữa đâu nhá. Rồi còn chị nào chưa được T68, em cho chị Liên Hà một set luôn này. Bác nào chưa được em lên cho chị Ngọ Thắm có T68. 68.000 đồng 10 đôi tất. Những cái này mà các chị em mình kiểu tập buôn tập bán ấy. Về các chị em mình bán cho em 12.000 một đôi là thoải mái, nó đẹp hơn những cái hàng bình thường nhiều. Cho bác Nguyễn Văn Thuận một set. 68.000 10 đôi ạ. Bác nào chưa chốt được các bác chốt luôn nhá. T68. T68 em cho chị Thảo Hoàng. T68 ok bác Nguyễn Đào bác chuyển khoản. T68 cho bác Hoàng Thị Hát, Phương Hát. Còn bác nào chưa được nữa không? Lên nốt T68 cho em luôn. Còn mỗi chỗ này nữa là hết đúng không? Ngoài không còn đâu đúng không? Sợ nhở? Tất nhau ơi, có những ngày bán cả nghìn set các chị. Kinh khủng luôn. Sợ luôn, kể cả 78, 79 nghìn. Rồi còn chị nào mình chưa được T68, các chị lên luôn cho em là T68 nhá. 68.000 đồng 10 đôi cho các chị luôn. Chị nào chưa chốt được các chị chốt luôn này. Còn chỗ kia nữa rồi là hết rồi. T68 cho bác Hà Lê một set. Rồi bác nào mình chưa được các bác lên cho em là T68. Em cho bác Mận
Mâm còi trần có luôn một set. Mâm còi trần nhắn luôn cho em địa chỉ số điện thoại và tin nhắn luôn nhé chị. Ai đấy? Ai đấy gì? Thảo Hoàng chuyển khoản cọc cho em 100.000 đi chị ơi. 11 mã rồi chưa cọc, có báo chưa? T68 mà chị Thúy Kem. Thúy Kem có luôn T68 là 10 mã một, 10 mã cứ tầm khoảng 8 mã trở lên là cho cọc luôn 100.000 vào đấy thôi, không cọc thôi. Đặt như thế rồi đặt hàng bao nhiêu mã rồi mà chả có cọc gì thế thì mai đến khi có những mã hết rồi lại xả đơn ra mất công lắm. Còn đâu còn bao nhiêu đây, đưa cho chị dầu cặp đây, chị bán luôn này. Em ơi dầu cặp, dầu cặp nha các chị nhá. Em nói luôn là riêng cặp này các chị em mình gội chỉ có sướng. Bản này là bản luxury luôn. Cái này là ngọc nhờ xả, thơm mở ra là thơm thúc luôn rồi, một gội một xả. Nặng chịu luôn nhá, thanh lý luôn nha các chị. 510 bán cho các chị 380 miễn ship. Đừng so sánh với hàng pha ke ạ. À. Em lạy các chị đừng so sánh với hàng pha ke nhá. Em không bán hàng fake cả. Nên em chỉ có bán hàng chuẩn chỉ cho các chị em mình sale được, hoặc là ví dụ như cái này ngọc nó nhờ xả ngọc các chị cước. Cái này là bao nhiêu nhá, lên bao nhiêu đơn là phải nhắn lại cho chị. Để chị còn biết, để chị còn bảo Ngọc hỗ trợ cước. 380.000 một cặp, miễn ship luôn cho các chị em mình luôn nha các bác nhá. Các chị lên comment vào đây cho em luôn là dầu cặp 380. Giá này giá xả, các chị đừng so sánh giá làm gì hết nha các chị. Em nói luôn cặp to đùng luôn. Cặp này là cả hai chai là 2 cân, là 960ml một chai mà. Nặng chịu cho các chị em mình luôn ạ. Các chị nhận hàng thì đừng có giật mình sao nặng thế nhá các bác nhá. Đó là chai dầu cặp to, không phải là cặp nhỏ 500ml đâu. Đấy, các chị em mình mua 500ml đã gọi là 360 rồi đúng không? 375.000. Nhưng đây cặp to gần như là gấp đôi luôn. Em bán luôn cho các chị em mình luôn 380.000 miễn ship. Đấy, bác nào lấy lên luôn cho em là dầu cặp 380 xả 380.000 một cặp. Giá đúng ốp rồi, ôi luôn hôm trước đấy. Bao nhiêu các chị em mình chốt thì nó không có còn hàng ấy, em có dám bán nữa đâu. Vì em mà đã xả đến thế này rồi mà miễn ship cho các chị em mình là em chịu. Nay Ngọc hỗ trợ ship thì em mới lên cho các chị em mình thôi, chứ không em không có bán dầu cặp đâu. Dầu cặp 380 em cho chị Hoàng Thị Hát Phương Hát một cặp. Em cho chị Hương Giang BN một cặp. Mai là phải đóng cẩn thận nhá, cuốn xốp nổ rõ ràng vào xong đóng vào. Những cái đơn mà có dầu cặp bọn em cho vào túi xong bọn em phải dán cho chị vuông tắp lại. Tất 68 ok, chị Huyền Nguyễn có tất 68. Cái đây các chị lên cho em là dầu cặp 380. Nếu như mà một mình các chị dùng thì có mà cả năm. Nhà em ví dụ như 3 người, 4 người dùng mà cũng 6 tháng đến 8 tháng mới hết một cặp cơ. Gội sướng lắm, một gội một xả đã đời luôn các chị. Lên vào đấy cho em là dầu cặp 380 cho em nhá các chị nhá. 380.000 một cặp không mất ship luôn các bác. Các chị em mình mà thích kiểu rẻ rẻ thì các chị em mình mua hàng pha ke thôi. Em cho chị Huyền Nguyễn có luôn, Huyền Nguyễn vào thêm chữ dầu cặp vào. 380.000 nhá các chị nhá, cặp to đoành cho các bác mình luôn này. Chứ các chị bảo rằng là nếu như nhiều khi các chị bảo ôi dồi ôi gội ở ngoài thì cũng chả có quan trọng gì hàng xả, à hàng pha ke hay là hàng không. Nhưng em nói thật, gội chả biết là nó sạch hay không. Đúng ạ, hay rồi là nó lại tạo gầu hay là nó lại tóc các chị em mình lại hư tổn thêm, lại chả có đỡ được tí nào. Đấy, hoặc nếu như dầu các chị em mình dùng dầu xả quen rồi, dùng hàng ao quen rồi, các chị mà mua phải hàng fake, các chị dùng cái dầu xả là các chị biết liền. Em nói thật nó đơn giản lắm. Cái này các chị em mình chỉ cần cho một tí vào các chị em mình vuốt cái là tóc nó mướt mát luôn. Còn hàng mà hàng pha ke các chị có bốc cả vốc vào các chị em mình ấy thì cũng chả gỡ được nổi tóc. Đấy mà cái này thơm cực luôn ạ. Dầu cặp 380 em cho Linh Johnny có luôn một cặp. Bác nào lấy lên cho em là dầu cặp 380 nhé, 380.000 không mất ship luôn ạ. Đừng comment số điện thoại trên này. Lan Nguyễn cho có cọc thì chốt đơn, còn không cọc thì thôi. Lan Nguyễn đuôi 185 kìa. Lên là dầu cặp 380. Không mất tiền ship nha các chị. Các bác mình chốt nhanh vào đấy cho em luôn này. Sướng cái cuộc đời cho các chị luôn. 380.000 một cặp. Đấy, đó Facebook nó bóp tương tác thì em bán. Rồi bộ nam em lên hết rồi, chỉ đỗ sen thôi. Đỉnh cho các chị em mình luôn nhá, nặng lắm. Đấy, các bác mình mua về mà bản này nó là bản nâng cấp của cái bản đợt trước em có bán cho các chị em mình 399 ấy. 399 hoặc là 430, 440 ấy. Mà không có miễn ship ấy các chị. Thì bản này còn đắt hơn, bản này là 510.000 cơ. Bản này là bản luxury, bản cao cấp. Ok, cho bác Mai Nguyễn có luôn một cặp. Lên giúp em là dầu cặp 380 nhé, 380.000 cho các chị không mất ship đâu. Em cho bác Huyền Nguyễn có rồi, bác Huyền Nguyễn ơi. Nay có kẹo, em có kẹo ho đấy, bác lên là kẹo ngậm 99 là được. Bác lên cho em là kẹo ngậm 99, 99.000 hai hộp nhé bác nhé. Rồi còn chị nào mình lấy dầu cặp nữa, các chị lên nốt là dầu cặp 380 này. Xả nốt đấy, cho đi nốt, chị Mai Nguyễn có rồi. Cho các chị em mình lên cho nó hết nốt hàng cho nó gọn. Vì hàng này nó nặng nhấc lên nhấc xuống, hôm nay khuôn lên nó chết mệt luôn này. Bác nào chưa được nữa các bác mình lên comment ở đấy cho em luôn nha. Rồi em qua cho các chị kẹo ngậm 99 em cho chị Lê Hà. Chắc là em nốt cái chuyến này là em không được bán kẹo ngậm với cả vitamin đâu các chị ạ.
Vì là hôm nay Ngọc vừa mới báo là công ty nó báo không được bán giá đấy. Mà nếu như em bán cho các chị thì ví dụ như kẹo ngậm phải bán là cứ chỉ được bán một hộp, hai hộp cũng là 120.000 chứ không phải 99.000. Đấy thì chị nào mình lấy hôm nay là kẹo ngậm 99 nhá. Ok, kẹo ngậm Lan Nguyễn có luôn 99.000 hai hộp. Phao xanh 185 size L em chưa biết còn hay không, chưa lên được. À, dầu cặp 380 em cho chị Ngô Thu Hà một cặp. Lên mấy cặp vậy? Rồi còn chị nào mà mình chưa được dầu cặp nó lên cho em dầu cặp 380. Eo ơi nặng lắm. Bán cho các chị em mình bán cái này nó phát sợ luôn. 380.000 các chị không mất ship rồi. Đóng đơn cũng vất luôn. Kẹo ngậm 18 tháng đã ngậm được rồi chị ơi. Kẹo ngậm em cho chị Phương Mai ạ. Lên comment vào đấy cho em kẹo ngậm 99 nhá các chị nhá. Tại vì bán những cái hàng mà phải bán giá niêm yết thì em cũng lười. Em chỉ dơ qua thôi. Đấy cái này thì này, giảm ho này. Đấy giảm ngứa cổ này, long đờm này. Rồi là gọi là giảm viêm họng cho các chị em mình, bảo vệ cổ họng cho các bác mình luôn. Kẹo ngậm 99 em cho chị Hoài Trâm này. Dầu cặp 380 hai cặp em cho bác Minh Nguyệt này. Ôi bác Minh Nguyệt ơi, gội sướng lắm luôn. Em còn phải tha lên tận trên ba vì để gội đấy bác. Em phải tha dầu này lên tận trên ba vì để em gội đấy các chị. Phải để sẵn trên đấy luôn. Vì trên đấy là em hay bơi. Bể bơi nhà em thì lại bể bơi mặn mà như nước biển luôn. Nên là cứ bơi xong là nó bị rít tóc. Thế là toàn phải mang cả cái cặp này lên để gội đấy các chị. Chị nào lấy dầu cặp các chị lên cho em là dầu cặp 380 nhá. 380.000 cho các chị. Chị nào chưa được các chị em mình chốt lẻ nha. Lẹ nào. Đấy kẹo ngậm thì 99.000 hai hộp. 99.000 hai hộp này. Cho chị thuốc ngứa ở đây này. Thuốc ngứa bán cho mỗi người tuyếp 26.000 đi. Lên luôn T26 kèm theo số lượng tuyếp thuốc ngứa nhá. Vitamin chả biết còn ông. Dầu cặp 380 em cho chị Hoa Hoải Hương một cặp. Em cho chị Nguyễn Đào một cặp. Hôm trước không có. Cái này là Ngọc vừa mới trở sang nhờ em bán. Vì con bé nhà Ngọc với nhà Ngọc con kiểu sinh đôi mà bận cho con bú không bán được. Kẹo ngậm 99 cộng vitamin ok chị Hoàng Thị Hát Phương Hát. Vitamin là 148. Còn mấy hộp vitamin? 7 ạ. Em còn 7 vitamin. Kẹo ngậm 99 em cho chị Yến Nhi lớp bông. Đấy, vitamin là 148.000 nhá. Các chị em mình tham khảo thì các chị biết 215 ạ. T26 ok cho chị Hà Lê ạ. Em bán tặng 148 thì giá này thì không được bán nữa đâu. Nên em chỉ dơ qua thôi, không đến lúc vào phải lại điếc tai. Đến tay người này người kia lại kêu điếc tai. Ok, vitamin 148 em cho chị Anna Đại Lâm Mộc. Các chị lên giúp em là vitamin 148 nhá. Cái này thì nó là thật sự luôn là nên ạ. Em nói thật, kẹo ngậm 99 em cho chị Phương Thúy Nguyễn này. Cái này em cho bom nhà em ăn mấy ngày mà cải thiện rõ rệt về cái tình trạng thèm ăn. Biếng ăn ý, ăn cái này ngậm cái ngày. Nếu như mà từ 1 tuổi đến 1 tuổi đến 10 tuổi ngày 2 viên ạ. Đấy, nó là gần như kẹo dẻo ấy. Rồi là từ 11 tuổi đến 18 tuổi là ngày 3 viên ạ. Phụ nữ có thai hoặc cho con bú ngày 3 viên trên một ngày nhá. Mình nhai cho em vừa kích thích ăn uống, vừa tăng thêm sức đề kháng, rồi là vừa bổ sung các vitamin luôn ạ. Vitamin 148 em cho chị Hoài Trâm có. Em cho chị Nhật Quyết có. Quần quốc dân em không lên. Comment vào đấy cho em luôn là vitamin 148 nhá các chị nhá. 148.000 một hộp. T26 ok chị Nguyễn Ngọc. Nguyễn Ngọc có luôn T26, 26.000 một tuyếp thuốc ngứa. Các chị em mình chốt lẹ nha các bác. Comment vào đấy cho em luôn. Cho chị lên cho chị một mã hút đi đi em ơi. Xem mã hút đi còn những cái màu gì, cái mã chữ nổi mang vào chị còn ít màu vàng chữ nổi đấy. Nhấc vào chị lên luôn. Ok chị vợ anh Nam có vitamin này. Nhà em còn quần 3Q không, nếu còn lấy hai cái XL một cái XL. Dạ vâng ok chị Minh Nguyệt quần đấy 110 nha, em cứ bấm vào đấy chị. T262 tuyếp em cho chị Nguyễn Đào. Dầu cặp thanh lý 380.000 miễn ship ạ. Đừng so sánh với cả phi hàng pha ke nha các chị nhá. Vitamin ok chị Lưu Hằng ạ. Thêm vitamin cho chị Hoài Trâm ạ. Hết chưa gì? Còn 2. Em còn 2 vitamin nữa là em hết nha các chị. Che vào không lại. Nhìn thấy hiếc tai chứ. Ok, kẹo ngậm 99 cho chị Nguyễn Bóng ạ. Tại vì đến lúc người ta thu hàng không được bán mà người ta nói này nói nọ mình cũng ngại ra, ngại Ngọc. Ngọc thì vẫn bán 215.000. Đấy, còn mấy cái đấy cho chị nốt, còn mấy cái, hết chưa? Ok, vitamin cho bác Giang Thủy. Còn một nữa là em hết nhá, các chị nhá, hết. Này phải bán kín, bán khẽ nữa các chị. Bán tại vì em không quen bán lãi nhiều được. Bán cho các chị em mình nên là em có làm được việc theo hệ thống của em nữa thật. Có ai tuồn hàng ra thì em bán.
ai tuồn hàng ra thì em bán, nhưng còn bảo bán theo giá hệ thống thì em chịu. Bán theo giá của hệ thống thì bóp thật sự luôn, là khách mua là người phải chịu, phải bỏ ra cái số tiền nhiều nhất. Nên em không bán theo giá của hệ thống đâu. Kẹo ngậm ok cho chị Hoa Hoài Hương. Kẹo ngậm là 99.000 hai hộp. Cái này hết chưa? Còn có mỗi mấy cái này thôi đúng không? Cái này các chị lên nốt cho em luôn là mã vàng 78 đi. Vàng 78, em còn có mỗi mấy cái là hết thôi. Các chị cho, ôi rồi, cả đấy nữa em. Ôi rồi chết rồi. Ê, chị lại đọc vàng 78. Vàng 78 cho em luôn nhá. Đấy, lên à, lên là V78 đi cho dễ, V78 cho nhanh luôn. Đẹp lắm, hàng này của em form chuẩn chỉ, kể cả 38, 39 đến 60 cân cho em vẫn mặc ok luôn. Khách nhận mà bảo, ôi dồi em ơi, sao lại bán có giá cái rẻ thế? Có mấy chục nghìn một con hút đi luôn. Em bán luôn 78 lên cho em là V78, đẹp lắm. Cái này trai gái đều mặc được, kẹo ngậm với chị Hoa Hoài Hương có rồi ạ. Cái này nhá, kể cả gái trai nhà các chị đều mặc được ạ. Chị em mình cũng mặc được ạ, mặc thay áo khoác luôn. Nó dễ chịu lắm luôn các chị. Mà con các chị, nhiều chị mua cho con 35, 37 cân cũng có thể mua được cho em luôn. Rồi để lên đây xong để kẹo ngậm 99 thêm cho chị Yến đi lớp bông để xuống cho lên cho chị em. Lên cho em là V78. Em cho luôn 78.000 một chiếc cho các chị luôn, các chị chốt nhanh nhá. Đây các chị nhìn cho em 13 cái mà nó cồng kềnh như này, để thêm lên cho chị em. Lên cho em là V78. Bốn áo 59 là mã gì chị ơi? Đấy nó cồng kềnh lắm luôn các chị, đây còn chả biết chưa được nổi 10 cái. 1 2 3 4 5 6 7 cái mà nó cồng kềnh như này rồi. V78 ạ. V78 em cho chị Hoa Hướng Dương một cái, viên đá nhỏ một cái. Cho chị Mùi Đỗ một cái. Mùi Đỗ có luôn 78.000 một chiếc cho các bác mình nhá. Các chị lên vào đấy cho em là V78. Mặc sướng lắm luôn các chị. Đấy rồi là cái này ấm nữa luôn, tiện. Lạnh nữa thì có thể mặc thêm một con giữ nhiệt bên trong. Xong mặc con này ra cho em luôn. Trời ơi đẹp lắm luôn các bác. 78.000 nhá. Lên cho em là V78 các chị. 78.000. Có chị nào vừa chuyển khoản cọc 100.000 này. Nguyễn Lan. À đúng rồi. Dầu cặp. Đúng không? Ok, chị Nguyễn Lan đã nhận được rồi. Thì nhắn luôn cho chị. Rồi còn chị nào chưa được các chị lên cho em luôn là A78 cho em nhé. À quên, V78. V78 em cho chị Thanh Bình Nguyễn một cái. Cho chị Thúy Phan một cái. Kẹo ngập cho chị Giang Thủy. Ok, chị Giang Thủy. Còn chị nào mình chưa được V78, các chị lên cho em là V78 nhé. Ngon bổ rẻ các chị ạ. Em nói thật, cái này mua về mặc, chị em mình mặc hay mua cho con mặc đều mặc được hết luôn cho em luôn, hàng chuẩn đẹp cho các bác mình luôn. V78 em cho chị Nguyễn Thủy một cái ạ. Chị nào chưa được các chị lên giúp em là V78 nhé. 78.000 đồng ạ. V78 em cho chị Phượng Trần một cái ạ. Phượng Trần có luôn V78 này. Cồng cầy. Cho bác Hoàng Thị Phượng, Hoàng Thị Hát Phương Hát một cái. Thảo Hoàng cọc. Thảo Hoàng cũng cọc có gì? Vào tài khoản Nguyễn Thị Nhân. Ô thế thì đây này là Nguyễn Lan cọc. Nguyễn Lan khác. Thảo Hoàng khác. Chưa nhận được của chị kia. L73 cho chị Nguyễn Vân là cái áo kẻ đen em. Áo giống như tối qua chị mặc đấy. Rồi V78 em cho chị Thu Huệ một cái. Cho chị Thúy Phan một cái. Thúy Phan này nhắn tin chưa? Cồng kềnh lắm các bác, chốt nốt nhé. Còn bao nhiêu cũng để nốt lên em ơi. Hết chưa? Hết tất tần tật đây rồi đúng không? Rồi em còn bằng này nữa là em hết. Chị nào chưa được lên nốt V78 đi. Ô em ơi cắm sạc máy chủ nhanh tay, nhanh tay lên. V78 đẹp quá luôn này. Đúng thật sự mua cái này về là ngạc nhiên đấy. Các chị không nghĩ rằng có 78.000 một con áo mà cái chất nó được đẹp như thế này đâu. Thề với các chị luôn mà nó cồng kềnh nghe. Các chị bảo em đóng cái đơn đây các chị nhìn 2, 4, 6, 8 cái mà các chị nhìn nó như thế này. 8 cái này mà nó phải bằng tầm khoảng 50 cái áo mùa hè rồi. 8 cái như nó phải bằng tầm 50, 60 con áo mùa hè luôn. Đây 8 cái nhá, mà đây là 10 cái áo len này các chị. 10 cái áo len, đây cục này là 10 cái áo len mà để ra các chị nhìn này. Mà đây của nó mới 8 cái áo hút đi ạ. Đây là 10 cái áo len nó đã nặng rồi. Mà con này thì các chị em mình bảo em bán cho các chị có 78.000. Không, không có màu nữa đâu em ơi. Có mỗi, còn mỗi màu này mới bán 78 chứ. Lên vào đấy cho em là V78 nha các chị nhá. Đẹp lắm. Sướng cho các chị em mình luôn. Sao bác đã nghỉ rồi? Bác vào đây bác nhảy tí cho em lên view ấy. Vào đây bác vào bác hô cho các chị đẩy view cho em đấy. Nghỉ sớm đấy. Đã chốt luôn xong rồi. Khiếp. Kinh ở nhà bác làm việc mày thần tốc thật. Làm việc thần tốc. Rồi còn chị nào lấy V78 các chị lên nốt nhá. 78.000 đồng. Cho các bác mình luôn, còn có 9 cái đúng không? Một cái đấy nữa là 10 đúng không? Em còn 10 cái cuối là em hết. V78 cho bác Minh Nguyệt. Dưới đây có chưa đọc chưa? Ok chị à, đọc rồi. Cho chị Minh Nguyệt có luôn V78. Đẹp lắm. Các bác mình chốt cho em.
Này mà kể cả các bác mình bán biết cũng dễ luôn. Nếu các chị nào chưa được lên nốt cho em V78 nhé. $78.000 cho các chị. Áo em mặc là lộc 79 kèm theo màu đen da. Áo em mặc là lộc 79 nhá. Em thanh lý nốt bán tặng đầu like đấy. Không gì ơi, chỉ nhận được mỗi của chị Nguyễn Lan thôi nhá. Mai nhớ con nhắc lại nhắc lại con để con kiểm tra. Chị mới nhận được của mỗi chị Nguyễn Lan cọc 100 thôi. Mình vào muộn quá, có mã quần thu đông. Em mới lên mỗi quần nam thôi bác ạ. Cái này là 10:15. Bây giờ mười mấy thì cũng thế. Đã nhận được đâu. Áo treo sau là A59 kèm màu chị ơi. Áo treo sau là A59 kèm màu. Rồi bác nào chưa được A59 màu nâu chị Diễm Huyền. A59 nó có màu nâu này, màu trắng này, màu đen với cả màu kem, bao cả giá, bao giá cả đất nước này luôn. Rồi còn chị nào chưa được V78 lên nốt cho em là V78 nhá. Móc treo chị sau V78 sau cho gọn nốt luôn em. Chị nào chưa được các chị lên luôn. Vào đây like. Phải về đóng đơn này. Kinh lắm, chắc về mẹ lại đóng đơn xuyên đêm đấy. Em còn chip cao cấp, còn chip 168.000. 165 5 cái. Bác lên là chip xịn 165. Con này là con em lấy lên để em mặc với các chị. Tiện lấy mặc 40 cân đến 60 cân, 165.000 5 cái nhá. Cái này bọn em mic lên cái nào, cái là bọn em nhấc luôn ra một mic luôn. Chứ còn nhớ cái mai nhặt cái là nhặt luôn của chị 10 cái đi thì chị bán không biết bao nhiêu đơn cho nó bù lại luôn. Đẹp lắm luôn các chị, nó xịn kinh khủng luôn ấy. Nói chung là hàng này các chị em mình không mua thì chỉ có tiếc thôi. Đúng thông hơi luôn cho các bác luôn, thông hơi kháng khuẩn luôn, chống thấm ngược nha các chị nhá. Nó chống thấm ngược luôn ạ. Lên comment vào đây cho em là chip xịn 165, 165.000 năm quần, 40 đến 60 cân ạ. Hàng này các chị mua là nếu như các chị em mình mua bèo bọt nhất cho em là 60.000 một quần. Hầu như em thấy toàn 60, 68.000 một quần. Còn đây em bán cho các chị 165.000 năm quần. Đấy bác nào mình lấy các chị em mình tính ra, các chị em mình chia ra có 30 mấy nghìn một quần cho các chị em mình thôi. 33.000 còn chưa đến 35.000. Đấy các chị lên comment lấy cho em, không em không có quần nỉ nâu là cái mã gì hết nhá chị nhá. Em không bán nỉ nâu chị ơi, nỉ nâu là cái nỉ gì? Nỉ nâu là cái nỉ gì? Chip xịt 165 em cho chị Tuyết Nguyễn có luôn này. 165.000 năm quần. Hàng này các chị em mình mua tặng mua làm quà cũng sướng luôn. Không còn xịt nam đâu chị, hết xịt nam rồi, cháy đâu. Nỉ nam lên rồi, nỉ nam lên rồi. Nỉ nam là Q85 kèm màu. Màu đen với cả màu xanh. Xanh của nó là xanh than ấy. Than tiêu ấy. Đấy chị nào lấy chip xịt các chị lên là chip xịt 165 nhé. 165.000 năm quần cho các chị cũng đẹp lắm luôn. Một set chip quá là xuất sắc luôn cho các chị. Đấy mic luôn ra em nhé. Chứ đừng để đấy, hôm mai nhặt rồi. Hôm mai nhặt một set vào thôi chắc là đã bán hết cả 10 đơn không lại. Em định lên mà em chả có buồn lên cái tương tác như này lên làm gì. Đấy, hàng cao cấp nó khác hẳn đấy. Bao nhiêu chị vừa nãy cứ gạ đây, xin chốt dự bị mã 186, 185 cho em luôn, là vứt đây cho em. Xem là còn sai số nào phân nốt ra. Hàng này đã phân em có so sánh cả với hàng loại rẻ hơn rồi đấy. Đấy, đấy. Thề luôn cái tay. Đã bảo rồi, đây nhìn này sướng không? Đề đã không? Cái này đúc vào cũng đẹp lắm. Ôi, sao bác lại đúc ngược của em? Tại vì sướng. Em để lại một cái từ hôm qua đã cầm lên. Màu đẹp sang lắm. Thế chị. Đấy, màu này nó sang kinh khủng luôn. Lại đang hot đâu, cái khóa của nó cũng đẹp luôn. Đây cái này đây còn có ít nên chẳng muốn lên ý. Đấy, chị nào lấy các chị em mình lên luôn nhá. Comment vào đấy cho em luôn là mã
185 xong các chị kèm size. Đừng có so sánh là ôi giời ơi người ta bán 179 em lậy các bác. 79 179 nghìn nữa là hàng khác. 179 189 hàng khác, hàng này của em khách đang bán. Khách xỉ của em bán rẻ nhất là 255 còn đâu toàn 270 279 thôi. Em bán cho các chị em mình nhá. Một A59 màu nâu với cả lộc 79 màu nâu ở OK chị Dung Thùy. A59 màu đen cho chị Mai Vũ. Quần bom 112 em còn hàng, chị Hoài cho mơi lát em lên cho. Cái này còn mấy size em ơi? M cho các chị em mình từ tầm khoảng 39-40 đến tầm khoảng 49 ạ. L từ 50 đến 58-59, XL từ 59 đến 65 cân. 3 size cho các chị em mình chốt. Các bác mình phải chốt nhanh không là không có hàng đâu. Ủa chị lại lấy rồi chị chưa? Ừ. Thế thì em bán cái gì? Quá thích luôn. Đẹp lắm. Cái này lên là 185 cho các chị em mình kèm size nhé. Em bao giá cả đất nước này luôn ạ. Chuẩn chỉ cho các chị em mình hàng phao chám trần lông. Em ơi em lấy cho chị cái hàng rẻ hơn rồi đây. Em cho các chị ngắm luôn đi. Cái hàng mà bán 179 đấy, đẹp lắm. Lên cho em là 185 nhé. Nhìn form viết của nó cũng sang chảnh hơn hẳn luôn này. Đấy, vừa ấm vừa đẹp vừa sang cho các chị luôn. 185 size M em cho chị Hương nấm lớp. Size L em cho chị Nguyễn Vân ạ. Lên cho em là 185 cho các chị em mình kèm size. Nguyễn Như Trinh size M đuôi 910 nhắn cho em địa chỉ với điện thoại và tin nhắn. 185.000 một cái cho các chị đẹp lắm đây. Hàng các chị em mình mua này. Thậm chí nhìn có thể to hơn cho các chị em mình như là đây bên ngoài cũng trần như này nhưng tay của nó khác, nhìn khác nhau chưa? Đấy các chị nhìn thấy sự khác biệt giữa hàng đắt và hàng rẻ hơn chưa đây ạ? Chứ các chị đừng vào các chị bảo ôi giời ơi chị mua 179.000 đầy. Đây mới là hàng 179 nhá các chị nhá. Còn hàng em bán 185 màu này là em bán tri ân. Còn các chị mua toàn 270-280. Tay khác nhau chứ chỉ cần nhìn nguyên cái tay đã khác nhau rồi. Chưa nói đến cái chất chiếc của nó luôn nha các chị nhá. Em bảo rồi đẹp lắm luôn nha các chị luôn ý. Mê cho các bác luôn. Comment ở đây cho em luôn là 185 kèm size size XL em cho chị Thúy Phan một cái. L cho chị Hoài Thương Nguyễn một cái. Lên cho em là 185 kèm size nhá. Đẹp nhở, sang. Nhìn con áo kiểu nó sang. Cái form fit của nó nhìn rất là tây luôn các chị. Các chị lên là 185 kèm theo với cả size cho em. Quần bom 112 thì bác phải kèm size chứ không kèm size em không lên được đâu bác Hoài Trâm ơi. Đấy chị nào chưa được lên 185 kèm size nhá. Bác Phương để bên trên đấy. Đấy. Đẹp lắm luôn các chị, 185.000 một cái. Yên tâm là giá này các chị em mình yên tâm là nó quá hời cho các chị em mình luôn. Các chị em mình OK size L em cho chị Vân Dương một cái. Không còn kéo hết kéo rồi nhá chị nhá. L chị Vân Dương có luôn này. Hả? Cái gì cơ? Kéo bác còn thì bác phải nói to lên là bên bác còn. Bác cứ còn kéo kéo em biết được cái gì. Kéo em bán tặng có 33.000 em có bán nữa đâu. Em không bán nữa đâu, bù xít chết mệt. 33.000 em bù xít chết mệt nên em có bán nữa đâu. Đẹp quá luôn. Đấy các bác mình lấy quần bom 112 size S cho chị Hoài Trâm kìa. OK bác Hoài Trâm ạ. Rồi còn chị nào mà mình chưa được 185 nữa lên 185 kèm size nhá các chị nhá. 185.000 kèm size đẹp lắm luôn các bác. Lại không bấm được tạo đơn rồi em ơi. Hôm nay chả hiểu Tivox nó kiểu gì luôn, đẹp dã man luôn mình. Mê cho các chị luôn. Đẹp được tay. Ôi trời ơi nó mê mê luôn. Thế là hết luôn XL đúng không? Thế thì em chỉ còn có mỗi ML nữa thôi là hết đấy các chị. 185 em chỉ còn ML. Bác nào chưa chốt được các bác mình chốt luôn nha. Qua cho các chị luôn này. Rồi bác nào chưa được nữa các bác mình lên nốt nhá. Còn mỗi size M với size L thôi. M với L nữa là em hết. Chị ơi có áo cá sấu nữ không? Em không bán áo cá sấu chị ơi. Chắc cái bàn định hỏi ý định hỏi là áo polo á. Chất polo ấy như lại vào hỏi áo cá sấu. Em không bán cá sấu chị nhá. 185 size L cho bác Thanh Bình Nguyễn. Còn chị nào chưa được các chị lên nốt luôn này. Không lên thêm màu nào nữa nha chị. Không lên màu nào hết. Lên một màu duy nhất. Một màu này đã là quá đủ rồi. Đấy chị nào chưa được các chị lên comment. Eo ơi cái này kể cả mặc với sóc da sóc viết không làm đôi bốt lên nữa đẹp nhỉ.
Trời ơi, form của nó đỉnh quá. Chị nào chưa được các chị lên vào đấy cho em luôn. Nhìn form phiếc của nó đỉnh. Bye bye. Đẹp lắm luôn các chị. Đấy, lại bắt đầu ôm về. Thế thì còn được bao nhiêu nữa em? Hết chưa, bên kho hết rồi đúng không? Rồi, còn chị nào chưa được các chị lên nốt nhé. 40 cân đến kể cả 49, 50 cân vẫn mặc được mờ. 50 đến tầm 59 cân mặc cho em size L. Còn 2 size cho các bác mình là hết. Đẹp dã man luôn, sướng. Rồi, qua cho các chị luôn này. Cho chị luôn áo gió giãn này, nhấc nốt cho chị luôn. Gió giãn, gió nhằn hàng VIP nha các chị nhá. Các chị chốt nhanh luôn, lên luôn là K110 đi. Lên luôn cho em K110, em còn có mấy cái này em lên nốt cho. K110, ô con này khác à? Ôi con này các chị em mình còn, cái này lại còn túi trước này nữa chứ. Túi này túi chéo, như con này là còn đắt hơn đấy thì. Ok, nốt đi 110.000. Lên cho em là K110, 40 đến 60 cân vẫn mặc được cho em luôn này. Đây là chị nào mà mình chưa biết gió giãn, gió nhăn như nào thì các chị em mình mua về, các chị em mình thử cho em nha các bác nhá. Mê lắm luôn các chị. Em này lại túi như này xinh cực luôn. Bo dưới 110.000 một cái nhá. Viền này viền may cho các chị luôn này. Đấy, bác nào lấy các bác lên là K110. K110. Cái gì cái áo bé trai nó nhung hết 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 lâu rồi chị ơi, làm gì có. Áo đấy các chị em mình ra ngoài mà các chị mua hơn 300.000. Hôm trước em tiện em lấy cho con nhà em thì em mới lấy thôi, chứ bác em không bán hàng đấy đâu. Em có bán hàng đấy đâu, hàng này bán đâu có lãi đâu chị. Em tiện lấy cho sâu với bom nhà em. Cái đấy cầm lên nhà cho sâu bom thì đúng không gì? Em lấy cho sâu bom nhà em nó mặc. Một 85 size L cho chị Trần Ánh Mai. K110 em cho chị Thanh Thanh một cái. Các chị lên cho em L50 cân. Đúng rồi bác ơi. Rồi còn chị nào chưa được nữa, các chị lên nốt cho em luôn K110 nhá. K110 chị nhìn thấy có mấy cái màu cam vừa nãy đâu nhỉ? Phải không nhỉ? Đúng không? Đấy có mấy màu cam, mấy cái màu cam cho chị luôn. Cái này còn mấy cái các chị chốt nhanh luôn nhá. Cũng là gió nhằn cho các chị em mình. Lên comment cho em mã này là K108. Còn có mấy chiếc thôi, đẹp lắm luôn. K110 cho bác Phương Ly Yến Nhi một cái đẹp lắm, 40 đến 60 cân. Nhớ là cái này của em là hàng gió giãn nhá. 169 đấy, em xả 108 lên là K108. Đẹp kinh khủng cho các chị em mình luôn, K108.000 cho các bác mình luôn này. Cái này các chị em mình ôi thôi chết rồi, mắt luôn cái chỉ ở đây mất rồi. Cắt cắt cho chị rồi. Cắt cắt cái này ra nhé, cắt ra xong rồi luôn. Lên cho em là K108 cho em luôn nha các chị, K108.000 cho các bác mình luôn. Đẹp lắm, mê cho các chị em mình luôn này. Áo đi sau là mã V78 hay sao ấy chị ạ, V78. 40 cân đến 60 cân các chị em mình mặc cho em nhá. Đấy, lên comment ở đây cho em đẹp lắm. K108, trời ơi, nhức cái nách luôn cho các chị. Áo chị mặc mã gì, chị mặc với cả mấy mã đừng vào hỏi. Hỏi một câu mà không biết mã nào ra mã nào luôn nhá. Cái này lên cho em là K108. Chốt nhanh nha các chị ơi. Nhanh để em xuống like nha các chị, like thế thôi. K110 Thanh Thanh có rồi mà. Đọc rồi còn comment làm gì nữa Thanh Thanh. Đã đọc tên rồi đừng comment lại nữa nhá.
V78 còn đúng không? V78 cho bác Thu Vân một cái, K108 cho bác Thảo Trần một cái. Bác nào chưa được K108 các bác mình lên luôn cho em K108 nhé. Rồi còn chị nào chưa được các chị lên comment nha. Rồi những chị nào chưa được các chị lên comment luôn để em nghỉ nha các bác nhé. Có đơn cái các chị nhắn hết địa chỉ này, số điện thoại vào trong phần tin nhắn cho em luôn để sáng mai nhân viên chốt đơn này. Bye bye mọi người, K108M là cái mã gì ở Nguyễn Như Trinh? K108M đó là cái mã gì ở chị? Xong đã thế là còn bonus thêm quả số điện thoại vào, không hiểu kiểu gì luôn. Còn chưa biết vừa nãy chốt mã 185 size M đã nhắn tin địa chỉ số điện thoại chưa nữa. Chịu. Em cũng đọc mã K108 nào size M hết nha. Cho chị gói ngô cái cho đỡ buồn ngủ, hết buồn ngủ quá. Lọc 79 là mã gì? Lọc 79 không kèm màu thì chốt kiểu gì? Không lên quần ba cúc chị ơi. Không bán lẻ quần ba cúc luôn. Lọc 79 màu đen cho vợ anh Nam. Áo chị mặc trong đấy. Ôi, anh ngủ ơi, nghỉ đi ngủ đây các chị. Lên thế thôi. K108 cho bác Phương Ly Yến Nhi. Đẹp quá luôn, con này quá đẹp luôn đấy bác Phương Ly Yến Nhi ạ. Nó là hàng gió nhăn, gió giãn đẹp lắm. Q85 là cái mã gì? Q85 ba cái chốt sau. Q85 bác kèm màu nhé bác nhá. Kèm màu vào. Một gói ngô cho bác Ninh La. 185 size M cho chị Phượng Trần. Q85 là bác phải kèm màu, em lên màu đen với cả màu xanh đấy. Chứ lấy ba cái mai nhân viên nó không biết nhặt như thế nào luôn đó. Tự dưng nhặt đến đơn của bác lại lú luôn thì chết. Ba cái màu đen hả? Ba cái màu xanh. Đồng phục. K108 cho Nguyễn Như Trinh. Không, tất đế hết hàng. Cái này ăn ngô là nghiện luôn. K108 size M mua chỗ khác. Cái này một size 40-60 cân. Ok, một gói ngô cho bác Phương Ly Yến Nhi. 39.000 một gói ngô nha các chị. Tầm này chỉ có ăn là giỏi thôi. Hai đen một xanh cho bác Nguyễn Đào. Của Q85 đấy. Quần nỉ nam là mã Q85 kèm màu đấy bác. Một gói ngô cho bác Minh Nguyệt. Lấy K108 cho viên đá nhỏ. Cái này là hàng gió giãn nhá. Đẹp nhất trong tất cả các loại gió. Bình thường như thô lì đã đẹp nhưng con này còn đẹp hơn nhiều. Bánh mic em hết rồi bác ạ. Còn chị nào lấy cái gì nữa các bác mình comment luôn nha. Rồi chỉ có ngồi ăn thôi các chị. Không có tâm trạng mà lai lùng gì nữa luôn. Bác nào lấy cái gì em bấm tạo đơn nốt.
Giờ này vào hỏi lên áo da cá, chị da cá thanh lý hết từ 8 đời. A59 màu đen cho bác Trần Ánh Mai. Không còn da cá nữa nha chị, hết rồi. Hết, hết sạch. Hiện tại còn mỗi da cá form rộng của bẻ. Ba bịch ngô cho bác Đoàn Thanh Thúy. Chết rồi, nghiện ngô rồi bác Đoàn Thanh Thúy ơi. Quần giả váy để cái size M cho bác Bất Cần. Chip xịn 165 cho bác Thảo Trần. Em lười lướt lại mạ lắm các bác. Giang còn áo len kẻ. Len kẻ tối qua em mặc bác lên là L73. Còn đấy. Bác lên là L73. Cái chỗ này còn phải còn đến mấy trăm cái. 10, 20, 30, 60, 70, 80, 90, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 200, 21, 22, 23, 24. Còn 250 cái mà. Một ngô cho bác Ngoài Trâm. Mua rồi ăn ngon, mua ăn rồi nghiện luôn. Không có ngô nào ngon bằng ngô em Giang. Em cảm ơn bác nhé. L73 cho bác Huệ Nguyễn. Ông ăn nó cuốn lắm á. Ăn cứ muốn ngồi ăn ăn nữa. Này em ơi, cất em ơi. Ăn xong uống nước vào rồi lại no, lại đỡ phải ăn cơm. Phải tiết kiệm. Chăm giữ nhiệt màu trắng á. Cầu tay á. Còn lên luôn cái mã theo luôn mà. Bóc dơ luôn nè. Bảo các chị lên luôn là mã T54. Một 85 size L cho bác Diễm Huyền nhỉ. Lên luôn cho em là T54 nha các chị nhá. Tâm hàn giữ nhiệt. Đẹp lung linh lồng lộn luôn. Mix với cái gì cũng đẹp. 50.000. 38 cân đến dưới 60 cân. Đẹp nhỉ? Đấy. Các chị lên cho em T54. Em đang ăn ngô, tay em nó bụi quá em không dơ được. T54 cho chị Bất Cần một cái. Mai thì à, quên Mùi Thị Thùy Nhân một cái. 54.000 ạ. T54 áo hút đi màu nâu qua hết rồi bác ơi. Dầu gội cặp bác lên cho em là dầu cặp 380. To trà bá, không mất ship. Về gội chỉ có mê thôi các chị. Không hết rồi. Không còn màu khác nữa chị. Ôi, em nghỉ nha các bác. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Chúc các chị em mình ngủ ngon. Bye bye mọi người. Bye bye, bye bye, bye bye mọi người. Này em ơi. Bơi bơi các chị. T54 chị Ủy Đông một cái. Hai cái cho chị Nguyễn Như Trinh. Đẹp lắm. Tâm hàn giữ nhiệt mà. Còn mã nào lấy thêm gì nữa không ạ? Áo gió nam 72 cân cho chị cái size 3X nhé, chị Thanh Bình Nguyễn. Nhưng mà đấy là 160 size 3X, chả mai bọn này nó không đi nhập.
Bye bye các chị nha. Cảm ơn các bác nhiều nha. Chúc các chị em mình ngủ ngon ạ. Bye bye.